Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 1201, chỉ uống ba chén hai. Trương đại quan chỉ có thể cười khổ hạnh rồi, giờ đây ngay cả hòa thượng mà cũng biết tham ô. Trương Dương nói, thật ra, những hạng mục kinh tế chi tiêu trong chùa đều giao cho anh làm, nếu anh muốn thì cơ hội tham ô còn nhiều hơn ông ta. Tam Bảo nói, với tôi mà nói, ở chùa chẳng có gì hấp dẫn hơn là làm phương trượng. Người như tôi từ khi xuất gia đã lập chí hướng cho mình rồi, vì trí hướng này, tôi đã chống lại được rất nhiều điều thu hút mê hoặc. Đây là lần đầu tiên Trương Dương cảm nhận được một thứ thực tế trên người Tam Bảo Hòa Thượng, cũng là điểm sáng Trương Dương thấy được trên người gã, liền nói Tam Bảo, hình như tôi đã hiểu anh hơn một chút rồi. Tam Bảo nói, hiểu tôi về cái gì? Một mặt nào đó, tính cách của chúng ta có điểm tương đồng. Tam Bảo nói, tôi không dám so sánh với chủ nhiệm Trương đâu đằng trước đã nhìn thấy ánh đèn của thu hà tự trương dương nghĩ đến chuyện việc tam bảo giảng kinh cho mạnh truyền mỹ liền mỉm cười nói tam bảo về sau có lẽ còn phải nhờ anh đi giúp đỡ nữa đấy tam bảo nói với trương dương thật ra kiều phu nhân còn hiểu phật giáo nhiều hơn tôi hôm nay tôi hơi múa dìu qua mắt thợ trương dương nói tôi có thể nhận ra rằng bà ấy thích nghe anh giảng kinh tam bảo lắc lắc đầu nói tôi sẽ không đến đó nữa đâu kiều phu nhân có lẽ có tâm bệnh bà ấy luôn cho rằng mình là một kẻ có tội, những đạo lý về kinh Phật, bà ấy đều đã hiểu hết rồi. Tôi đi giảng kinh cho bà ấy nghe, hình như giống một đứa học sinh cấp một đi giảng bài cho một sinh viên đại học vậy, từ đầu đến cuối tôi chỉ biết cười theo thôi, cứ nên đợi khi sư phụ tôi về, bảo ông ấy đi khuyên kiều phu nhân mấy câu đi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho bà ấy. Trương Dương nghe những lời của Tam Bảo, càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ đối với mạnh truyền Mỹ, Tam Bảo đã không muốn đi, đương nhiên hắn cũng không miễn cưỡng nữa, hắn nói chuyện Kiều Trấn Lương giúp đỡ nói hộ thu hà tự cho gã, tam bảo vui mừng nói, thật tốt quá, nếu Bí Thư Kiều đồng ý nói giúp, việc này nhất định không có vấn đề gì rồi, tôi sẽ thông báo cho bên thi công, chuẩn bị thi công tiếp. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương về bộ chỉ huy khu đô thị mới để nghỉ ngơi, buổi tối hôm đó đúng lúc thường hải tâm trực ban. Khi đến bộ chỉ huy, phát hiện ra Tần Thanh cũng ở đó, cô và Thường Hải Tâm đang nói chuyện trong phòng làm việc, hai người họ dù là đến phiên ai trực ban, đối phương cũng ở lại để nói chuyện cùng. Hiện tại Trương Dương thuộc vào nhân khẩu thường trú ở Bộ Chỉ huy, mặc dù đã lấy được chìa khóa ở nhà mới tại Phù Dung Việt, nhưng vẫn chưa sửa chữa lại, thật ra dù là có sửa chữa, thì hắn cũng không về đó ở hàng ngày, ở lại đơn vị tiện hơn một chút. Khi Trương Dương đi qua phòng trực ban hành chính, hắn cố ý ho một tiếng. Đã đến cuối năm, nhiệt độ vào buổi tối đều là dưới không độ, cánh cửa phòng trực ban đang đóng chặt. Tần Thanh mở cửa phòng từ bên trong. Bên trong phòng đã mở điều hòa, vì vậy rất ấm áp, Trương Dương cười nói các cô không sợ có tên lưu manh nào xông vào ức hiếp sao. Thường Hải Tâm nói, đã có một tên lưu manh xông vào rồi đây, nhưng chúng tôi đều không sợ. Câu này nói không hề giả chút nào, Trương Dương có gì mà không làm với hai người họ chứ, làm sao họ lại sợ được. Trương Dương ngồi xuống trên giường tại phòng trực ban. Tần Thanh nói: "Anh mau đi ra ngoài đi, đây không phải là nơi anh nên đến đâu." Trương Dương nói: "Không sao mà, bảo vệ đi ngủ rồi, tôi cũng đã đóng cửa của tòa nhà này rồi, ông ta không lên đây được đâu." Tần Thanh nói: "Anh mau về phòng ngủ đi, toàn mùi rượu nồng nặc trên người thôi, lúc nào anh cũng uống say rồi lái xe, sớm muộn gì cũng bị người ta bắt." Trương Dương nói: "Vậy thì tôi đi nhé, hai người nhớ chú ý an toàn đấy." Thường Hải Tâm cười nói, không sao, chúng tôi đều đã học được thuật phòng thân của anh dạy rồi, người bình thường không phải là đối thủ của chúng tôi đâu. Trương Dương nói, đừng khoác lác nhé, nếu gặp phải loại võ công cao cường như tôi, thì các cô chẳng trở tay kịp đâu. Thường Hải Tâm nói, trên đời có mấy ai lưu manh như anh cơ chứ? Trương Dương ngoài miệng thì nói phải đi, nhưng không có ý định đứng dậy, chị Thanh, tôi thấy, về sau trực ban hành chính, đừng phái các cô nữa, con gái trực ban không tiện đâu, để đàn ông chúng tôi làm thôi." Tần Thanh nói, bộ chỉ huy khu đô thị mới mới thành lập không được bao lâu, vẫn chưa đủ người, hai chị em chúng tôi làm bạn, vừa vặn có thể nói chuyện với nhau." Trương Dương nói, vậy thì để về sau tôi đến trực thay cho các cô." Tần Thanh lại dục, anh đi ngủ đi. Thật ra hai người đều muốn Trương Dương ở lại cùng, nhưng dù gì thì ngoài mặt cũng không thể nói thế được, mặc dù hai người họ cùng được Trương Dương đưa lên một chiếc giường, nhưng vẫn phải giữ khoảng cách. Trương Dương lúc này mới đứng dậy, hắn đi không lâu, Tần Thanh và Thường Hải Tâm cũng ngủ. Giường của họ là giường tầng, Thường Hải Tâm ngủ tầng phía trên, Tần Thanh ngủ tầng phía dưới, hai người vừa đặt mình không lâu, đã nghe thấy cánh cửa bên ngoài động đậy, rõ ràng là có người lấy chìa khóa mở từ phía ngoài. Tất nhiên người đó là Trương Dương, vừa rồi khi Tần Thanh tiến hắn đi đã khóa trái cửa lại, từ bên ngoài không thể nào mở được. Cô nghĩ đến bộ dạng chẳng thu được gì của Trương Dương, đột nhiên nhoẻn miệng cười khanh khách. Thường hải tâm cũng cười một tiếng, rồi nói nhẹ nhàng, ai vậy? Thật ra không cần phải hỏi, tòa lầu này chỉ có ba người họ. Bên ngoài không còn động tính gì, yên lặng mốt lúc lâu sau, cửa phòng lại bắt đầu vang lên. Lúc này tần thanh hỏi, ai vậy? Bên ngoài lại yên ắng. Thường hải tâm cảm thấy có gì đó không ổn, cô nhấc điện thoại gọi đến số của Trương Dương, tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Dương một lúc sau mới bắt máy, hải tâm, có chuyện gì vậy? Thường Hải Tâm nói, anh đang ở đâu thế? Trương Đại Quan nói, đang trong chăn. Thường Hải Tâm vừa nghe ngay lập tức đã nổi ra gà, anh không mở cửa. Trương Dương cười nói, trời lạnh thế này, mở cửa làm gì? Hai người các em ở cạnh nhau mà anh yên tâm rồi, mau đi ngủ đi, anh mệt rồi. Thường Hải Tâm đặt điện thoại xuống, sợ đến độ chui lên giường của Tần Thanh, nói nhỏ, chị Thanh, anh ấy bảo anh ấy không đến, anh ấy đang ở trong phòng của mình tần thanh nói tôi biết không có tiếng chuông điện thoại cũng không có tiếng anh ấy nói chuyện cô cũng cảm thấy hơi sợ cầm điện thoại gọi điện cho trương dương nhưng đáng ghét là điện thoại tên này đã tắt máy thường hải tâm nói tên chết tiệt này chẳng quan tâm đến chúng ta gì hết tần thanh nói hay là tôi ra ngoài xem thường hải tâm gật gật đầu tần thanh mặc áo vào thường hải tâm hơi sợ chị thanh để tôi đi cùng chị nhìn từ ngoài cửa sổ phòng bảo vệ đã tắt đèn cánh cửa đã khóa cẩn thận, có lẽ bảo vệ đã đi ngủ rồi. Hai người đều mặc xong quần áo, lúc này mới kéo cánh cửa bước ra ngoài, ở bên ngoài không có ai, hành lang chống hô chống hoác, hai người quay sang nhìn nhau, tần thanh chỉ xuống bên dưới, họ cùng dìu nhau xuống phòng của Trương Dương ở phía dưới, phòng của Trương Dương đã tắt đèn. Tần thanh cẩn thận gõ gõ cửa phòng, không có phản ứng gì hết. Tần thanh gõ mạnh hơn một chút, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Thường Hải Tâm nói, chẳng lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Tần Thanh nói, anh ta mà có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Lời vừa dứt, đèn ở hành lang đã tắt ngấm. Thường Hải Tâm sợ đến độ hét a lên một tiếng, nhưng đột nhiên eo cô cảm thấy tê tê, cô đổ xuống, bị một người ôm lấy, Tần Thanh không nhìn thấy gì, gọi, Hải Tâm. Hải Tâm, một cơn gió nhẹ bay đến từ đằng sau cô, dù sao thì Tần Thanh cũng biết chút võ công, cô xoay người, cơ thể đi về phía trước muốn thoát khỏi sự công kích của đối phương nhưng dù cô phản ứng nhanh thế nào đều không thể thoát khỏi ngón tay của đối phương sau khi tần thanh bị điểm trúng cơ thể ngay lập tức trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực nào rồi cũng bị đối phương ôm vào lòng trong bóng đêm mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của người đánh lén nhưng từ bộ ngực quen thuộc cô đã nhận ra kẻ đánh lén họ là trương dương tần thanh nói anh không bỏ ra tôi sẽ kêu cứu bây giờ trương đại quan cười hì hì nói dù các cô có kêu thế nào thì bảo vệ cũng không tỉnh đâu tôi đã dùng mê hương để làm ông ấy ngủ mất rồi không mở cửa cho tôi giờ đây các cô biết sợ rồi chứ tần thanh thấp giọng nói tên dâm tặc to gan anh muốn thế nào trương đại quan nói hai vị mỹ nhân xinh xắn thế này cô nói xem tôi muốn làm gì tần thanh mặt đỏ au còn mau trong bóng đêm nhìn không rõ cô ấy thế nào dù sao ở đây cũng là ở đơn vị tần thanh thật sự xấu hổ đến cực điểm Cô cuối cùng đã ý thức được làm việc ở cùng một đơn vị với Trương Dương chẳng phải việc hay ho gì. Trương đại quan chẳng để ý nhiều đến vậy, ôm cả hai vị mỹ nhân lên giường của mình, tên này có chỉ có một chiếc giường đơn 1.3m, ba người nằm trên một chiếc giường này, mặc dù ấm, nhưng dù sao thì vẫn chật, một lúc sau, Thường Hải Tâm và Tần Thanh đã bị hắn lột sạch không còn manh áo trên người. Hai người họ nằm ở trên giường, Trương đại quan đương nhiên không còn chỗ nào để nằm nữa, tên này cũng không có ý định nằm chung với họ. Một lúc sau, chiếc giường đã vang lên tiếng kêu két két rất có tiết tấu. Âm thanh này vô cùng rõ ràng trong màn đêm, Thường Hải Tâm và Tần Thanh thật sự quá xấu hổ, tên này sao lại hoang đường vậy chứ, việc gì cũng dám làm. Trương đại quan vui vẻ vô cùng, làm cho hai vị mỹ nữ cùng lộ ra cơ thể, Tần Thanh còn có thể nói chuyện được, còn Thường Hải Tâm đã bị hắn điểm huyệt không nói nổi nữa, Tần Thanh lo lắng rằng những động tĩnh trương dương gây ra quá lớn bị người ngoài nhìn thấy, liền mắng nhẹ nhàng: "Anh đừng làm bừa nữa." nhớ đâu có người phát hiện ra thì nguy trương dương cười nói em không cảm thấy rằng như thế này rất tuyệt sao hắn giải huyệt đạo cho thường hải tâm nhưng vẫn khống chế tần thanh bắt đầu công kích người đẹp thanh ở dưới hắn tần thanh làm sao chịu được bị hắn chơi đùa vậy hơn nữa lại không thể cử động được cơ thể chỉ có thể chịu sự công kích của trương dương một lúc sau đó đã bắt đầu kêu lên không chịu nổ rên lên từng hồi thường hải tâm nằm ở bên cạnh nhìn hai người quấn vào nhau ở cự ly gần như vậy cảm hứng cũng bắt đầu nổi lên, rồi cơ thể cô tự động áp sát vào người Trương Dương. Trương Đại Quan đương nhiên không thể đối xử bất công với ai cả, sau khi làm cho Tần Thanh không chịu nổi nữa, hắn lại bắt đầu quay người sang phía Thường Hải Tâm, giải huyệt đạo cho cô ấy rồi, hắn bắt đầu chiến đấu anh dũng trong tiếng rên của Thường Hải Tâm. Đêm hôm đó, Trương Đại Quan quần quật đến 2 giờ sáng, rồi mới đưa hai vị mỹ nhân này về phòng trực ban. Tần Thanh và Thường Hải Tâm về đến phòng trực ban, chân đều mềm nhũn hết cả thật sự không biết sao tên này lại khỏe đến vậy. Quyết định đầu tiên mà Bí Thư Tần đưa ra sau khi thức dậy vào sáng ngày hôm sau đó là, về sau cô và Thường Hải Tâm nhất định không trực ban nữa, mặc dù đêm hôm đó đầy kích thích, nhưng dù sao thì cô cũng cảm thấy rất hổ thẹn, không làm tròn nhiệm vụ của mình, không xứng với sự tin tưởng của các vị lãnh đạo. Hơn nữa cô có thể đoán chắc rằng, chỉ cần họ trực ban, là Trương Dương sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này, đi đêm lắm có ngày gặp ma, tất cả nên cẩn thận là hơn. Thường Hải Tâm từ khi ngủ đến lúc tỉnh dậy mặt vẫn đỏ, nghĩ đến việc tối qua, cô không khỏi cảm thấy lo lắng, tối qua liệu cô có kêu lớn tiếng quá không, nhưng thật sự có một vài việc cô không thể nào khống chế được. Chương 1202, thư họa xong tuyệt một. Ngày hôm sau Trương Dương đại quan đi làm, tinh thần của hắn hết sức thoải mái, hắn phát hiện ra rằng sau khi hắn tu luyện đại thừa quyết, ngày càng mạnh mẽ hơn về phương diện này, đây là một thu hoạch ngoài ý muốn. Cần phải nói rằng, phụ trách công việc chiêu thương thật sự không tồi, ít nhất không cần phải ngày ngày đến đúng giờ về đúng lúc, có thể tự do khống chế thời gian. Khi mới bắt đầu, rất nhiều người nói ra nói vào về đặc quyền này của Trương Dương, nhưng từ sau khi Trương Dương hoàn thành việc chiêu thương với số lượng 8 tỷ, chẳng ai nói gì được nữa, mọi người đều cảm thấy bình thường với sự tự do của Trương Dương, nếu như anh có bản lĩnh như hắn ta như vậy, anh cũng có thể nhàn hạ như thế. Khi Trương Dương ra ngoài thì gặp phải Phó Cục trưởng Cục Sự nghiệp Xã hội Hoàng Tây Dân, Trương Dương chẳng có thiện cảm gì với tên này, biết rằng gã ở phe của phó chủ nhiệm quản ủy hội Lâm Lương Đức, sau khi đến khu đô thị mới hoàn toàn là một cái tai điếc, ngoài việc nịnh nọt, chẳng có chút công việc thực tế nào. Trương Dương thậm chí còn mấy lần đề nghị Tần Thanh đá tên này đi, nhưng Tần Thanh cho rằng công việc của khu đô thị mới vừa bắt đầu, không thích hợp với việc thay đổi nhiều về nhân sự, điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt về sự đoàn kết đối với tầng lớp lãnh đạo của khu đô thị mới. Hoàng Tây Dân nhìn thấy xe của Trương Dương, vừa vẫy tay vừa cười với hắn, cười rất tà ác, ít nhất là Trương Đại Quan cảm thấy vậy. Trương Dương hạ cửa xe xuống, rồi cố gắng nở một nụ cười, người ta đã cười với hắn, hắn cũng phải đối đáp lại, Trương Đại Quan phần lớn đều rất để ý đến chuyện này. Hoàng Tây Dân nói, chào chủ nhiệm Trương. Trương Dương không chỉ là phó chủ nhiệm của quản ủy hội, mà còn kiêm cả cục trưởng cục sự nghiệp xã hội, là cấp trên của Hoàng Tây Dân. Trương Dương trả lời một câu gọn lỏn, chào hoàng tây dân nói chủ nhiệm trương tôi có một việc quan trọng muốn báo cáo với anh trương dương chẳng tin rằng gã có thể có chuyện gì đàng hoàng hắn nói tôi phải đi đến chính phủ thành phố để gặp mặt đoàn đại biểu tập đoàn trung thị chút nữa nói sau nhé hoàng tây dân nói chủ nhiệm trương tôi cũng phải đến chính phủ thành phố làm việc thuận đường đi xe của anh nhé người ta đã đề xuất ý kiến rồi trương dương không thể nào từ chối hắn gật gật đầu hoàng tây dân cười hà hà kéo cửa xe Vốn dĩ gã kéo cửa sau, nhưng ngay lập tức lại nghĩ tới một việc, nếu như gã ngồi ở đằng sau, chẳng phải có ý là chiếm chỗ của lãnh đạo, để lãnh đạo trở thành lái xe cho mình hay sao. Ngay lập tức gã kéo cửa trước, rồi ngồi xuống ở ghế lái phụ, lại cười với Trương Dương. Trương Dương không để ý đến gã, ánh mắt nhìn về phía trước. Hoàng Tây dân chủ động bắt chuyện, "Chủ nhiệm Trương, kỹ thuật lái xe của anh thật tốt." Trương Dương thầm nói anh cứ nịnh nọt đi bình thường chỉ để ý đến việc nịnh lâm lương đức sao giờ lại đột nhiên quay ra nịnh tôi rồi chẳng lẽ vì đã quen với việc nịnh nọt rồi sao trương dương nói không tôi không giỏi lái xe tôi đạp ga quá mạnh bình thường lại thích lái xe không tuân theo luật lái xe sau khi uống rượu rồi vượt đèn đỏ cái gì tôi cũng dính hết hoàng tây dân cười nói chủ nhiệm trương thật là cá tính hèn chi mọi người đều nói anh có tính cách độc đáo trương đại quan phải quay ra nhìn hoàng tây dân tên này có kỹ thuật nịnh nọt thật là giỏi, ít nhất thì làm cho người ta nghe xong không cảm thấy đáng ghét. Hắn thấp giọng nói, vừa rồi, anh nói tìm tôi có chuyện sao? Hoàng Tây Dân gật đầu nói, là thế này, tôi có một người chú muốn gặp chủ nhiệm Trương một chút. Trương Dương hơi ngứa người, cảm thấy việc này hơi đột nhiên, hắn và chú của gã có liên quan gì đến nhau cơ chứ? Không biết rằng Hoàng Tây Dân định dở cho gì? Hoàng Tây Dân ngay lập tức giải thích, chú tôi tên là Hoàng Nhàn Vân, là đệ tử của Thiên Trì Tiên Sinh. Trương Dương nghe đến đây mới hiểu, hắn đã nghe nói đến Hoàng Nhàn Vân, trong số nhiều đệ tử của Thiên Trì Tiên Sinh, có thể nói đây là một người giỏi, nhưng Trương Dương chưa từng gặp mặt với y. Hoàng Nhàn Vân đã đi Nhật Bản vào đầu những năm 80, tác phẩm thư họa của ông ấy được hoan nghênh rất nhiều. Trương Dương nói, Hoàng Tiên Sinh trở về rồi sao? Hoàng Tây dân gật đầu nói, về được một tuần rồi. Trương Dương nói, được Hoàng Tây Dân thấy Trương Dương đồng ý, liền vui vẻ nói, chủ nhiệm Trương, anh xem lúc nào thì phù hợp. Trương Dương nói, hay là thế này đi, sau khi tôi gặp mặt với đại diện tập đoàn Trung Thị xong, sẽ liên lạc với anh, chúng ta cố gắng đi trong buổi sáng. Phong cách làm việc của Trương Dương là vô cùng thần tốc, mặc dù hắn chẳng thích thú gì với Hoàng Tây Dân, nhưng danh sĩ thư họa như Hoàng Nhàn Vân, Trương Dương vẫn cảm thấy khá hứng thú, càng huống hồ, ông ấy là đệ tử đắc ý của Thiên Trì Tiên Sinh, Tập đoàn Trung Thị có sức ảnh hưởng rất lớn trong cùng ngành, họ đã chọn lựa Đông Giang làm khu quay ngoại cảnh, cũng đã trải qua việc khảo sát 2 năm trời, về việc này, Trương Dương chẳng bỏ ra chút công sức nào, điều thật sự làm cho tập đoàn Trung Thị quyết định là vì việc xây dựng khu đô thị mới Đông Giang. Lần này, đại diện mà tập đoàn Trung Thị phái đến để ký hợp đồng chính là chủ nhiệm trung tâm chế tạo phim Mã Quốc Nguyên, đi cùng với gã còn có 4 nhân viên làm việc nữa. Khi Trương Dương đến phòng của Mã Quốc Nguyên, phát hiện ra nhân viên của họ đều ở đó, và đang nói chuyện với nhau, vì hợp đồng đã từng ký, nên giờ đây không khí rất thoải mái, thấy Trương Dương bước vào, Mã Quốc Nguyên đứng dậy đi về phía hắn, bắt bắt tay với Trương Dương rồi nói, chủ nhiệm Trương, anh thật là đúng giờ. Trương Dương cười nói, không phải đúng giờ, mà đến sớm hơn 5 phút. Mã Quốc Nguyên cười hà hà một tiếng, rồi mời Trương Dương ngồi xuống, Trương Dương nói, lần này tôi đến một là để chắc chắn về phần hiệp định bổ sung, Hai là để đại diện bộ chỉ huy khu đô thị mới gửi lời mời đến các anh, tối nay chúng tôi sẽ mở tiệc ở Nam Quốc Sơn Trang để mời đoàn đại biểu của chủ nhiệm Mã. Mã Quốc Nguyên cười lắc lắc đầu nói, chủ nhiệm Trương, hiệp ước bổ sung không có vấn đề gì là được rồi, còn về phần ăn uống thì thôi vậy, chúng tôi chiều nay phải đi Vân An để thị sát tình hình xây dựng hạng mục trường quay tại thành phố Hưng Nam của chúng tôi. Trương Dương nói, chủ nhiệm Mã bận rộn vậy à? Mã Quốc Nguyên cười nói, giờ đây trung thị chúng tôi cũng đang cải cách mà, cùng với sự phát triển của thời đại, mô hình lũng đoạn trong ngành trước kia đã bị phá vỡ rồi, cạnh tranh mà chúng tôi phải đối mặt cũng lớn hơn, muốn giữ vững vị trí người đứng đầu trong ngành thì cần phải không ngừng phát triển bản thân mình. Giờ đây tôi một năm thì có đến nửa năm phải chạy đôn chạy đáo ở Nogafi, muốn ngồi yên ổn ở trong phòng làm việc đã trở thành một điều mơ ước. Trương Dương cười, hắn và Mã Quốc Nguyên mặc dù vừa mới quen, nhưng từ hành vi của người này có thể thấy rằng đây là một người làm được việc thật sự. Trương Dương giao bản hiệp ước bổ sung họ đã chuẩn bị xong cho Mã Quốc Nguyên, đây là hiệp ước bổ sung thêm mấy điều sau khi hai bên đã ký hợp đồng. Mã Quốc Nguyên nhìn qua một chút, rồi ký tên trên đó. Trong nội bộ tập đoàn Trung Thị, Mã Quốc Nguyên là thành viên trong ủy ban đảng ủy, cũng là một trong những người nắm thực quyền của Trung Thị, rất nhiều việc đối ngoại đều do gã đứng ra giải quyết. Khi Trương Dương đang chuẩn bị cáo từ Mã Quốc Nguyên lại có khách đến thăm, điều làm Trương Dương không ngờ được là, người đến lại là phóng viên thực tập của Đông Nam Nhật Báo, Vũ Ý, Vũ Ý cũng không ngờ Trương Dương lại ở đây, mấy ngày trước, vì chuyện phỏng vấn khách sạn Tuệ Nguyên, Vũ Ý đã bị người ta đánh, nhưng có điều chỉ bị thương ngoài ra, giờ đây đã hoàn toàn hồi phục, thấy Trương Dương, cô liền cười nói, chủ nhiệm Trương, sao anh cũng ở đây thế này? Trương Dương cười nói, tôi đến để đưa hiệp ước cho chủ nhiệm Mã, tôi đi bây giờ đây, cô đến để phỏng vấn sao? vô ý gật gật đầu trong lòng trương dương không tin điều đó vừa rồi khi vũ ý bước vào cửa hắn đã nghe thấy vũ ý gọi một tiếng chú mã xem ra vũ ý nhất định đã quen với mã quốc nguyên từ trước làm nghề phóng viên nếu như ở đằng sau có ngọn núi là mã quốc nguyên nhất định có tiền đồ sáng lạn thật ra trương dương đã nhận ra từ lâu rằng vũ ý có chút bối cảnh nếu không thì một phóng viên thực tập sẽ không to gan như vậy trương dương cũng không hỏi nhiều cười rồi nói không làm lỡ việc phỏng vấn của cô nữa tôi đi trước đây. Mã Quốc Nguyên đứng dậy tiến Trương Dương đi ra ngoài cửa. Trương Dương đến bãi đỗ xe ở dưới nhà, gọi điện cho Hoàng Tây Dân. Hoàng Tây Dân đã làm xong việc từ lâu, lúc này đang ngồi ở trong vườn hoa của ban chiêu đãi số 1 của chính phủ thành phố để đợi Trương Dương. Nhận được điện thoại của Trương Dương, gã vội vàng đến bãi đỗ xe, thấy dáng vẻ tức tốc của gã, rõ ràng là đã chạy đến đây. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Hoàng, sao anh không gọi điện cho tôi sớm? hoàng tây dân nói tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của chủ nhiệm trương tên này vẫn không ngừng thở dốc trương dương cười thấy gã tôn kính mình như vậy ít nhiều đã xóa đi được phần nào ác cảm với gã trương dương nói đi chúng ta đến chỗ hoàng tiên sinh thôi hoàng tây dân gật gật đầu lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán tôi đã liên lạc rồi chú tôi đang ở nhà trương dương vừa kéo cửa xe thì thấy vũ ý cũng từ trong khách sạn đi ra không ngờ cô ấy đến nhanh như vậy vũ ý cười rất ngọt với trương dương chủ nhiệm trương anh đi đâu vậy trương dương nói từ kim huyền vũ ý nói vậy tốt quá thuận đường đưa tôi đến tòa soạn báo đi nhé trương dương gật gật đầu hoàng tây dân vốn muốn ngồi ở vị trí phó lái nhưng giờ đây đã thêm một cô vũ ý vội vàng chủ động xuống ngồi ở đằng sau vũ ý nhắc nhở trương dương buổi tối thứ bảy cùng ăn cơm đấy nhé anh đừng quên trương dương cười nói đồng ý nhận thua cô đúng là một người giữ lời hứa vũ ý nói thua thì phải nhận chẳng phải chỉ là một bữa cơm thôi sao mặc dù tôi là một học sinh nghèo nhưng vẫn có thể trả chút tiền này trương đại quan cười không nói gì cả từ cách ăn mặc của vũ ý đã có thể nhận ra gia cảnh của cô ấy không tồi chút nào trên đường đến tòa soạn báo điện thoại của vũ ý vang lên mấy lần trương dương để ý đến chiếc điện thoại cô ấy dùng cùng một kiểu với mình một phóng viên thực tập không thể nào dùng nổi chiếc điện thoại như vậy Trương Dương đưa Vũ Ý đến cửa của tòa soạn báo Đông Nam Nhật Báo, khi Vũ Ý xuống xe, không quên nhắc nhở Trương Dương một lần nữa. Tử Kim Huyền nằm ở bên cạnh tòa soạn Đông Nam Nhật Báo, đây là một khu biệt thự, việc quản lý ở đây rất nghiêm ngặt, phải đăng ký, rồi tìm chủ nhà xác nhận, họ mới được đi vào trong. Hoàng Nhàn Vân ở ngôi biệt thự A5 của khu này, một tòa nhà riêng biệt, nằm ở bên cạnh hệ thống nước của khu, vị trí rất tuyệt, Tòa biệt thự này là do Hoàng Nhàn Vân mua vào đầu những năm 90, sau khi trang trí xong đều không vào ở. Hoàng Nhàn Vân là chú họ của Hoàng Tây Dân, hai người còn một tầng quan hệ nữa, ngày trước cùng học tiểu học với nhau, là bạn tiểu học. Hoàng Nhàn Vân năm nay 46 tuổi, đang ở vào thời kỳ hoàng kim của việc sáng tác, thầy thư tháp của gã là thiên trì tiên sinh, nhưng quốc hỏa của gã lại có nét độc đáo riêng, trong rất nhiều đệ tử của thiên trì tiên sinh, người có thể đạt đến danh hiệu thư hỏa song tuyệt chỉ có Hoàng Nhàn Vân. Trương Dương đã nghe danh thư họa đại sư này trên trường quốc tế đã lâu, nhìn thấy Hoàng Nhàn Vân với bộ đồ âu phục, dài tây sáng bóng, ít nhiều làm cho hắn bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn, thư họa đại sư hầu như đều ăn mặc truyền thống. chương 1203, thư họa song tuyệt hai Dù thứ họ mặc giờ không phải là áo dài nữa, nhưng ít nhiều cũng phải khoác lên người bộ quần áo đời đường, để lộ ra sự tu dưỡng văn hóa của bản thân, người có văn hóa rất để ý đến cá tính của mình sợ rằng người ta không biết mình có văn hóa hoàng nhàn vân cười giơ tay ra với trương dương chủ nhiệm trương tôi nghe danh anh đã lâu hôm nay mới có cơ duyên gặp mặt thật là hân hạnh quá thật là hân hạnh quá trương dương cười nói câu này đáng lẽ phải để tôi nói mới đúng tôi đã nghe đại danh của hoàng tiên sinh từ lâu rồi trong lòng tôi đã coi hoàng tiên sinh như bậc thầy của mình nói ra thì chúng ta cũng có thể được coi là sư huynh đệ Hoàng tiên sinh, không biết tôi nói vậy có mạo muội quá không? Hoàng Nhàn Vân cười nói, chủ nhiệm Trương thật khách sáo quá. Trương Dương nói, đây không phải là quan trường, Hoàng tiên sinh cũng không phải là người trong thể chế, anh cứ gọi tôi là Trương Dương đi, tôi cũng thấy người sang bắt quàng làm họ một chút, gọi anh một câu Nhàn Vân huynh nhé. Hoàng Nhàn Vân gật đầu lia lịa, Hoàng Tây Dân đứng ở bên cạnh thật là khó xử, trong lòng nghĩ, Trương Dương ơi là Trương Dương, anh thật là chẳng biết điều gì hết. Rõ ràng biết rằng Hoàng Nhàn Vân là chú họ của tôi, mà còn gọi huynh xương đệ với ông ta, đây chẳng phải là để tôi phải gọi anh bằng chú sao. Thật ra Hoàng Tây Dân đã nghĩ quá nhiều, Trương Dương chẳng hề để ý đến hắn, xuất phát từ quan hệ của Thiên Trì Tiên Sinh, hắn gọi Hoàng Nhàn Vân một tiếng sư huynh thật là điều bình thường. Phạm là đệ tử của Thiên Trì Tiên Sinh không có ai không biết quan hệ của Trương Dương và Thiên Trì Tiên Sinh, Thiên Trì Tiên Sinh đối xử tốt hơn rất nhiều với Trương Dương, sau khi chết còn tặng cho Trương Dương biệt viện ở Hương Sơn, dù là anh em ruột cũng không thể hưởng thụ sự đãi ngộ như vậy. Giữa Thiên Chỉ Tiên Sinh và Trương Dương là bạn vong niên, và cũng là quan hệ thầy trò, bạn hữu nếu không phải vì quan hệ giữa La Tuệ Ninh và Trương Dương, Thiên Chỉ Tiên Sinh thật sự muốn thu nhận Trương Dương làm đồ đệ của mình. Hoàng Nhàn Vân đến phòng sưởi nắng ở tầng 2 để uống trà, ánh nắng buổi sáng rất ấm áp, ngồi ở trong phòng sưởi nắng, cả người đều cảm thấy ấm áp vô cùng, Trương Dương phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ, mặc dù Hoàng Nhàn Vân là thư họa đại sư, nhưng trong biệt thự của gã lại không có một tác phẩm thư họa nào, đây là một điều bất thường với gã. Hoàng Nhàn Vân nói, khi thầy giáo mất đi, do tôi đang ở Mỹ nên không kịp về để gặp thầy lần cuối, mỗi lần nhớ đến điều này, trong lòng tôi luôn cảm thấy tự trách mình. Trương Dương nói, mỗi người ít nhiều đều có những điều nuối tiếc, chỉ cần trong lòng thường xuyên nghĩ đến hình ảnh của Thiên Trì tiên sinh, tôn trọng những lời giáo huấn của tiên sinh, thì đã đủ để an ủi vong linh của tiên sinh rồi. Hoàng Nhàn Vân mỉm cười gật đầu, gã nói với Trương Dương, lần này tôi bảo Tây Dân mời anh đến, chủ yếu là để gặp anh, nhân tiện cọ sát chút về nghệ thuật thư pháp. Trương Dương cười nói, Nhàn Vân Huynh, trước mặt anh tôi thật sự không dám múa rủ qua mắt thợ. Hoàng Nhàn Vân nói, anh quá khiêm tốn rồi, trước khi mất, thầy thường xuyên nói với tôi, thư pháp của anh rất phóng khoáng, và rất có khí phách, Nói đến khí thế của thư pháp, những người trên thế giới sở hữu điều này quả thật rất ít. Trương Dương nói, đánh giá của Thiên Chỉ Tiên Sinh với tôi cao như vậy sao? Trương đại quan rất chắc chắn về trình độ thư pháp của mình, mặc dù không khoa trương như vậy, nhưng cũng gần bằng với những gì Thiên Chỉ Tiên Sinh đã nói, mặc dù hắn không phải là hoàn mỹ về mặt kỹ xảo thư pháp, nhưng khí chất cứng rắn trong đó, ít người có thể bì được với hắn. Hoàng Tây dân không thể tìm được cơ hội nào để chen lời vào. Gã cười nói, tôi thật là vinh hạnh quá, không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy hai vị đại sư thư pháp biểu diễn. Hoàng Nhàn Vân đã nhắc ra điều đó, thì Trương Dương không thể nào không nể mặt gã, hơn nữa, hắn cũng thật sự muốn xem trình độ thư pháp cả Hoàng Nhàn Vân thế nào. Hoàng Nhàn Vân mời hắn đến phòng thư pháp ở tầng 3, mặc dù Hoàng Tây Dân là cháu trai của gã, nhưng cũng chưa từng có cơ hội vào đây. Hoàng Nhàn Vân có một tật lạ, rất ít khi mời người khác vào trong phòng làm việc của mình, Trương Dương là một ngoại lệ. Hoàng Tây Dân hôm nay được thơm lây, nếu không cũng không có cơ hội vào trong căn phòng này. Trên thư án đã bày sẵn giấy trắng, bút và mực đề đã chuẩn bị xong hết, xem ra, Hoàng Nhàn Vân đã chuẩn bị từ trước rồi, thực ra cao thủ thư pháp cũng gần giống với cao thủ võ công, gặp được cao thủ cùng ngành luôn muốn cọ sát một chút, tác phẩm của Hoàng Nhàn Vân rất đẹp, sau khi thiên chỉ tiên sinh qua đời, ngoài tác phẩm của tiên sinh không ngừng tăng giá, Hoàng Nhàn Vân là đệ tử đắc ý nhất của thiên chỉ tiên sinh, cũng được giới thư pháp đánh giá cao, rằng trình độ gần tiếp cận với thiên trì tiên sinh. Giá cả tác phẩm thư pháp của gã cũng tăng nhiều lần, một bức tác phẩm thư pháp bán đấu giá ở Hong Kong vào tháng trước, đã bán được với giá 5 triệu. Trương Dương nói, Hoàng Nhàn huynh mệnh một đề đi. Hoàng Nhàn Vân nói, chúng ta viết một bức lậu thất minh đi, để tôi viết trước. Là chủ nhà, gã đương nhiên phải làm trước. Hoàng Nhàn Vân cầm bút lông lên, thói quen viết chữ của gã hơi giống với Trương Dương, đều là nhắm mắt trước hít vào một hơi thật sâu rồi yên lặng bắt đầu viết thư pháp trung quốc là sự kết hợp cao độ giữa cơ thể và tâm hồn trong quá trình viết phải đạt đến mức độ các mặt hô hấp nhịp tim động tác đều như nhau hoàng nhàn vân chỉ viết vài nét trương dương đã nhận ra nét đặc sắc trong đó rồi hèn chi người ta thường nói hoàng nhàn vân là đệ tử ưu tú nhất của thiên trì tiên sinh thư pháp của gã vừa phiêu du lại không giả tạo bất cứ loại thư pháp nào cũng phải được xây dựng trên một cái nền vững chắc cái gốc của thư pháp nằm ở phong cốt, nếu như tác phẩm thư pháp mất đi phong cốt, thì chẳng còn gì nữa. còn tác phẩm thư pháp ưu tú thật sự đều là sự thay đổi biến hóa trên cái nền phun cốt. hoàng nhàn vân đã thể hiện được hết cái đẹp của linh hồn thư pháp. mỗi nét bút đều rất sắc đáng. nếu như tách rời từng nét bút rồi viết lại theo, thì dù thế nào cũng không thể nào viết đẹp được như gã. trương đại quan trước kia cũng đã từng nhìn qua thư pháp của không ít đệ tử của thiên trì tiên sinh, với hắn đều bình thường chẳng có mấy ai thật sự đạt được những nét tinh túy của Thiên Chỉ Tiên Sinh, hôm nay nhìn thấy thư pháp của Hoàng Nhàn Vân, hắn mới biết rằng hóa ra trong số đệ tử của Thiên Chỉ Tiên Sinh lại có một người xuất sắc như thế này, thư pháp của gã giống với Thiên Chỉ Tiên Sinh, nhưng lại có phong cách của riêng mình, lộ ra phong cách của tông phái, hèn chi người này lại có danh tiếng lớn đến vậy trên trường quốc tế. Hoàng Nhàn Vân viết xong, liền mỉm cười nói, "Trương Dương, bình phẩm một chút thế nào?" Đẹp Trương Dương nói xong lại bổ sung một câu, ngoài chữ đẹp thật sự tôi không thể nào nghĩ được thêm nên nói gì nữa rồi. Hoàng Nhàn Vân nói, vậy được, đợi anh viết xong, chúng ta sẽ bình luận thêm. Vốn dĩ Trương Đại Quan chẳng mấy hứng thú với trò bày trò ra dáng, đặc biệt là lại cọ sát với những người nho nhã văn hóa như thế này, nhưng thấy được những chữ mà Hoàng Nhàn Vân viết, hắn đột nhiên cảm thấy ngứa tay, nhưng nghĩ một lúc lâu vẫn chưa đặt bút viết, hắn cười với Hoàng Nhàn Vân, Nhàn Vân huynh, ngọc ngà ở ngay trước mắt tôi thật sự không dám dở trò. Hoàng Nhàn Vân cười nói, có lẽ là đề tài của tôi đã gò bó anh, hay là thế này đi, anh cứ viết những gì anh muốn, thích viết cái gì thì viết cái đó. Trương Dương lúc này mới gật gật đầu, nếu như viết lậu thất minh, thì hắn chẳng thể nào vượt qua được trình độ của Hoàng Nhàn Vân. Hắn viết một bài, thấm viên xuân tuyết, Trương Đại Quan vừa động bút, ánh mắt của Hoàng Nhàn Vân đã chợt sáng lên, thư pháp của Trương Dương quả nhiên như thiên chỉ tiên sinh nói, đầy khí chất, giống như trường giang chảy xiết, nếu chỉ luận về kỹ xảo thư pháp trương dương có lẽ không được vần chất nhưng chính nét thô giáp này làm cho người khác không thể nào bì được nếu so sánh với thư pháp tỉ mỉ của hoàng nhàn vân thì thư pháp của trương dương là sông lớn hồ lớn thư pháp của hoàng nhàn vân lại là sơn động thanh tú hai bức tác phẩm thư pháp này đặt cạnh nhau không thể nào so bì được ai hơn mà là bổ sung cho nhau hai loại thư pháp với phong cách khác nhau đều làm lộ ra một nét đẹp khó có thể hình dung trương đại quan vung bút viết xong bức chữ này cũng mỉm cười nói, mời Nhàn Vân huynh bình phẩm. Nhàn Vân chỉ nói một chữ, đẹp, gã giống như Trương Dương, ngoài chữ đẹp thật sự không thể nghĩ được ra thêm chữ gì nữa, mặc dù gã có thể nhận ra bút pháp của Trương Dương quá phóng khoác, không tỉ mỉ, nhưng nếu tác phẩm với phong cách này mất đi tính phóng khoáng, thì sẽ mất đi mỹ cảm của nó. Hoàng Nhàn Vân cuối cùng đã hiểu tại sao sư phụ mình lại thích người thanh niên này như vậy. Về thư pháp, Trương Dương không hề kém gã, hơn nữa, Trương Dương lại rất trẻ, đến khi Trương Dương đến tuổi này của gã. Còn không biết sẽ giành được thành tựu thế nào. Hoàng Tây Dân vì có người chú là nhà thư pháp này, nên bình thường cũng thích viết. Hôm nay nhìn thấy hai người múa bút, gã cũng nhận ra nét đẹp trong đó. Gã khen ngợi theo, nhân cơ hội để ra yêu cầu. Gã muốn lấy bức lậu thất minh của Hoàng Nhàn Vân, chú họ à, cháu rất thích bức này, hay là tặng cho cháu đi. Đừng tưởng Hoàng Tây Dân là cháu của Hoàng Nhàn Vân, nhưng trong tay lại không hề có một tác phẩm nào của hoàng nhàn vân cả hôm nay gã lợi dụng thời cơ rất thích hợp cho rằng trương dương có mặt ở đây hoàng nhàn vân dù thế nào cũng sẽ không từ chối mình nhưng hoàng nhàn vân lại từ chối rất quyết đoán bức này tôi đổi với trương dương trương dương cười nói nhàn vân huynh nếu vậy thì tôi được lời quá hoàng nhàn vân cười nói nói thật bức chữ này của anh tôi cả đời này đều không viết được trương dương nói phong cách không thể nào miễn cưỡng vì vậy tôi vừa rồi mới không dám viết lậu thất minh. Hai người nhìn nhau cười lớn, không cần phải nói gì nhiều, cả hai đều hiểu, Hoàng Tây Dân đứng một bên ngớ ra, rõ ràng là thừa thái, trong lòng gã vô cùng đau khổ, có một người chú họ là nhà thư pháp, nhưng lại chẳng được lợi lộc gì từ đó. Hoàng Tây Vân cũng nhận ra sự khổ sở của gã, bèn lấy một quyển giấy bên cạnh đưa cho Hoàng Tây Dân, đây là một bức mục nghiêu do chú vẽ, tặng cho cháu đấy. Hoàng Tây dân cảm động đến độ tay trở nên run rẩy. Bức tranh của Hoàng Nhàn Vân rẻ nhất cũng phải mười mấy vạn. Nếu như những tác phẩm đắc ý của gã không biết còn đáng giá bao nhiêu nữa. Hoàng Tây dân cầm bức vẽ rồi run rẩy nói cảm ơn chú, cảm ơn chú. Hoàng Nhàn Vân nói Tây dân, cháu ra tham quan ở phía ngoài chút đi. Chú và Trương Dương có một chút việc cần nói riêng với nhau. Hoàng Tây dân gật đầu liên lịa, biết rằng Hoàng Nhàn Vân bảo gã gây trở ngại, nhưng đã có được một bức tranh đừng nói là bảo gã đi ra ngoài, dù là mắng gã mấy câu gã cũng không để ý, Hoàng Tây Dân cầm bức tranh đó vui vẻ đi ra ngoài. Hoàng Nhàn Vân lắc lắc đầu, mời Trương Dương đến bên bàn trà ở ban công, Hoàng Nhàn Vân nói, có lẽ anh cũng nhìn thấy rồi, ở chỗ tôi đây không có mấy thư họa. Trương Dương gật đầu nói, tôi vừa vào cửa đã nhìn thấy rồi, những nhà thư pháp khác, ai nấy đều treo đầy nhà tác phẩm của họ, trong nhà anh, ngoài trong thư phòng, gần như không nhìn thấy bất cứ bức tự họa nào, có phải vì bình thường Nhàn Vân Huynh rất ít khi ở nhà không? chương 1204, Thư Họa Song Tuyệt Ba Hoàng Nhàn Vân nói, căn nhà của tôi ở nước ngoài cũng vậy, tôi không thích treo thư họa của chính mình, còn một nguyên nhân nữa, bạn bè người thân đến nhà chơi, khó tránh khỏi việc mở miệng xin, nếu từ chối từ lại không được, còn nếu không từ chối, thì người xin sẽ rất nhiều, thầy từng dạy tôi, cần phải tiếc chữ như vàng, Trương Dương cười hà hà nói, giờ đây chữ của Nhàn Vân Huynh thật sự là nhất tự thiên kim rồi. Hoàng Nhàn Vân nói, không khoa trương vậy đâu, lúc mới bắt đầu, tôi còn chẳng để ý đến lời của thầy giáo, nhưng mấy năm gần đây sau khi đã trải qua một vài sự việc, tôi mới phát hiện ra những lời ông nói thật sự có lý. Trương Dương cũng hiểu một chút về giới thư họa, biết rằng đồ vật càng ít càng quý, nếu như những tác phẩm tuồn ra thị trường quá nhiều, quá tràn lan, thì giá trị sẽ bị giảm bớt, rất nhiều nhà thư hỏa sau khi mất đi, giá trị của tác phẩm tăng gấp nhiều lần, nguyên nhân của việc đó chính là thứ này đây. Hoàng Nhàn Vân thuộc vào trường phái tinh phẩm, sau khi thành danh, gã không đẩy mạnh việc bán tác phẩm ra ngoài thị trường với mục đích kiếm tiền, mà là muốn nó trở thành tinh phẩm, từ đó cũng có thể thấy rằng Hoàng Nhàn Vân là một người giỏi về việc kinh doanh bản thân. Thông qua mấy lần bán đấu giá thành công, danh tiếng của gã trong giới thư hỏa cũng tăng gấp nhiều lần, người thật sự thông minh sẽ không bán rẻ độ nổi tiếng của mình. Hoàng Nhàn Vân tìm đến Trương Dương cũng không đơn giản chỉ là để giao lưu thư pháp, gã muốn thông qua Trương Dương liên lạc với La Tuệ Ninh, muốn tổ chức một cuộc triển lãm tác phẩm của Thiên Chỉ Tiên Sinh tại Nhật Bản. Trương Dương thấy Hoàng Nhàn Vân đề ra yêu cầu này, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, Hoàng Nhàn Vân và La Tuệ Ninh là đồng môn, đều là đệ tử chính thức của Thiên Chỉ Tiên Sinh, tại sao còn phải thông qua người ngoài là hắn để liên lạc chứ? Có điều Trương Dương không hề nói ra những sự nghi ngại trong lòng ngay. Hoàng Nhàn Vân nói, "Có lẽ anh sẽ cảm thấy kỳ lạ, tôi và Văn phu nhân đều là học sinh của Thiên Trì tiên sinh, tại sao tôi lại không trực tiếp đến tìm bà ấy?" Trương Dương cười không nói gì cả. Hoàng Nhàn Vân nói, "Văn phu nhân nhập môn khá muộn, khi bà ấy bái tiên sinh làm thầy, tôi đã ở Nhật Bản rồi, những năm gần đây tôi rất ít khi về nước, mỗi lần về nước đều muốn gặp bà ấy, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa gặp được, vì vậy tôi mới muốn nhờ anh thay mặt tôi truyền đạt chuyện này." Trương Dương cười nói, "Được, có cơ hội tôi sẽ hỏi bà ấy." Lúc gần đi, Hoàng Nhàn Vân lại tặng cho Trương Dương một bức tranh, mặc dù Trương Dương viết chữ khá đẹp, nhưng hắn chẳng mấy hứng thú với thư họa, cũng không có sở thích thu thập tự họa, có điều hắn biết rằng tác phẩm của Hoàng Nhàn Vân có giá trị không nhỏ. Bước vào thời đại 80, thư pháp đã dần trở thành một món quà rất thời thượng trong quan trường, Trương Dương đã từng tặng thư pháp của mình cho bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, sau khi hắn lấy được thư họa của Hoàng Nhàn Vân người đầu tiên hắn nghĩ đến là kiều trấn lương trương đại quan buổi tối hôm đó đã mang bức tranh này đến nhà kiều ra lần này hắn đến còn vì kiều mộng viện mời hắn sau khi tam bảo hòa thượng giảng kinh cho mạnh truyền mỹ tâm trạng của bà đã tốt hơn một chút sáng hôm nay bà còn bảo con gái đưa bà ra ngoài đi dạo nhưng trên đường về nhà không may bị chật chân kiều mộng viện đương nhiên nghĩ đến vị bác sĩ cao minh là trương dương trương đại quan cũng chẳng nề hà gì việc này có thể làm cho gia đình kiều bí thư coi hắn là bác sĩ riêng đây cũng là một điều vô cùng vinh hạnh người khác còn chưa có cơ hội này kia trương dương đến kiều ra kiều trấn lương vừa mới đi làm về nghe nói chân vợ bị chật y đã từ chối một buổi tiệc buổi tối để về nhà thăm với trương dương bí thư kiều là một người cha một người chồng tốt và sự nghiệp của y cũng hết sức thành công đáng tiếc cuộc đời con người không thể nào hoàn mỹ được kiều trấn lương và trương dương cùng bước vào phòng khách thấy vợ mình ngồi trên ghế sofa con gái đang ngồi bên cạnh kiều trấn lương vội vàng bước đến rồi hỏi một cách thân thiết mộng viện mẹ con thế nào rồi trương đại quan ngay lập tức cảm thấy có gì đó kỳ lạ mạnh truyền mỹ ngồi ngay ở đó kiều trấn lương không trực tiếp hỏi bà ấy mà lại phải đi đường vòng hỏi sang kiều mộng viện xem ra đôi vợ chồng này bằng mặt mà không bằng lòng kiều mộng viện nói trên đường về mẹ bị trẹo chân cô nói với trương dương anh còn ở đó làm gì mau đến xem bệnh giúp mẹ tôi đi Trương Dương lúc này mới đến chỗ bà ấy, rồi cung kính gọi một tiếng cô Mạnh, Mạnh Truyền Mỹ cười với hắn, cười rất nhạt. Trương Dương nhấc chân của bà lên xem, phát hiện không mấy nghiêm trọng, hắn đã mang đến một ít thuốc, đắp lên chân cho Mạnh Truyền Mỹ, rồi nói với Kiều Mộng Viện, để cho cô Mạnh nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ hồi phục thôi, không nghiêm trọng đâu. Kiều Trấn Lương thở phào một hơi rồi nói, về sau ra ngoài nhất định phải cẩn thận đấy. Từ đầu đến cuối, Mạnh Truyền Mỹ không nói gì với y thậm chí còn chẳng nhìn về phía y. Trương Dương giúp cóng mạnh truyền Mỹ về phòng, đây không phải là do hắn muốn nịnh nọt, muốn làm trâu làm ngựa cho người ta, mà là Trương Đại Quan đã coi Kiều Mộng Viện là hồng nhan chi kỷ của mình, nên phải tôn kính với cha mẹ cô ấy. Sau khi sắp xếp xong cho mạnh truyền Mỹ, Trương Dương và Kiều Trấn Lương cùng trở lại phòng khách, Kiều Trấn Lương lúc này mới cảm ơn Trương Dương, thật là vất vả cho cậu quá. Trương Dương cười nói, có gì đâu, tôi và bằng cử là bạn tốt, anh ấy không có ở đây, nên tôi làm những việc này là bình thường. Thật ra hắn hoàn toàn là do nể mặt Kiều Mộng Việt, còn hắn và Kiều Bằng Cử chẳng qua cũng chỉ là bạn bình thường. Kiều Trấn Lương gật đầu. Trương Dương lại đưa bức tranh hôm nay Hoàng Nhàn Vân tặng cho hắn cho Kiều Trấn Lương, bí thư Kiều, hôm nay tôi lấy được một bức tranh, biết rằng ông thích thư pháp, nên đã mang tới tặng cho ông. Kiều Trấn Lương mở ra nhìn, ngay lập tức ngớ người, khi y nhìn thấy là khoản liền lắc đầu nói trương dương bức tranh này là của hoàng nhàn vân quá quý giá tôi không thể nhận trương dương cười nói bí thư kiều chẳng lẽ ông nghĩ rằng tôi đang hối lộ ông sao kiều trấn lương nói cậu có hối lộ tôi cũng chẳng ích gì đâu tôi làm việc một là một hai là hai nên như thế nào thì sẽ như thế tôi sẽ không vì một bức tự họa mà tham quan cho cậu đâu nói đến đây y không chịu nổi liền cười lên trương dương thật sự chẳng việc gì phải hối lộ y Trương Dương nói, tôi cũng biết rằng chữ của Hoàng Nhàn Vân rất quý giá, giờ đây tôi không có chỗ ở cố định, để ở nhà lại không an toàn, nhớ đâu bị người ta lấy mất thì tiếc lắm, vì vậy tôi muốn tìm một nơi an toàn, mà chủ nhà còn phải biết thưởng thức nữa, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể để ở chỗ ông, nếu như ông thích thì tôi tặng cho ông, nếu thật sự ông không muốn nhận, thì tôi tạm thời gửi ở chỗ ông vậy, dù sao thì ở chỗ này là an toàn nhất, chẳng ai dám đến đây ăn cắp hết kiều trấn lương cười ha ha nói cậu đã không có chỗ nào để vậy thì được tôi nhận vậy tôi cũng không lấy tiền công bảo quản của cậu nữa chút nữa tôi sẽ bảo người treo ở thư phòng của tôi để ngắm trương dương nói bao giờ ông ngắm chán rồi thì tôi sẽ lấy đi vậy kiều trấn lương nói chữ của hoàng nhàn vân càng nhìn càng đẹp làm gì có chuyện ngắm chán chứ nghe những lời này của ông có lẽ là không định trả lại cho tôi nữa rồi kiều trấn lương cười nói tiểu tử nhà cậu ấy à nếu bao giờ muốn đòi lại, thì lấy một bước của mình ra để đổi. Trương Đại Quan tựa lại gần Bí Thư Kiều, Bí Thư Kiều, cái đó nhỉ, ông xem, bức tranh chữ này nếu so sánh với tôi thì ai đẹp hơn? Kiều Trấn Lương nói, không đánh giá được, nếu như bắt tôi phải nói, thì tôi chỉ có thể nói, mỗi bước đẹp một kiểu. Trương Đại Quan cảm thấy hài lòng về lời đánh giá của Bí Thư Kiều, có thể đặt thư pháp của mình trên cùng một điểm với Hoàng Nhàn Vân, chứng minh rằng nếu như hắn xông pha vào giới thư pháp, ít nhất cũng có thể trở thành cấp bậc đại sư. Mặc dù Kiều Trấn Lương giữ lại, nhưng Trương Dương vẫn từ chối, vì hắn đã hứa với Liễu Ngọc Doanh, tối nay sẽ đến Tống Gia ăn cơm. Khi đến Tống Gia, Liễu Ngọc Doanh đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, Tống Hoài Minh vừa về nhà không lâu, thấy Trương Dương đến, bèn cười nói, sao đến muộn vậy? Trương Dương nói bệnh tình của mạnh truyền Mỹ nhà Kiều Gia, chuyện này vốn chẳng có gì phải giấu giếm. Tống Hoài Minh nói, Ngọc Doanh, ngày mai bà bỏ chút thời gian đến nhà bí thư kiều thăm một chút liễu ngọc doanh ừm một tiếng rồi bê gà tần lên trương dương hít một hơi rồi nói thơm quá đi mất liễu ngọc doanh nói trương dương gần đây cháu gầu quá có phải là vì làm việc vất vả quá không trương dương cười nói cân nặng vẫn vậy thôi ạ à. có lẽ là vì cả ngày chạy đôn chạy đáo ở ngoài nên bị đầy nắng trông gầy đi thôi tống hoài minh nói công việc của cháu làm tốt lắm gần đây thường xuyên nghe thấy có người khen ngợi cháu. Trương Dương nói, trước mặt chú, họ cũng chẳng dám không khen cháu. Những lời hắn nói là sự thật, Tống Hoài Minh cười. Trương Dương nói, chú Tống à, thứ bảy tuần sau yên nhiên sẽ về. Tống Hoài Minh gật gật đầu, Liễu Ngọc Xoanh nói, cháu đi đón nó không? Trương Dương lắc lắc đầu nói, yên nhiên bảo cháu đến Bắc Nguyên, sau khi cô ấy đến Kinh Thành, sẽ chuyển máy bay đến thẳng Bắc Nguyên, cháu cố gắng đến đó sớm hơn chút, để đến sân bay Bắc Nguyên đón cô ấy. chương 1205, tên lừa đảo đáng thương một Hắn quay sang nói với Tống Hoài Minh, chú Tống, chú có đi cùng cháu đón yên nhiên không ạ? Tống Hoài Minh nói, tuần sau thì chú không đi được rồi, đến cuối năm rồi, công việc của tỉnh bận quá không đi được, cháu giúp chú nói với yên nhiên một tiếng. Trương Dương nói, cô ấy cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, vốn dĩ ý của cô ấy là cháu cũng không cần phải qua đó nữa, đến Tết cô ấy sẽ đưa bà ngoại đến Đông Giang để thăm. Liễu Ngọc Doanh nói, Trương Dương, cô cháu vẫn nên đích thân đi một chuyến thì hơn, bà ngoại đã già rồi, một mình yên nhiên cũng không dễ chăm sóc bà. Trương Dương cười nói, cô yên tâm đi, cháu đã xin phép nghỉ làm rồi, thứ sáu tuần sau cháu sẽ qua đó. Liễu Ngọc Doanh nói, bên này cô sẽ chuẩn bị đầy đủ, đợi đến khi yên nhiên và bà ngoại đến, sẽ để họ ở đây. Tống Hoài Minh rõ ràng hơi do dự, để mọi người ở trong nhà hình như không được tiện lắm mà. Liễu Ngọc Doanh nói, có gì mà không tiện chứ, đều là người một nhà cả, làm gì có chuyện để mọi người từ xa đến đây rồi lại đi ra ngoài ở chứ. Bà muốn để cho hai cha con Tống Hoài Minh có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn, mặc dù hai cha con đã hòa giải, nhưng giữa họ dù sao thì nhiều năm gần đây cũng không tiếp xúc, tình cảm khá lạnh nhạt. Tống Hoài Minh nói, đúng rồi. Sự việc yên nhiên đến đừng nói ẩm ý ra ngoài, chú không muốn gây nhiều phiền phức. Trương Dương gật gật đầu, hắn hiểu ý của Tống Hoài Minh, nếu như để người khác biết con gái và tiền nhạc mẫu của tỉnh trưởng đến Đông Giang, nhất định sẽ có không ít người nhân cơ hội này để định nọt, dù là giữa đồng nghiệp cũng không thể không đến hỏi thăm, Tống Hoài Minh không muốn người ngoài làm ảnh hưởng đến sự yên ổn trong gia đình. Mặc dù Tống Hoài Minh là nhạc phụ tương lai của Trương Dương, nhưng y cũng là lãnh đạo của Trương Dương, dưới hai tầng uy quyền. Trương Đại Quan mỗi lần đi ăn cơm đều cảm thấy rất ngại ngần, nếu như không phải là Liễu Ngọc Doanh gọi hắn đến thì hắn cũng sẽ không chủ động đến ăn cơm, so sánh ra thì khi hắn ở trước bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương sẽ tự do hơn một chút, Trương Dương cũng nghĩ không ra lý do là ở đâu. Đi từ nhà Tống Hoài Minh ra mới là 7 giờ tối, khi Trương Dương lái xe rời khỏi nhà Tống Hoài Minh, những nơi hắn đi qua gần như đều nghe thấy tiếng nhạc của chương trình thời sự xem thời sự gần như đã trở thành việc làm tất yếu vào mỗi buổi tối của đại đa số các vị lãnh đạo. Cùng là xem thời sự, người dân bình thường xem chỉ để biết, còn lãnh đạo lại có thể nhận ra ý đồ của lãnh đạo cấp trên qua tiết mục thời sự, và còn có thể nhận ra được sự thay đổi nhỏ bé trong tầng lớp lãnh đạo nữa. Trương đại quan trước kia cũng từng bỏ công sức cho việc này, nhưng hắn đã phát hiện ra rất nhanh rằng, sự nỗ lực của hắn là hoàn toàn vô ích, dù là hắn cho bản thân mình lý do thế nào, vẫn không thể nhìn ra vấn đề gì từ chương trình thời sự, nếu như bắt hắn phải đưa ra lời đánh giá thì hắn chỉ có thể nói rằng nhạt nhẽo vô vị mà thôi, có thời gian ngồi xem thời sự, thà đọc một tờ báo còn thú vị hơn. Mỗi lần ăn cơm xong ở nhà lãnh đạo, Trương Dương luôn cảm thấy đói theo một thói quen, hắn vừa lái xe vừa nhìn hai bên đường, muốn tìm một chỗ để ăn gì đó, vừa chọn xong chỗ, dừng xe xong, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, Trương Dương nghe điện thoại bên kia là một âm thanh lạ hoắc, alo, anh là con rể của Hà Trác Thành phải không? Trương Dương hơi ngứa người, thái độ của đối phương không hề lương thiện chút nào hết, Trương Dương ngay lập tức nghĩ đến mấy ngày trước gặp Hà Trác Thành ở sân bay, hóa ra y vẫn ở Đông Giang chưa đi. Trương Dương nói có việc gì? Đối phương hừ lạnh lùng một tiếng, Hà Trác Thành đang ở trong tay chúng tôi, nếu như muốn ông ta sống trở về thì mau lấy một triệu ra để chuộc người. Trương Dương vừa nghe đã tức giận, mẹ kiếp, điên à, Hà Trác Thành có liên quan quái gì đến tôi? Sao tôi phải lấy ra một triệu chứ? Vậy được, anh không đưa, thì tôi sẽ tìm đến con gái ông ta để đòi. Trương Dương nghe đối phương nói vậy, trong lòng thầm nghĩ không hay rồi, hắn thấp giọng nói, bắt cóc người là phạm pháp đó, người anh em, anh hãy suy nghĩ cho kỹ càng, đừng vì một chút ân thù mà cả đời bị tống vào ngục. Tôi không quan tâm, Hà Trác Thành lừa hết sạch tiền của tôi rồi, hôm nay nếu như anh không đưa tiền đến đây cho tôi, thì cứ đợi nhận xác của ông ta đi. Trương Dương nói, muộn thế này rồi, anh bảo tôi đi đâu mà kiếm được một triệu cho anh bây giờ. Tôi không quan tâm, không thấy tiền, tôi sẽ vất ông ta vào sông Trường Giang nuôi cá. Trương Dương nói, muộn như thế này rồi, tôi thật sự không thể đào đâu ra ngần ấy tiền được. Tôi cho anh thời gian một buổi tối, 9 giờ sáng ngày mai, tôi sẽ gọi điện đến cho anh, nói cho anh phương thức giao dịch. Trương Dương nói, anh để Hà Trác Thành nói với tôi một câu, tôi phải chắc chắn rằng ông ấy vẫn còn sống. Đối phương yên lặng một lúc rồi nói, anh không có tư cách nói điều kiện với tôi. Nói xong gã liền cục máy. Trương Dương thật là ngán ngẩm, tên Hà Trác Thành này thật phiền phức, từ lúc gặp phải y, tên này đã mang đến cho hắn không ít phiền toái. Lần trước sự việc biển quảng cáo ở Nam Tích đè chết người còn chưa tính sổ với y, lần này thì hay rồi, lừa tiền của người ta, còn nói dối rằng là nhạc phụ của hắn, Trương Dương mặc dù ngán ngẩm, nhưng vì nề mặt Hà Hâm Nhan, cũng không thể không để ý đến y, không thể để y tự sinh tự diệt, hơn nữa, trên địa bàn Bình Hải dám bắt cóc Hà Trác Thành, còn ngang nhiên gọi điện thoại cho hắn. Loại người này đúng là ăn gan hùm, dù thế nào, Trương Dương cũng phải lôi tên vô lại này ra ánh sáng. Đặt điện thoại xuống, Trương Dương cũng chẳng nghĩ đến việc ăn uống nữa, hắn gọi điện cho Khương Lượng, Khương Lượng vừa đến trường đưa chăn cho con trai, nghe Trương Dương nói có vụ án bị bắt cóc, ngay lập tức đến gặp hắn, trong điện thoại, Trương Dương đã đưa số điện thoại vừa rồi cho Khương Lượng. Mặc dù Trương Dương không phải là cảnh sát, nhưng hắn ít nhiều cũng có một ít kinh nghiệm về chuyện này, hắn biết rằng số điện thoại này ít nhiều có ý nghĩa. Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của hắn, Khương Lượng rất nhanh đã điều tra ra, cuộc điện thoại này được gọi từ một bốt điện thoại công cộng từ quảng trường cổ lâu ở trung tâm thành phố. Khương Lượng lái xe đến tìm Trương Dương, rồi nói có chuyện gì thế? Trương Dương chỉ vào cửa hàng ăn bên đường, đi, vào đó ăn chút gì đã, tôi sắp chết đói rồi đây. Khương Lượng cùng đi vào với Trương Dương, Trương Dương đã chọn bốn món, rồi lại gọi hai chai Giang Xuân, hắn rót đầy hai cốc thủy tinh trước mặt, rồi cụm ly với Khương Lượng, Khương Lượng muốn biết tình hình vụ án, nói mau lên nào, rốt cuộc là có chuyện gì. Trương Dương uống một hớp rượu, rồi mới nói chuyện này ra cho Khương Lượng nghe. Khương Lượng nghe xong ngay lập tức liền ý thức được việc này có quá nhiều điểm nghi vấn, Gã phân tích tên bắt cóc gọi điện thoại cho anh, nhưng anh đòi nói chuyện với Hà Trác Thành lại bị hắn từ chối, điểm này hơi khó hiểu. Sao lại khó hiểu? Khương Lượng nói, có hai khả năng, một là Hà Trác Thành thật sự ở trong tay chúng, nhưng bị chúng bịt miệng, vì vậy không thể nói chuyện với anh, còn một khả năng nữa đó là Hà Trác Thành không hề ở trong tay chúng, chúng nói rằng bắt cóc chẳng qua là để dọa anh mà thôi. Trương Dương nói, tôi cũng cho rằng như vậy, nếu như Hà Trác Thành thật sự ở trong tay chúng Tại sao chúng không để tôi nói chuyện với ông ấy chứ? Khương Lượng nói, anh gọi điện cho Hà Trác Thành chưa? Trương Dương gật đầu nói, gọi rồi, nhưng điện thoại tắt máy, vừa rồi tôi lại gọi điện cho Hà Hâm Nhan và hỏi một số việc, Hà Trác Thành cũng lâu rồi không liên lạc với cô ấy. Khương Lượng nói, chúng ta cứ giả sử đám người này là bắt cóc, nhưng những kẻ này bắt cóc Hà Trác Thành với động cơ gì chứ? Trương Dương nói, từ tình hình tôi biết, hình như là Hà Trác Thành đã lừa tiền của chúng. Khương Lượng nói: "Theo những gì anh nói, thì Hà Trác Thành là một tên lừa đảo, ông ta đã lừa tiền của đám người này, nếu như thật sự rơi vào trong tay chúng, thì đám người này nhất định sẽ tìm cách đòi tiền của chúng về từ trong tay ông ta, tại sao lại phải tìm đến anh chứ? Có phải có khả năng như thế này, vì chúng không tìm thấy Hà Trác Thành, lại không đòi được số tiền đó, nên mới nghĩ ra cách này để lừa anh?" Trương Dương nói: "Mặc dù Hà Trác Thành rất đáng ghét, nhưng dù gì cũng là cha ruột của Hà Hâm Nhan." Tôi không thể để mặc ông ta." Khương Lượng uống một hớp rượu rồi nói, "Tiểu tử nhà cậu thật lắm chuyện phiền phức." Trương Dương nói, "Anh giúp tôi ra chủ ý đi." Khương Lượng nói, "Họ nhất định sẽ còn liên lạc với anh nữa, thế này đi, chút nữa sẽ cài kỹ thuật theo dấu cho điện thoại của anh, ngày mai chỉ cần đám bắt cóc đó liên lạc với anh, chúng ta sẽ cố gắng xem vị trí của chúng ở đâu rồi lôi chúng ra." Trương Dương nói, "Mẹ kiếp, có phải anh muốn nghe lén điện thoại của tôi không?" Tôi chẳng hứng thú gì với việc đó, nhưng với kinh nghiệm của tôi thì việc này đến 90% là một vụ lừa, chứ không liên quan gì đến bắt cóc hết. Khương Lượng không hề đoán sai, sáng ngày hôm sau, cuộc điện thoại lừa đảo đó lại gọi đến, Trương Đại Quan lòng vòng với gã một hồi, hắn đề nghị giao dịch trực tiếp, tên bắt cóc dù gì cũng không đồng ý, chỉ kiên quyết đòi Trương Dương phải gửi tiền đến tài khoản của gã. Trương Dương lại đề nghị nói chuyện với Hà Trác Thành, đối phương cũng không đồng ý, sau khi thăm dò Trương Dương đã đoán chắc được, Hà Trác Thành không hề nằm trong tay đối phương, còn Khương Lượng sau khi nghe điện thoại cũng đã nhanh chóng tìm ra địa điểm của đối tượng tình nghi. Liên xuất binh đến bốt điện thoại công cộng ở quảng trường cổ lâu bắt tên hiểm nghi về. Điều này cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, người gọi điện thoại là một người làm ăn rất thật thà, tàu hiểu lương, gã kinh doanh gạch men ở thị trường trang trí hoa Mỹ Đông Giang, tên này thấy nhiều cảnh sát bao vây mình như vậy, sợ đến độ mặt xanh lét, Khương Lượng bảo người dẫn gã đi, Trương Dương cũng đến gặp tận mắt người đã lừa mình. Tào Hiểu Lương thấy Khương Lượng và Trương Dương bước vào, sợ đến độ quỳ sụp xuống mặt đất, nước mắt lưng tròng, "Tôi sai rồi, tôi là nhất thời hồ đồ, các anh hãy tha cho tôi đi. Tôi thật sự không có ý định hại người, tôi chỉ là muốn đòi lại tiền của mình thôi." Khương Lượng nhìn sang Trương Dương, "Gã giờ đây đã đoán được sự việc, vấn đề nằm ở Hà Trác Thành, Tào Hiểu Lương phạm tội, nhưng đồng thời cũng là một người bị hại." Trương Dương nói, anh đứng lên đi rồi hãng nói. Tào Hiểu Lương vừa khóc, vừa bò dậy từ mặt đất, Khương Lượng bảo cảnh sát giúp gã mở còng tay. Khương Lượng đã xem về tư liệu của Tào Hiểu Lương, người này khá có tiếng trong làng trang trí, trước kia cũng chưa từng có chút lịch sử phạm tội nào. Khương Lượng xua xua tay, ngụ ý trợ thủ ghi chép đi ra ngoài, gã quyết định để mình đích thân đến làm việc này. Sự xuất hiện của Trương Dương có nghĩa là hôm nay không chỉ là một vụ thẩm vấn bình thường, trương dương gật đầu với khương lương ngụ ý bảo khương lượng thẩm vấn hắn là một người ngoài ngành về chuyện này nếu như nói đến cần phải có hình phạt để ép cung thì lại là chuyện khác hắn quay sang nói với tống hoài minh chú tống chú có đi cùng không tống hoài minh nói tuần sau thì không được rồi đến cuối năm rồi công việc của tỉnh bận quá không đi được cháu giúp chú nói với yên nhiên một tiếng trương dương nói cô ấy cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi vốn dĩ ý của cô ấy là cháu cũng không cần phải qua đó nữa, đến Tết cô ấy sẽ đưa bà ngoại đến Đông Giang để thăm. chương 1206, tên lừa đảo đáng thương hai Liễu Ngọc Doanh nói, Trương Dương, cháu vẫn nên đích thân đi một chuyến thì hơn, bà ngoại đã già rồi, một mình yên nhiên cũng không dễ chăm sóc. Trương Dương cười nói, cô yên tâm đi, cháu đã xin phép nghỉ rồi, thứ sáu tuần sau cháu sẽ qua đó liễu ngọc doanh nói bên này cô sẽ chuẩn bị đầy đủ đợi đến khi yên nhiên và bà ngoại đến sẽ để họ ở đây tống hoài minh rõ ràng hơi do dự ở trong nhà không tiện lắm mà liễu ngọc doanh nói có gì mà không tiện đều là người một nhà cả làm gì có chuyện đi ra ngoài ở chứ bà muốn để cho hai cha con tống hoài minh có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn mặc dù hai cha con đã hòa giải nhưng giữa họ dù sao thì nhiều năm gần đây cũng không tiếp xúc tình cảm khá lạnh nhạt Tống Hoài Minh nói, đúng rồi, sự việc yên nhiên đến đừng nói ẩm ý ra ngoài, chú không muốn gây nhiều phiền phức. Trương Dương gật gật đầu, hắn hiểu ý của Tống Hoài Minh, nếu như để người khác biết con gái và tiền nhạc mẫu của tỉnh trưởng đến Đông Giang, nhất định sẽ có không ít người nhân cơ hội này để định nọt, dù là giữa đồng nghiệp cũng không thể không đến hỏi thăm, Tống Hoài Minh không muốn người ngoài làm ảnh hưởng đến sự yên ổn trong gia đình. Mặc dù Tống Hoài Minh là nhạc phụ tương lai của Trương Dương, nhưng y cũng là lãnh đạo của Trương Dương, dưới hai tầng uy quyền, Trương đại quan mỗi lần đi ăn cơm đều cảm thấy rất ngại ngần, nếu như không phải là Liễu Ngọc Doanh gọi hắn đến, thì hắn cũng sẽ không chủ động đến ăn cơm, so sánh ra thì khi hắn ở trước bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương sẽ tự do hơn một chút, Trương Dương cũng nghĩ không ra lý do là ở đâu. Đi từ nhà Tống Hoài Minh ra mới là 7 giờ tối, khi Trương Dương lái xe rời khỏi nhà Tống Hoài Minh, những nơi hắn đi qua gần như đều nghe thấy tiếng nhạc của chương trình thời sự xem thời sự gần như đã trở thành việc làm tất yếu vào mỗi buổi tối của đại đa số các vị lãnh đạo. Cùng là xem thời sự, người dân bình thường xem chỉ để biết, còn lãnh đạo lại có thể nhận ra ý đồ của lãnh đạo cấp trên qua tiết mục thời sự và còn có thể nhận ra được sự thay đổi nhỏ bé trong tầng lớp lãnh đạo nữa. Trương Đại Quan trước kia cũng từng bỏ công sức cho việc này, nhưng hắn đã phát hiện ra rất nhanh rằng sự nỗ lực của hắn là hoàn toàn vô ích, dù là hắn cho bản thân mình lý do thế nào vẫn không thể nhìn ra vấn đề gì từ chương trình thời sự, nếu như bắt hắn phải đưa ra lời đánh giá thì hắn chỉ có thể nói rằng nhạt nhẽo vô vị mà thôi, có thời gian ngồi xem thời sự, thà đọc một tờ báo còn thú vị hơn. Mỗi lần ăn cơm xong ở nhà lãnh đạo, Trương Dương luôn cảm thấy đói theo một thói quen, hắn vừa lái xe vừa nhìn hai bên đường, muốn tìm một chỗ để ăn gì đó, vừa chọn xong chỗ, dừng xe xong, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, Trương Dương nghe điện thoại bên kia là một âm thanh lạ hoắc, alo, anh là con rể của Hà Trác Thành phải không? Trương Dương hơi ngứa người, thái độ của đối phương không hề lương thiện chút nào hết, Trương Dương ngay lập tức nghĩ đến mấy ngày trước gặp Hà Trác Thành ở sân bay, hóa ra y vẫn ở Đông Giang chưa đi. Trương Dương nói, có việc gì? Đối phương hừ lạnh lùng một tiếng, Hà Trác Thành đang ở trong tay chúng tôi, nếu như muốn ông ta sống trở về thì mau lấy một triệu ra để chuộc người. Trương Dương vừa nghe đã tức giận, mẹ kiếp, Điên à, Hà Trác Thành có liên quan quái gì đến tôi? Sao tôi phải lấy ra một triệu chứ? Vậy được, anh không đưa, thì tôi sẽ tìm đến con gái ông ta để đòi. Trương Dương nghe đối phương nói vậy, trong lòng thầm nghĩ không hay rồi, hắn thấp giọng nói, bắt cóc người là phạm pháp đó, người anh em, anh hãy suy nghĩ cho kỹ càng, đừng vì một chút ân thù mà cả đời bị tống vào ngục. Tôi không quan tâm, Hà Trác Thành lừa hết sạch tiền của tôi rồi, hôm nay nếu như anh không đưa tiền đến đây cho tôi, thì cứ đợi nhận xác của ông ta đi. Trương Dương nói, muộn thế này rồi, anh bảo tôi đi đâu mà kiếm được một triệu cho anh bây giờ. Tôi không quan tâm, không thấy tiền, tôi sẽ vất ông ta vào sông Trường Giang nuôi cá. Trương Dương nói, muộn như thế này rồi, tôi thật sự không thể đào đâu ra ngần ấy tiền được. Tôi cho anh thời gian một buổi tối, 9 giờ sáng ngày mai, tôi sẽ gọi điện đến cho anh, nói cho anh phương thức giao dịch. Trương Dương nói, anh để Hà Trác Thành nói với tôi một câu, tôi phải chắc chắn rằng ông ấy vẫn còn sống. Đối phương yên lặng một lúc rồi nói, anh không có tư cách nói điều kiện với tôi. Nói xong gã liền cục máy. Trương Dương thật là ngán ngẩm, tên Hà Trác Thành này thật phiền phức, từ lúc gặp phải y, tên này đã mang đến cho hắn không ít phiền toái. Lần trước sự việc biển quảng cáo ở Nam Tích đè chết người còn chưa tính sổ với y, lần này thì hay rồi, lừa tiền của người ta, còn nói dối rằng là nhạc phụ của hắn, Trương Dương mặc dù ngán ngẩm, nhưng vì nề mặt Hà Hâm Nhan, cũng không thể không để ý đến y, không thể để y tự sinh tự diệt, hơn nữa, trên địa bàn Bình Hải dám bắt cóc Hà Trác Thành, còn ngang nhiên gọi điện thoại cho hắn. Loại người này đúng là ăn gan hùm, dù thế nào, Trương Dương cũng phải lôi tên vô lại này ra ánh sáng. Đặt điện thoại xuống, Trương Dương cũng chẳng nghĩ đến việc ăn uống nữa, hắn gọi điện cho Khương Lượng, Khương Lượng vừa đến trường đưa chăn cho con trai, nghe Trương Dương nói có vụ án bị bắt cóc, ngay lập tức đến gặp hắn, trong điện thoại, Trương Dương đã đưa số điện thoại vừa rồi cho Khương Lượng. Mặc dù Trương Dương không phải là cảnh sát, nhưng hắn ít nhiều cũng có một ít kinh nghiệm về chuyện này, hắn biết rằng số điện thoại này ít nhiều có ý nghĩa. Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của hắn, Khương Lượng rất nhanh đã điều tra ra, cuộc điện thoại này được gọi từ một bốt điện thoại công cộng từ quảng trường cổ lâu ở trung tâm thành phố. Khương Lượng lái xe đến tìm Trương Dương, rồi nói có chuyện gì thế? Trương Dương chỉ vào cửa hàng ăn bên đường, đi, vào đó ăn chút gì đã, tôi sắp chết đói rồi đây. Khương Lượng cùng đi vào với Trương Dương, Trương Dương đã chọn bốn món, rồi lại gọi hai chai Giang Xuân, hắn rót đầy hai cốc thủy tinh trước mặt, rồi cụng ly với Khương Lượng, Khương Lượng muốn biết tình hình vụ án, nói mau lên nào, rốt cuộc là có chuyện gì. Trương Dương uống một hớp rượu, rồi mới nói chuyện này ra cho Khương Lượng nghe. Khương Lượng nghe xong ngay lập tức liền ý thức được việc này có quá nhiều điểm nghi vấn, Gã phân tích, tên bắt cóc gọi điện thoại cho anh, nhưng anh đòi nói chuyện với Hà Trác Thành lại bị hắn từ chối, điểm này hơi khó hiểu. Sao lại khó hiểu? Khương Lượng nói có hai khả năng, một là Hà Trác Thành thật sự ở trong tay chúng, nhưng bị chúng bịt miệng, vì vậy không thể nói chuyện với anh, còn một khả năng nữa đó là Hà Trác Thành không hề ở trong tay chúng, chúng nói rằng bắt cóc chẳng qua là để dọa anh mà thôi. Trương Dương nói, tôi cũng cho rằng như vậy, nếu như Hà Trác Thành thật sự ở trong tay chúng, tại sao chúng không để tôi nói chuyện với ông ấy chứ khương lượng nói anh gọi điện cho hà trác thành chưa trương dương gật đầu nói gọi rồi nhưng điện thoại tắt máy vừa rồi tôi lại gọi điện cho hà hâm nhan và hỏi một số việc hà trác thành cũng lâu rồi không liên lạc với cô ấy khương lượng nói chúng ta cứ giả sử đám người này là bắt cóc nhưng những kẻ này bắt cóc hà trác thành với động cơ gì chứ trương dương nói từ tình hình tôi biết hình như là hà trác thành đã lừa tiền của chúng Khương Lượng nói: "Theo những gì anh nói, thì Hà Trác Thành là một tên lừa đảo, ông ta đã lừa tiền của đám người này, nếu như thật sự rơi vào trong tay chúng, thì đám người này nhất định sẽ tìm cách đòi tiền của chúng về từ trong tay ông ta, tại sao lại phải tìm đến anh chứ? Có phải có khả năng như thế này, vì chúng không tìm thấy Hà Trác Thành, lại không đòi được số tiền đó, nên mới nghĩ ra cách này để lừa anh?" Trương Dương nói: "Mặc dù Hà Trác Thành rất đáng ghét, nhưng dù gì cũng là cha ruột của Hà Hâm Nhan." tôi không thể để mặc ông ta. Khương Lượng uống một hớp rượu rồi nói, tiểu tử nhà cậu thật lắm chuyện phiền phức. Trương Dương nói, anh giúp tôi ra chủ ý đi. Khương Lượng nói, họ nhất định sẽ còn liên lạc với anh nữa, thế này đi, chút nữa sẽ cài kỹ thuật theo dấu cho điện thoại của anh. Ngày mai chỉ cần đám bắt cóc đó liên lạc với anh, chúng ta sẽ cố gắng xem vị trí của chúng ở đâu, rồi lôi chúng ra. Trương Dương nói, mẹ kiếp, có phải anh muốn nghe lén điện thoại của tôi không? Tôi chẳng hứng thú gì với việc đó, nhưng với kinh nghiệm của tôi thì việc này đến 90% là một vụ lừa, chứ không liên quan gì đến bắt cóc hết. Khương Lượng không hề đoán sai, sáng ngày hôm sau, cuộc điện thoại lừa đảo đó lại gọi đến, Trương Đại Quan lòng vòng với gã một hồi, hắn đề nghị giao dịch trực tiếp, tên bắt cóc dù gì cũng không đồng ý, chỉ kiên quyết đòi Trương Dương phải gửi tiền đến tài khoản của gã. Trương Dương lại đề nghị nói chuyện với Hà Trác Thành, đối phương cũng không đồng ý, sau khi thăm dò Trương Dương đã đoán chắc được, Hà Trác Thành không hề nằm trong tay đối phương, còn Khương Lượng sau khi nghe điện thoại cũng đã nhanh chóng tìm ra địa điểm của đối tượng tình nghi. Liên xuất binh đến bốt điện thoại công cộng ở quảng trường cổ lâu bắt tên hiểm nghi về. Điều này cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, người gọi điện thoại là một người làm ăn rất thật thà, tào hiểu lương, gã kinh doanh gạch men ở thị trường trang trí hoa Mỹ Đông Giang, tên này thấy nhiều cảnh sát bao vây mình như vậy, sợ đến độ mặt xanh lét, Khương Lượng bảo người dẫn gã đi, Trương Dương cũng đến gặp tận mắt người đã lừa mình. Tào Hiểu Lương thấy Khương Lượng và Trương Dương bước vào, sợ đến độ quỳ sụp xuống mặt đất, nước mắt lưng tròng, tôi sai rồi, tôi là nhất thời hồ đồ, các anh hãy tha cho tôi đi. Tôi thật sự không có ý định hại người, tôi chỉ là muốn đòi lại tiền của mình thôi. Khương Lượng nhìn sang Trương Dương, gã giờ đây đã đoán được sự việc, vấn đề nằm ở Hà Trác Thành, Tào Hiểu Lương phạm tội, nhưng đồng thời cũng là một người bị hại. Trương Dương nói, anh đứng lên đi rồi hãng nói. Tào Hiểu Lương vừa khóc, vừa bò dậy từ mặt đất, Khương Lượng bảo cảnh sát giúp gã mở còng tay. Khương Lượng đã xem về tư liệu của Tào Hiểu Lương, người này khá có tiếng trong làng trang trí, trước kia cũng chưa từng có chút lịch sử phạm tội nào. Khương Lượng xua xua tay, ngụ ý trợ thủ ghi chép đi ra ngoài, gã quyết định để mình đích thân đến làm việc này. Sự xuất hiện của Trương Dương có nghĩa là hôm nay không chỉ là một vụ thẩm vấn bình thường, Trương Dương gật đầu với Khương Lương, ngụ ý bảo Khương Lượng thẩm vấn, hắn là một người ngoài ngành về chuyện này, nếu như nói đến cần phải có hình phạt để ép cung thì lại là chuyện khác. Khương Lượng nói, Tào Hiểu Lượng, sau khi anh bắt cóc Hà Trác Thành đã giấu ông ta ở đâu? Tào Hiểu Lương lúc này đã biết ân hận, gã kêu khổ không ngớt, đồng chí cảnh sát, tôi không hề bắt cóc ông ấy, nếu như tôi tìm được ông ta, thì làm sao tôi phải tìm con rể của ông ta chứ? Trương Dương nói, ai bảo với anh tôi là con rể của ông ta vậy? Tào Hiểu Lương nói, Hà Trác Thành nói thế, ông ấy nói con gái của ông ta là Đại Minh Tinh, còn anh là con rể tương lai của ông ta, tôi đã quen với Hà Trác Thành mấy năm rồi, trước đó, ông ta nói rằng muốn làm hạng mục đầu tư toàn cầu gì đó, cổ động chúng tôi cùng làm với ông ta, tôi đã thử đầu tư 100.000, lãi mỗi tháng đều đến rất đúng lúc, lần này ông ta đến Đông Giang, trả hết tiền cả vốn cả lãi cho tôi, nói rằng công ty có quy định, những cổ đông nhỏ như chúng tôi không chơi được nữa. chương 1207, tên lừa đảo đáng thương ba. Tào Hiểu Lương dừng một lúc rồi nói, cũng là trách tôi tham lam, tôi thấy tiền lãi về nhanh như vậy, nên muốn tiếp tục gia nhập vào. Hà Trác Thành nói với tôi quy định của công ty, số tiền đầu tư nhỏ nhất phải là một triệu, mấy năm gần đây tôi đã tích lũy được một ít, rồi lại tìm bạn bè người thân vay một ít nữa. Sau khi đủ một triệu, tôi đã đưa cho ông ta, nhưng sau khi Hà Trác Thành cầm được tiền, mấy ngày sau liền lặn mất tăm mất tích, tôi bắt đầu cảm thấy việc này kỳ lạ. Sau này tôi đến hỏi thị trường của chúng tôi. Mới biết rằng đã có 5 người bị ông ta lừa bằng cách này rồi. Tào Hiểu Lương vừa nói vừa khóc, tôi là người thê thảm nhất trong số đó. Một triệu, thế là đi tong. Tôi không tìm được ông ta, nghĩ lại việc ông ta nói với tôi trước đó, nên tôi mới gọi điện cho anh. Lã nhìn Trương Dương với điệu bộ đáng thương. Trương Dương nhìn điệu bộ đen đủi của tên này cũng cảm thấy có chút đồng tình, nhưng nghĩ đến việc tối qua tên này gọi điện đến dọa hắn, lại cảm thấy đáng hận đó là gọi điện thoại sao. Rõ ràng là uy hiếp tôi. Khương Lượng nói, Tào Hiểu Lương, tôi phải nhắc nhở anh, hành vi của anh đã là hành vi phạm pháp, tội hù dọa, tội lừa đảo, mấy năm sau này anh phải ngồi trong tù rồi. Tào Hiểu Lương nghe thấy những lời này của Khương Lượng sợ đến độ ngồi sụp xuống đất, tôi không còn cách nào khác mới phải làm như thế này. Người phạm tội là Hà Trác Thành, ông ta đã lừa hết tiền tài của tôi, tôi không còn đi đâu về đâu được nữa, nếu không tôi sẽ không làm như vậy. Khương Lượng nói, Hà Trác Thành lừa người khác, nhưng anh nên trình báo với cơ quan công an, chứ không phải là lợi dụng cách này để trả thù, làm như vậy không những không đòi được tiền của anh về, mà còn làm cho anh cũng bị phiền toái lây nữa. Tào Hiểu Lương nói, tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi, các anh hãy tha cho tôi đi, một triệu đó tôi không cần nữa, tôi không cần nữa là được rồi chứ. Khương Lượng lắc đầu, bảo một cảnh sát khác giải tàu hiểu lương đi. Trương Dương nói, anh ta liệu sẽ gặp phiền phức lắm không? Khương Lượng nói, hành vi của anh ta đã đủ để cấu thành phạm tội, chỉ cần kiện anh ta, là anh ta nhất định phải ngồi tù. Trương Dương lắc lắc đầu nói thôi, người này cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, nếu như không phải vì Hà Trác Thành lừa anh ta thê thảm đến vậy, thì anh ta cũng sẽ không nhớ đến tôi. Khương Lượng nói, thật sự định thế này thôi sao? còn thế nào được nữa tôi chẳng lẽ phải khởi tố anh ta tống anh ta vào tù sao người ta mất một triệu đã đen đủi lắm rồi việc gì tôi phải lợi dụng cơ hội để hại thêm chứ khương lượng vỗ vỗ vai trương dương rồi nói không ngờ anh lại có chút lòng thương yêu con người đến vậy trương dương cười tâm trạng của hắn đã bị chuyện này làm ảnh hưởng rất lớn sau khi rời đi hắn ngay lập tức gọi điện cho hà hâm nhan hà chắc thành đã không sao thì hắn phải nói chuyện này lại cho hà hâm nhan vì hắn sợ chuyện tương tự sẽ xảy ra với Hà Hâm Nhan, số người Hà Trác Thành đã lừa không ít, nhớ đâu có một ai đó tìm đến Hà Hâm Nhan, cô không hiểu tình hình chắc chắn sẽ bị lừa. Hà Hâm Nhan nghe thấy cha mình đã gây họa lớn, tức đến độ khóc thành tiếng, Trương Dương an ủi cô, nhà đầu à, em khóc gì thế? Có phải là chuyện của em đâu chứ? Hà Hâm Nhan tức tưởi, em khóc vì em cảm thấy có lỗi với anh, em lúc nào cũng gây phiền phức cho anh. Trương Dương nói, thôi, anh có bị lừa đâu anh gọi điện cho em để nhắc nhở em thôi hà hâm nhan nói em biết anh nghĩ tốt cho am trương dương về sau chuyện của ông ấy anh đừng quan tâm làm gì nữa trương dương nghe thấy tiếng khóc của cô ấy ở đầu dây bên kia trong lòng cảm thấy hơi hối hận có lẽ không nên nói chuyện này cho cô ấy biết hà hâm nhan khó khăn lắm mới khống chế được cảm xúc liền thấp giọng nói anh giúp em nói với những người đã bị lừa em sẽ cố gắng hết sức để trả lại số tiền bị lừa cho họ Trương Dương nói: Hâm nhan, làm vậy không giải quyết được vấn đề đâu. Em biết, đây là việc cuối cùng em làm cho ông ấy. Từ bây giờ trở đi, bất cứ việc gì của ông ấy đều không liên quan đến em. Thứ bảy, vụ Ý mời Trương Dương đến ăn cơm. Sau khi Trương Dương đến quán ăn, phát hiện ra rằng người được mời không chỉ có hắn, mà còn có cả Kỳ Sơn. Vũ Ý mời Kỳ Sơn đến là vì khi cô ấy bị thương, Kỳ Sơn đã đến thăm. Vũ Ý không biết rằng Kỳ Sơn đến thăm cô ấy đều là vì cảm thấy áy náy trong lòng. Người đánh vô Ý và một người chụp ảnh khác thật ra là do Kỳ Sơn phái đi. Chính gã đã, đã làm cho giọt nước tràn ly, làm cho giới thông tin trở nên phẫn nộ, làm cho cục diện vốn không thể khống chế của tuệ nguyên giờ càng xấu thêm. Vũ Ý nói, đã thua phải nhận, chủ nhiệm trương có khả năng làm việc xuất chúng, kéo được cả nguồn vốn 8 tỷ, giành được thắng lợi trong lần này. Mặc dù tôi là một phóng viên thực tập nhỏ bé, nhưng tôi cũng phải giữ lời bữa cơm này là để giữ lời hứa của tôi kỳ sơn nói rất vinh hạnh tôi cũng được đi cùng vũ ý nói anh cũng không phải là do tôi gọi đến để cùng ngồi ăn đâu khi tôi bị thương anh có thể đến bệnh viện thăm tôi tôi rất cảm ơn lúc đó tôi đã muốn mời anh ăn cơm rồi vì vậy tôi gộp hai bữa cơm này vào làm một chẳng còn cách nào cả ai bảo tôi là một phóng viên thực tập nghèo sơ sát cơ chứ kỳ sơn nói để tôi trả tiền Trương Dương nói, đây đấy đây đấy, cô cuối cùng đã làm rung động lòng đồng tình của Tổng Giám Đốc Kỳ rồi. Vũ Ý nói, việc nào ra việc nấy, hôm nay đương nhiên là tôi mời, dù sao thì ăn cá nấu nước cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Trương Dương và Kỳ Sơn đều cười, Vũ Ý rất đơn thuần, và làm cho người khác yêu quý, trong lòng Kỳ Sơn cảm thấy rất ngại, lúc đầu nếu như không phải vì muốn làm cho tuệ nguyên sập tiệp, thì gã cũng không sử dụng thủ đoạn đó, giờ đây nghĩ lại thật sự là hơi bỉ ôi, mặc dù kỳ sơn cảm thấy ngại nhưng gã không hề cho rằng mình đã làm sai để đạt được mục đích của mình cần phải sử dụng một vài thủ đoạn trương dương hơi quan tâm đến sự việc của kỳ phong sau khi uống mấy cốc rượu hắn liền nhắc đến chuyện của kỳ phong kỳ sơn thở dài rồi nói đến tận bây giờ tôi vẫn chưa liên lạc được với nó bên cảnh sát cũng không có thông tin gì trương dương nói vì chuyện trong gỗ có tảng chữ ma túy thu hà tự cũng đã ngừng xây dựng mấy ngày nay rồi vừa rồi mới được xây dựng lại. Kỳ Sơn cảm thán, lần này là tôi đã làm liên lụy đến Thu Hà Tự. Trương Dương cười nói, anh không cần đẩy hết trách nhiệm lên người mình như vậy, chẳng ai ngờ được sẽ xảy ra chuyện này. Vũ Ý cũng rất quan tâm đến tin tức về Thu Hà Tư, cảnh sát vẫn chưa phá được án cơ à. Sao hiệu suất công việc lại thấp vậy nhỉ? Trương Dương nói, cô tưởng rằng phá án dễ như mời khách ăn cơm sao? Người ta đã làm việc xấu, thì sẽ không để cô phát hiện dễ như vậy. Vũ ý không phục nói, tôi cảm thấy khả năng phá án của bên cảnh sát rất thấp, cứ lấy việc của tôi ra mà nói, đã qua nhiều ngày như vậy rồi, mà vẫn chưa tìm ra hung thủ là ai. Trương Dương nói, bảo vệ của khách sạn Tuệ Nguyên cũng chỉ có mấy người, gọi từng người một đến để thẩm vấn, chẳng phải là rõ ràng rồi sao. Đúng rồi, cảnh sát có bảo cô đi nhận diện không? Vũ ý nói, đã đi rồi, nhưng không nhận ra, trương dương nói việc này khá thú vị đấy nhỉ kỳ sơn đương nhiên hiểu rằng việc này rốt cuộc là thế nào gã cầm cốc nước ngọt trước mặt lên rồi nói những việc không vui chúng ta đừng nói đến nữa tóm lại là chúc mừng cho phóng viên vũ đã gặp hung hóa cát bình an vô sự trương dương hưởng ứng theo vô ý nói giờ đây tôi bắt đầu nghi ngờ việc này có âm mưu âm mưu gì trương dương hỏi tôi đã nhận diện một cách cẩn thận những bảo vệ của khách sạn vệ nguyên trong số đó không có ai là người đã đánh tôi cả. Các anh nói xem, liệu có phải có người cố ý phái người đến giả vờ là bảo vệ của khách sạn Tuệ Nguyên, đánh chúng tôi, rồi đổ tội cho khách sạn Tuệ Nguyên, từ đó làm cho Tuệ Nguyên trở thành mục tiêu của đám báo giới không? Kỳ Sơn cười nói, nghe cô nói vậy cũng rất có lý, có điều theo logic của cô, thì tôi có lẽ là người hiểm nghi nhất. Vũ Ý và Trương Dương đều nhìn Kỳ Sơn với ánh mắt kỳ lạ. Kỳ Sơn nói, hai người biết không, Lương Tư đã bán cổ phần trong tay cô ta cho tôi rồi, giờ đây ngoài Khang Thành, tôi là cổ đông lớn thứ hai của Tuệ Nguyên, có thể nói tôi đã được cái lợi lớn, vì vậy tôi có hiểm nghi lớn nhất. Trương Dương cười nói, anh nói như vậy, làm cho tôi cũng cảm thấy nghi ngờ, sự việc có phải là do anh làm không? Trương Đại Quan trong lòng đã chắc chắn đến 8, 9 phần, việc này xem ra thật sự có liên quan đến Kỳ Sơn, giờ đây gã nói vậy, chỉ là muốn xóa bỏ hiểm nghi mà thôi có điều cô gái đơn giản như vũ ý lại tin rồi cô cười nói không thể nào tổng giám đốc kỳ tốt như vậy không thể là anh sau bữa tối hôm đó kỳ sơn và trương dương cùng đưa vũ ý về chỗ ở của cô ấy khi trong xe chỉ còn kỳ sơn và trương dương kỳ sơn thấp giọng nói tôi chưa nói ra thật ra việc của mấy người vũ ý là do tôi làm trương dương không cảm thấy bất ngờ hắn cười nói tôi đã đoán được rồi có điều không ngờ rằng anh sẽ thừa nhận trước mặt tôi Kỳ Sơn nói, việc này vốn đã chẳng giấu được anh, lúc đó tình hình đã rất khó xử, tôi chỉ có thể dùng biện pháp này mới có thể để dư luận nghiêng về phía chúng ta. Trương Dương thở dài nói, những người làm ăn các anh làm gì cũng chỉ là để lấy lợi ích thôi. Mặc dù hắn không tán đồng cách làm của Kỳ Sơn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, với tình hình lúc đó, Kỳ Sơn dùng cách này quả thật là rất có ích. Kỳ Sơn nói, giờ đây tôi bắt đầu tin vào trên đời này có cái gọi là báo ứng rồi. Tôi lợi dụng thủ đoạn để đối phó với khách sạn Tuệ Nguyên, để ép Lương Tư đưa ra cổ phần của cô ta, nhưng ngay lập tức sau đó, em trai tôi lại xảy ra chuyện. Trương Dương nói, anh nghi ngờ rằng Lương Tư hại anh ta ư. Kỳ Sơn lắc đầu nói, tôi không biết, giờ đây việc duy nhất có thể làm là xem bên cảnh sát điều tra rồi, từ sau khi sự việc xảy ra, Kỳ Phong chỉ gọi cho tôi một cuộc điện thoại, đến giờ tôi vẫn chưa liên lạc được với nó. Trương Dương nói, yên tâm đi, tôi pháp thuật của chúng ta rất công bằng, nếu như việc đó thật sự không phải anh ta làm, thì sớm muộn gì cũng điều tra rõ ràng ra được thôi. Kỳ Sơn cười nói, tôi chỉ hy vọng nó được bình an là được rồi. Kỳ Sơn đưa Trương Dương về đến cửa của bộ chỉ huy khu đô thị mới, nhìn Trương Dương bước gần đến chiếc cửa, gã thấp giọng thở dài một hơi, quay xe, nhưng không về ngay, mà dừng lại ở bên bờ đê thanh long đàm. Ánh trăng như sương làm cho khung cảnh xung quanh như phủ một màn trắng bạch, Kỳ Sơn đứng dưới ánh trăng, nhìn mặt hồ gợn sóng, nhặt một hòn đá từ dưới rất ném xuống mặt hồ, gần như cùng lúc đó, điện thoại của gã vang lên, Kỳ Sơn móc điện thoại ra, số này của gã rất ít người biết. Trong điện thoại là tiếng của bàng Thanh Sơn, ông chủ, tôi tìm được cậu ấy rồi. Kỳ Sơn rất vui mừng, nó có sao không? Không sao, rất khỏe, chỉ là sợ thôi. Có hai người muốn đối phó với cậu ấy, đã bị tôi giải quyết rồi. Ngữ khí của bàng Thanh Sơn rất bình thản, nói về việc giết hai người giống như đang nói chuyện phiếm vậy kỳ sơn nói để nó nói chuyện với tôi không lâu sau đầu dây bên kia vang lên giọng run rẩy của kỳ phong anh gã tưởng rằng lần này nhất định sẽ bị mắng từ nhỏ đến lớn gã luôn làm cho anh trai lo lắng cho mình nhưng thái độ của kỳ sơn lại ôn hòa một cách bất ngờ tiểu phong em không sao chứ không sao em rất khỏe không hiểu tại sao âm thanh của kỳ phong như nghẹn cứng lại Chương 1208, tên lừa đảo đáng thương 4. Kỳ Phong nói, anh ơi, em thật sự không làm chuyện đó. Đám gỗ đó không liên quan gì đến em, là người khác dùng tên của em để phát hàng, họ đã đánh cắp chứng minh thư của em. Kỳ Sơn nói, sự việc đã qua rồi, em không cần phải sợ. Tiểu Phong, em nghe anh nói, em nhất định phải rời đi, không được rơi vào trong tay công an. Kỳ Sơn hiểu rất rõ về tính cách của em trai mình. Mặc dù việc có dấu thuốc phiện trong gỗ không liên quan gì đến gã, nhưng gã cũng chẳng phải là người sạch sẽ gì. Nhớ đâu Kỳ Phong rơi vào tay của cảnh sát, thì dù có thể chứng minh không liên quan đến việc này, cũng khó nói rằng những việc khác không bị phát hiện ra. Kỳ Sơn sau khi suy nghĩ về nhiều mặt, chỉ có thể lựa chọn để cho em mình rời đi. Kỳ Phong nói: "Anh, em không đi đâu, em đi rồi, có lẽ chẳng bao giờ về được nữa." Kỳ Sơn nói: "Tiểu Phong, em nghe anh nói." chỉ cần em tránh được đợt rông tố lần này, đợi phiền phức qua rồi, anh nhất định sẽ sắp xếp để em quay về. Thật sao? Kỳ Sơn nói, anh đã lừa em bao giờ chưa? Anh sẽ bảo lão bàng đi theo em, để tiện liên lạc. Anh, anh bảo em đi đâu bây giờ? Hai người đến tìm Kim Tiên Sinh, ông ấy sẽ sắp xếp. Anh, anh cũng phải cẩn thận đấy. Kỳ Sơn cười nói, em không cần phải lo cho anh, anh định rút tay về rồi. Trương Dương đã đến Bắc Nguyên trước một ngày, suy nghĩ đến việc lần này phải đưa Magare về, Trương đại quan đã tìm viên ba mượn chiếc xe Hummer của gã. Từ sau khi Sở Trấn Nam qua đời, Magare đã ở lại hồ Mộng Tiên, mỗi ngày bà dành đa số thời gian để ở trước cây ngân hạnh có chôn hài cốt của Sở Trấn Nam, Lâm Tú đã tìm hai bảo mẫu ở nơi đó đến phụ trách việc ăn uống ngủ nghỉ của bà. Mặc dù cách lần gặp mặt trước không lâu, nhưng Magare đã già đi rất nhiều. Trương Dương nhìn vị lão thái thái đáng kính này bước về phía mình, trong lòng cảm thấy buồn bã, người có kiên cường đến mấy cũng không thể đấu tranh được với số mệnh. Sở Trấn Nam và Magare là hai người yêu nhau đã trải qua nhiều trắc trở, trải qua khói lửa chiến tranh, trải qua 10 năm bạo loạn, họ vẫn kiên trì ở lại bên cạnh nhau, nhưng cuối cùng vẫn không trải qua được cái chết, giờ đây đã mỗi người một nơi. Magare mỉm cười nhìn Trương Dương, "Trương Dương, cậu đến sớm vậy à?" Trương Dương cười nói, cháu nhớ bà rồi, nên lần này cháu chỉ mong đến sớm để thăm bà. Magare cười nói, chỉ biết nói dối thôi, người cậu nhớ không phải là tôi mà là yên nhiên. Trương Dương bước đến nắm tay bà lão rồi nói, bà ngoại, bà gầy đi rồi. Magare nói, có nghìn vàng cũng khó mua cái gầy của tuổi già, giờ đây cơ thể tôi không biết đã khỏe hơn bao nhiêu rồi. Bà nắm lấy tay Trương Dương, bước về phía cây ngân hạnh, nhìn cây ngân hạnh, nở ra một nụ cười, Lần đầu tiên Trương Dương phát hiện ra nụ cười của một người già cũng có sức hấp dẫn đến vậy, cũng đẹp đẽ đến vậy. Magare nhẹ nhàng nói, "Ông ơi, Trương Dương đến thăm ông này." Trương Dương quỳ gối trước cây ngân hạnh, cung kính dập đầu ba cái. Trương Dương rất kính trọng Sở Chấn Nam, không thể giữ được tính mạng của ông là điều tiếc nuối trong lòng hắn. Magare nhẹ nhàng ho một tiếng, Trương Dương hơi căng thẳng, "Bà ngoại, bà không sao chứ?" Magare lắc lắc đầu, Trương Dương đứng dậy trần mạch cho bà ấy, từ mạch tượng của Magare, cơ thể của bà cụ có lẽ không vấn đề gì, Trương Dương lúc này mới yên tâm. Magare nói, chẳng ai có thể thoát được bốn chữ sinh lão bệnh tử, dù là cậu có khỏe thế nào đi chăng nữa, cuộc đời này của tôi đã chẳng còn gì tiếc nuối nữa rồi. Trương Dương mỉm cười nói, chẳng phải bà muốn nhìn thấy cháu và yên nhiên kết hôn sinh con đẻ cái sao. Magare gật đầu nói, trong lòng tôi luôn canh cánh chuyện này, lần này yên nhiên về, Hai đứa phải định ngày đi, nếu như kéo quá lâu, tôi lo là thật sự không đợi được nữa." Trương Dương cười nói, "Bà yên tâm đi ạ, với cơ thể này của bà, nhất định sẽ đợi được đến lúc ôm chặt." Lúc này lại có người khách đến, vì ngày mai Yên Nhiên đã đến Bắc Nguyên, vì vậy vợ chồng Lâm Tú và Tạ Quốc Trung cũng đến từ thành phố Hình Sơn. Con trai của họ là Tạ Hiểu Quân cũng đến cùng, Trương Dương đã mấy năm rồi không gặp Tạ Hiểu Quân, lúc đầu khi hắn còn ở Hình Sơn đã gặp mặt cậu ta. Tạ Hiểu Quân năm nay đã 19 tuổi, vì thích bóng đá mà lại có thiên phú về mặt này, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã không tiếp tục lên đại học nữa. Giờ đây đã đá đến mức tiền vệ ở trong đội bóng của Bắc Nguyên, giờ đây Tạ Hiểu Quân không còn là đứa trẻ bẽn lẽn như xưa nữa, cao 1m85, vừa đen vừa to con, trông còn to hơn cả Trương Dương, Trương Đại Quan không nhận được ra cậu ta ngay. Tạ Hiểu Quân nhìn thấy Trương Dương, liền mở miệng gọi sư phụ. Trương Dương cười ha ha nói, tôi không phải là sư phụ của cậu, ăn gì mà lớn thế này. Sao lại cao thế, Trương Đại Quan giơ tay ra sờ sờ vào đầu của tạ hiểu quân. Tạ Quốc Trung nói, chỉ được cái cao kiều thôi, chẳng được gì đâu. Lâm Tú lườm sang chồng, cảm thấy gã không nên nói về con trai như vậy trước mặt người ngoài. Tạ Quốc Trung thật lòng muốn con mình học thành tài, gã cho rằng đá bóng không phải là chính lộ, đặc biệt là đá trong nước, càng chẳng có chút tiền đồ gì, Magare nói với tạ quốc trung, còn ấy à, hơi tí là lại mắng con trai, hiểu quân chỉ là một thằng bé thôi mà, nếu như suy nghĩ nhiều như con, thì về sau sẽ bị nó dỗ dành đến chết thôi. Tạ hiểu quân cười hà hà, tạ quốc trung dẫn người nhà đến bái trước cây ngân hạnh, sau đó cùng Magare đến biệt thự. Bảo mẫu đã chuẩn bị xong cơm canh rồi, ở đây đã lâu lắm không náo nhiệt như vậy, Magare vui vẻ uống một chút rượu vang, nói về chuyện thú vị giữa bà và sở Trấn nam, làm cho mọi người rất vui vẻ. Nhưng sức của bà lão không thể bằng được trước kia nữa, 8 giờ tối đã về phòng đi ngủ. Tạ Hiểu Quân vốn muốn cùng Trương Dương học chút phó thuật, nhưng Tạ Quốc Trung bảo cậu ta mau đi ngủ, mặc dù Tạ Hiểu Quân to con như vậy, nhưng tính tình vẫn như một đứa trẻ, khá sợ cha mình nên vội vàng về phòng ngủ. Hai vợ chồng Tạ Quốc Trung cùng Trương Dương ngồi trước lò lửa ở phòng khách nói chuyện. Chủ đề của họ đương nhiên là về sở yên nhiên Lâm Tú nói, sáng mai yên nhiên sẽ đến sân bay tỉnh An rồi. Trương Dương gật đầu nói, lúc này cô ấy đang ở trên máy bay. Lâm Tú nói, Trương Dương, lần này yên nhiên về rồi, đừng để cô ấy đi nữa, tuổi của hai người cũng đã không nhỏ rồi, phải nghĩ đến chuyện hôn nhân đại sự đi thôi. Trương Dương cười hì hì. Tạ Quốc Trung nói, phụ nữ các em thích nói đến chuyện lấy chồng đẻ con, Trương Dương và Yên Nhiên đều có sự nghiệp của mình, người trẻ tuổi đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng rồi, Việc kết hôn họ đương nhiên sẽ tự biết nghĩ đến. Lâm Tú nói, cái gì mà phụ nữ thích nói đến những chuyện này chứ? Ai mà chẳng đến lúc không tránh được việc này, con người rồi cũng phải có một mái ấm, hơn nữa bà ngày càng lớn tuổi rồi, cơ thể cũng không được như trước kia nữa, hai người không biết tâm nguyện lớn nhất của bà bây giờ là gì sao? Trương Dương không nói gì, hắn biết rằng Lâm Tú muốn nói gì. Lâm Tú nhìn sang Trương Dương, vẫn nói ra câu này, bà mong nhất chính là nhìn thấy cậu và Yên Nhiên kết hôn khi bà còn sống. Trên thế giới này, người bà yêu nhất chính là Yên Nhiên, người bà lo lắng nhất cũng là Yên Nhiên. Mặc dù giờ đây Yên Nhiên đã hòa hợp với cha, nhưng Tống Hoài Minh có gia đình của riêng mình, và cũng đã có con của Liễu Ngọc Doanh, không thể nào toàn tâm toàn ý yêu thương Yên Nhiên. Tạ Quốc Trung nói, xem em nói năng kiểu gì kìa, con nào mà chẳng là máu thịt của mình. Anh thấy tình trưởng Tống đối xử với Yên Nhiên và em trai của nó cũng như nhau cả thôi. Lâm Tú nói: "Hôm nay sao anh cứ phải nói lại em thế? Em nói gì là anh phản bác lại điều đó, anh đi ra chỗ khác đi, em và Trương Dương nói chuyện tử tế." Mặc dù Tạ Quốc Trung là cục trưởng cục công an thành phố Hình Sơn, nhưng trong nhà lại là một người sợ vợ, bình thường Lâm Tú ở ngoài rất nể mặt gã, nhưng hôm nay Tạ Quốc Trung lại cứ hát ngược điệu với cô ta, làm cho cô ta cuối cùng không thể nào nén giận được nữa. Tạ Quốc Trung cười nói: "Được, anh không nói gì nữa, không nói gì nữa là được rồi chứ gì?" Trương Dương nói, dì Lâm à, việc này cháu sẽ suy nghĩ, sức khỏe của bà ngoại thật sự không bằng trước kia nữa, cháu cũng chuẩn bị nhanh chóng tổ chức đám cưới với yên nhiên, nhưng dù sao thì việc kết hôn cũng không phải một mình cháu quyết định được, phải đợi yên nhiên về đã rồi hẵng hay. Lâm Tú nói, cậu suy nghĩ được vậy là tốt rồi. Từ lời này có thể thấy rằng Lâm Tú vẫn không yên tâm lắm với Trương Dương, gia đình tạ quốc chung có quan hệ thân thiết với sở gia, có thể nói rằng, hai vợ chồng tạ quốc trung và lâm tú coi hai vợ chồng sở trấn nam như cha mẹ ruột của mình vậy vì vậy đương nhiên rất yêu thích sở yên nhiên lâm tú nói xong câu này liền đứng dậy đi lên trên lầu phòng khách chỉ còn lại tạ quốc trung và trương dương mặc dù họ quen nhau đã lâu nhưng việc giao lưu giữa hai người không nhiều tạ quốc trung cười nói cháu đừng trách gì lâm của cháu lắm lời cô ấy coi yên nhiên như con gái ruột của mình trương dương cười nói cháu biết mà yên nhiên có mọi người quan tâm đến cô ấy như vậy, cháu rất vui mừng. Tạ Quốc Trung nói chuyện mấy câu với Trương Dương rồi cũng đi mất, gã vừa đi không lâu, Tạ Hiểu Quân đã từ phòng mình chạy xuống, đến bên cạnh Trương Dương, cười nói, sư phụ, con mời sư phụ đi ăn cá nướng. Trương Dương cười nói, trên hòn đảo này chỗ nào có cá nướng cơ chứ? Tạ Hiểu Quân kéo tay của Trương Dương, đi, sư phụ đi rồi sẽ biết. Tạ Hiểu Quân dẫn Trương Dương đến bên bờ bồ, Hóa ra buổi chiều cậu ta đã dành thời gian để câu cá và giá nướng cũng đã chuẩn bị ở bên bờ hồ rồi. Trương Dương nghe hai vợ chồng Tạ Quốc Trung nói một thôi một hồi cũng cảm thấy rất chán nản. May mà lúc này có thể ra ngoài hít thở một chút. Tạ Hiểu Quân nhanh chóng nhóm tham rồi lấy bia từ một bên ra như làm ảo thuật vậy. Cậu ta lắc lắc chai bia trước mặt Trương Dương. Có rượu có thịt chỉ thiếu chút âm nhạc nữa thôi. Trương Dương cười nói âm nhạc thì thôi đi. Nhớ đâu cha cậu thức giấc có lẽ vác gậy tìm đến mất. Tạ hiểu quân lè lè lưỡi, đặt cá đã ướp xong lên trên vỉ nướng. Rồi đưa một chai rượu cho Trương Dương, Trương Dương lắc lắc đầu nói, trời lạnh, kiếm chút rượu trắng đi. Tạ hiểu quân cười nói, đã chuẩn bị xong rồi. Cậu ta lấy ra một chai ngũ lương dịch từ trong bãi cỏ, vừa rồi lấy từ trong tủ rượu trong bếp ra đó, dù sao thì cũng chẳng có ai uống. Trương Dương nhận lấy chai rượu, vạn bình rượu uống một hớp, để cho nhiệt độ của rượu làm cho phần bụng hắn ấm lên. Nhắc gấp một viên lạc bỏ vào miệng, cảm thấy rất thoải mái. Chương 1209, mong con trưởng thành một. Tạ Hiểu Quân nói, "Sư phụ, con mời sư phụ một ly." Rồi cầm cốc bia đi đến. Trương Dương nói, "Đừng thế, tôi chưa từng nhận cậu làm đồ đệ, hơn nữa, tôi chỉ lớn hơn cậu mấy tuổi, cậu không sợ làm thế tôi già đi à?" Tạ Hiểu Quân nói, mặc dù sư phụ chưa từng chính thức nhận con làm đồ đệ, nhưng trước đó đã từng dạy con một ít quyền pháp cũng có nghĩa là, mặc dù hai người chúng ta không có cái danh là sư đồ, nhưng thực sự là sư đồ, sư phụ có thể không coi con là đồ đệ, nhưng đời này kiếp này con coi sư phụ là sư phụ của con, có một câu nói thế nào ấy nhỉ, nhất tự vi sư bán tự vi sư, trong lòng con, địa vị của sư phụ cũng như cha con vậy. Trương đại quan không thể ngờ rằng miệng lưới của tạ hiểu quân lại lanh lợi vậy, liền cười nói, đừng nói như vậy, tôi chịu không nổi đâu, cậu gọi yên nhiên là chị, thì gọi tôi một tiếng anh là được rồi. Tạ Hiểu Quân đưa một con cá đã nướng xong cho Trương Dương, Trương Dương cắn một miếng, mùi vị khá ngon, "Hiểu Quân à, được lắm, nướng cá rất ngon." Tạ Hiểu Quân nói, "Gần đây đa số thời gian con đều phải tập luyện, bình thường ngoài việc đá bóng là ăn uống, con thích ăn nên chẳng còn cách nào khác." Trương Dương nói, "Nghe nói cậu đã vào đội tuyển tỉnh Bắc Nguyên rồi." Tạ Hiểu Quân gật gật đầu rồi nói, "Nói thì là tiền vệ, nhưng hiện tại vẫn chưa phải là chủ lực, cơ hội được lên sân đá không nhiều." huấn luyện viên cũng không thích những người như con, cho rằng tố chất cơ thể của con hơi kém. Trương Dương uống một ngụm rượu, nhìn Tạ Hiểu Quân, tiểu tử này trông cao lớn, xem ra tố chất cơ thể được mà. Tạ Hiểu Quân dường như biết được suy nghĩ của Trương Dương, cậu ta thở dài nói, sư phụ, sức con không bền, hai hiệp đấu công lại là một tiếng rưỡi, lắm khi nếu đá thêm còn phải kéo dài hơn nữa, con đấu cự ly ngắn còn được, nhưng nếu đá xa, thì không thể nào có thể lực sung mãn, giờ đây trong đội hầu như đều không đánh giá cao con, cả ngày cha con đều nói đứng đá nữa, muốn gọi con về học đại học. Trương Dương giơ tay sờ vào mạch của tạ hiểu quân, phát hiện ra rằng cơ thể của tiểu tử này không có gì cả, Trương Dương nói, sức bền không được là do cậu không biết phân phối thể lực, cùng là một thế lực như vậy, người biết phân phối thể lực sẽ có thể làm được đến độ cả trận đấu đều đầy sức lực, có người thì lại tiêu hao gần hết thể lực từ ngay lúc đầu, gây ra nửa trận đấu sau sẽ mất sức. Tạ Hiểu Quân nói, con cũng biết nhược điểm của con, huấn luyện viên cũng đã nói với con về nhược điểm này và tiến hành huấn luyện, nhưng không được mấy kết quả. Trương Dương thầm nói, đám huấn luyện viên đó thì hiểu cái gì? Muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này thì phải học cách hô hấp, làm thế nào để giảm bớt mệt mỏi, phục hồi thể lực trong khi vận động, đây là thế mạnh của hắn. Từ khi Trương Dương tu luyện Đại Thừa Quyết, Trương Dương đã bỏ qua tất cả những cách hô hấp khác. Tạ Hiểu Quân đã gọi hắn là sư phụ ngọt ngào như vậy thì Trương Đại Quan cũng chẳng mặt mũi nào để cậu ta phải gọi không, dạy cho cậu ta một cách hô hấp đơn giản thực dụng vậy, khả năng nhận thức của Tạ Hiểu Quân quả thức hơi kém, một cách hô hấp đơn giản như vậy, Trương Dương phải dạy cậu ta đến tận 2 tiếng đồng hồ, một chai ngũ lương dịch xuống ruột, rồi lại uống 6 chai bia nữa, tiểu tử này mới nắm được, nếu không phải vì nể mặt tiểu tử này tôn kính hắn như vậy, Trương Đại Quan đã sớm bắt đầu mắng rồi. Trương Đại Quan phát hiện ra rằng hắn dạy nữ đệ tử giỏi hơn, dạy đến đệ tử nam, Thật sự chẳng có cách nào, Trương Đại Quan rất ít khi tìm nguyên nhân trên bản thân mình, hắn cho rằng là do Tạ Hiểu Quân quá ngốc, tiểu tử này chẳng có năng khiếp về võ công chút nào hết. May mà hắn chưa nhận cậu ta làm đồ đệ, nếu không, ngộ tính tên này kém như vậy, nếu trở thành đồ đệ của hắn thật thì mất hết cả mặt hắn mất. Đến cuối cùng, chính Tạ Hiểu Quân đã cảm thấy ngại, học lâu như vậy mà vẫn chưa thể nắm vững cách hô hấp mà Trương Dương truyền cho, cậu ta ngại ngần nói: "Sư phụ, hay là sư phụ về nghỉ trước đi, rồi tự con nghiên cứu." Trương Dương nói, "Đừng gọi tôi là sư phụ chứ, tôi sợ nhất là người khác gọi tôi như vậy đó, để cho cha mẹ cậu nghe thấy cũng không hay, người ta còn tưởng tôi dạy học cái gì vớ vẩn." "Tự cậu luyện nhé, tôi đi ngủ đây." Trương đại quan nói xong liền đi mất. Mặc dù mộ tính của Tạ Hiểu Quân rất kém, nhưng tiểu tử này rất chăm trí nửa đêm khi Trương đại quan tỉnh dậy, từ cửa sổ nhìn xuống thì thấy Tạ Hiểu Quân vẫn đứng ở chỗ cũ. Khổ luyện theo những động tác mà hắn dạy, trong lòng hắn chợt cảm thấy thích tiểu tử này, ngốc một chút đấy, nhưng rất chăm chỉ, chỉ cần chăm chỉ là có ngày mài sắt nên kim, nếu như có thể giữ vững thái độ chăm chỉ này thì có lẽ sẽ hoàn thành được công phu hô hấp mà hắn dạy cho. Sáng ngày hôm sau, khi tất cả mọi người đi sân bay đón Sở Yên Nhiên thì lại không nhìn thấy Tạ Hiểu Quân đâu cả, tiểu tử này đã khổ sở thức trắng một đêm để luyện tập. Đáng tiếc tiến triển không lớn, tinh thần không chịu được nữa, giờ đây đang nằm ở trong phòng để ngủ bù. Tả Quốc Trung chịu không nổi lại mắng mấy câu, vốn chuẩn bị đến phòng tóm cổ con trai dậy, nhưng bị Magare chặn lại. Trương Đại Quan cũng không ngờ, cùng với việc Sở Yên Nhiên ngày càng đến gần, lòng hắn lại ngày càng căng thẳng hơn, nhìn bà cụ Magare đầu tóc bạc phơ ở bên cạnh, nghĩ đến những lời tối qua mọi người nói với hắn, Trương Dương ý thức được mình đã đến lúc phải suy nghĩ về chuyện hôn nhân rồi. Đầu óc Trương Dương rối tung cao cào, hắn hiểu nên làm thế nào, nhưng hắn suy nghĩ quá nhiều vấn đề, rất nhiều mặt hắn phải suy tính đến, tận khi đến sân bay, tư duy của hắn vẫn còn hỗn loạn, đến sân bay, tổng tư lệnh phân khu Tịnh An Hồng Trường Vũ đã đến trước họ rồi, đang chuẩn bị đón Sở Yên Nhiên về. 11 giờ sáng, chuyến bay trên đó có Sở Yên Nhiên đã đến sân bay Bắc Nguyên, khi Sở Yên Nhiên đẩy hành lý rời khỏi sân bay, Magare ngay lập tức như được trẻ lại, bà gọi tên của Yên Nhiên giơ hai tay ra nghênh đón, sở yên nhiên gọi một câu bà ngoại, rồi chạy đến ôm chặt Magare vào lòng. Hai bà cháu đã lâu không gặp, Magare nắm chặt tay sở yên nhiên một lúc lâu không rời, sở yên nhiên lại chào lâm tú, tả quốc trung, hồng trường vũ, khi tìm đến Trương Dương, phát hiện ra tên này đã cầm hành lý đứng đằng sau cô rồi. Sở yên nhiên nói, anh làm gì vậy? Anh trốn ở đằng sau em làm gì? Trương Đại Quan nói rất hùng hồn, anh đã chuẩn bị kỹ càng rồi, làm người đàn ông đằng sau em. Một câu nói làm cho mọi người đều cười rộ lên. Sở Yên Nhiên hơi đỏ mặt, mặc dù trong lòng cô rất nhớ Trương Dương, nhưng trước mặt nhiều người như thế này nên cũng không thể nào thể hiện ra, Trương Dương cũng như vậy, có nhớ lắm cũng phải chịu đựng. Magare giơ tay đập vào tay Trương Dương, "Này, tiểu tử kia, vợ chưa cưới của cậu đến rồi, mà cậu hoan nghênh cô ấy vậy sao? Chẳng thể hiện chút nào cả." Trương Đại Quan đặt hành lý xuống, "Bà ngoại ơi, có cái đánh này của bà làm điểm tựa, cháu đã đủ dũng khí rồi." Tên này xông lên như hổ đói, trước mặt nhiều người như vậy mà ôm Sở Yên Nhiên lên, quay một vòng 360 độ. Sở Yên Nhiên vừa cười vừa đập đập vào vai hắn, mọi người đều lớn tiếng hoan hô, trên sân bay không thiếu những cảnh thế này, nhưng một đôi tình nhân thế này vẫn hấp dẫn ánh nhìn của nhiều người. Trương Đại Quan để Sở Yên Nhiên xuống, rồi lấy hết can đảm, hôn lên môi cô. Lâm Tú thấy cảnh này cảm thấy mặt hơi đỏ, thầm quay sang liếc chồng. Magare vừa cười vừa vỗ tay. Sở Yên Nhiên ôm lấy cổ Trương Dương, chán hai người chạm vào nhau, Sở Yên Nhiên đỏ mặt nói, anh vẫn thích biểu diễn vậy nhỉ? Trương đại quan nói, vốn dĩ không muốn biểu diễn đâu, nhưng tại vì bà cứ cổ vũ mãi. Magare cười nói, tiểu tử thối, đã được lợi từ Sở Yên Nhiên, còn đẩy trách nhiệm lên đầu ta nữa à? Được rồi, mau về nhà đi. Trương Dương nắm lấy tay sở yên nhiên rồi nói, về nhà thôi. Buổi trưa ngày hôm đó, mọi người đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mừng sở yên nhiên trở lại. Magare vô cùng vui vẻ, khi âm nhạc vang lên, bà đã nhảy một điệu cùng với Trương Dương, nhìn thấy điệu bộ thanh xuân phơi phới của bà cụ. Sở yên nhiên nắm lấy tay Lâm Tú, cười đến độ nước mắt trào cả ra. Lâm Tú nói yên nhiên, cháu chính là linh đơn thần dược của bà ngoại đấy, cháu vừa về, mà bà đã trẻ ra đến 20 tuổi. Sở Yên Nhiên gật đầu nói, lần này quay về, cháu sẽ chăm sóc bà cẩn thận. Tạ Hiểu Quân ngủ một mạch đến giờ mới tỉnh dậy, đến nơi tìm đồ ăn, bị Tạ Quốc Trung nhìn thấy, liền véo lấy tai rồi nói, tiểu tử khốn, con đi đâu rồi hả? Tạ Hiểu Quân vừa xin lỗi vừa bỏ miếng bánh gà tô vào miệng, không cẩn thận bị nghẹn, giơ tay ra lấy đồ uống. Sở Yên Nhiên cười bước đến, Hiểu Quân, em đã cao thế này rồi. Tạ Hiểu Quân đỏ mặt nói, chị Yên Nhiên, Tạ quốc trung giờ mới buông tay ra, tức đến độ mắng thêm một câu, tiểu tử thối, dám ngủ đến tận giờ. Hồng trường vũ cười hà hà bước đến trước mặt họ, quốc trung, anh đừng khắt khe với hiểu quân quá, giờ đây hiểu quân đã là minh tinh của đội bóng bắc nguyên chúng ta rồi. Tạ quốc trung không hề nể mặt con trai, cái gì mà minh tinh? Minh tinh dự bị à? Tạ hiểu quân đỏ mặt đến cực độ, sở so yên nhiên giúp cậu ta giải vây, chú tạ à, hiểu quân mới 19 tuổi, chú cũng mong con thành tài quá. Cứ tập luyện 2 năm nữa, nhất định sẽ trở thành minh tinh thật sự của đội bóng Bắc Nguyên chúng ta. Tôi thấy trở thành cầu thủ đứng đầu trong nước cũng có khả năng đấy. Trương Dương nhảy xong với Magare cũng bước đến. Tạ Hiểu Quân nhìn Trương Dương cười. Trương Dương vỗ vỗ vai của Tạ Hiểu Quân, có một điều tôi chưa tuyên bố với mọi người, tôi đã chính thức nhận Hiểu Quân làm học trò của mình rồi. Trương đại quan là do chịu không nổi thái độ của Tạ Quốc Trung, làm gì có loại mặt sát con mình đến vậy chứ? Tạ Hiểu Quân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, Tạ Quốc Trung thì không hiểu tại sao. Con trai mình bái hắn làm sư phụ, học cái gì cơ chứ? Học chữa bệnh hay là học tán gái? Trương Dương làm một động tác mời với Sở Yên Nhiên, rồi nắm tay cô bước vào trong bãi cỏ. Cùng điệu nhạc du dương vang lên, bốn mắt nhìn nhau, cả ai bên đều biết rằng lòng đối phương ngập tràn tình cảm. Sở Yên Nhiên nói, lại thua một đồ đệ rồi. Trương Dương nói, vốn anh không muốn thua đâu nhưng anh không thể chịu nổi tạ cục đối xử với con mình vậy, hiểu quân cũng đâu có mốc đến thế. Sở yên nhiên cười nói, chú tạ nghĩ rằng phải nghiêm khắc mới thành tài, ai làm cha mẹ mà chẳng mong con mình thành đạt chứ. Trương Dương nói, đến sau này khi chúng ta có con, anh nhất định không tạo áp lực lớn cho nó như vậy, để thuận theo tự nhiên. Sở yên nhiên đỏ mặt, cùng với động tác quay vòng của Trương Dương, đầu cô nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, rồi nói nhỏ Trương Dương, em nhớ anh. Vốn dĩ đã quyết định Magare sẽ cùng sở yên nhiên về Đông Giang, nhưng bà cụ đột nhiên thay đổi chủ ý, bà dự định mấy ngày nữa đến Sơn Trang suối nước nóng Xuân Hy Cốc ở Thanh Đài Sơn trị liệu một thời gian, bà không muốn đến những nơi quá xa. Sở yên nhiên cũng vì vậy mà thay đổi kế hoạch của mình, ở lại thêm mấy ngày ở Tịnh An, để ở cùng với bà ngoại, thế này, kế hoạch của Trương Dương cũng theo đó mà thay đổi, buổi chiều chủ nhật, vừa vặn có trận đấu giữa Bắc Nguyên Long Dương và Vân An Thái Hồng, Tạ Hiểu Quân được đưa vào đội ngũ dự bị, cậu ta đã lấy vé, mời mọi người đến xem, Magare chẳng mấy hứng thú với những trận đấu bóng đá thế này. chương 1210, mong con trưởng thành 2. Tạ Quốc Trung ngoài miệng nói không muốn đi, nhưng trong lòng thật ra rất quan tâm đến chuyện của con trai, 3 giờ rưỡi chiều ngày hôm đó, hai vợ chồng Tạ Quốc Trung và Trương Dương. Sở Yên Nhiên cùng đến sân vận động Tịnh An để xem bóng đá, Mấy năm gần đây đúng vào lúc bóng đá trong nước đang phất lên, các vận động viên cũng được tăng lương rất nhiều, mặc dù trình độ của vận động viên vẫn chỉ nằm vào hạng 3 trên thế giới, nhưng thu nhập đã gần với vận động viên hạng 2. Tạ Hiểu Quân là một tiền vệ dự bị, hôm nay có cơ hội xuất hiện trên danh sách, cuối cùng có thể lên đấu hay không vẫn là một ẩn số. Mặc dù Tạ Hiểu Quân là con trai của Cục trưởng Công an thành phố Hình Sơn, nhưng cậu ta chẳng vì vậy mà tỏ ra kiêu ngạo, vì vậy đại đa số mọi người trong đội đều không biết bối cảnh của cậu ấy, nhưng Tạ Hiểu Quân không biết rằng, mình có thể vào được đội tuyển tình là do mẹ cậu ta ở đằng sau đã bỏ ra không ít công sức, nếu không phải vì Lâm Tú Thẩm quyên góp một khoản tiền lớn, thì với trình độ của cậu ta rất khó có thể vào được đội tuyển tình. Trương Dương và Sở Yên Nhiên khó mà nhàn nhã được vậy, Sở Yên Nhiên dựa đầu lên vai Trương Dương, chỉ khi ở bên cạnh hắn, cô mới cảm thấy bình an đến lạ lùng, mặc dù tên này có rất nhiều tính tình xấu nhưng dù vậy cô vẫn không thể bỏ được vẫn không thể có một ai thay đổi được vị trí của hắn trong lòng cô sau khi trận đấu bắt đầu đội vân an thái hồng đã chiếm thể chủ động trên sân cỏ bằng ưu thế áp đảo trương dương chẳng lạ lùng gì với đội vân an thái hồng năm đó chính trong trận đấu giữa đội này và đội bình hải đã xảy ra sự việc người hâm mộ lộn xộn tạo thành việc đổ khán đài từ đó làm lộ ra một loạt những việc không ai biết rất nhiều trọng tài vì ăn hối lộ mà đã bị bắt giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng Cao Dũng vào tù. Lúc đó ông chủ câu lạc bộ Thái Hồng là Triệu Quốc Lương cũng chết vì tai nạn xe ô tô sau đó không lâu, từ đó tạo thành ân thù giữa Trương Dương và Triệu Gia. Năm đó Thái Hồng bị giáng cấp, trải qua mấy năm, không những đã được phục hồi lại hạng B, mà còn phục hưng toàn diện, trong đợt đấu năm nay hiện đang đứng đầu bảng, dẫn trước hơn 9 điểm so với đội đứng thứ hai. Hiện tại đội Bắc Nguyên Long Dương đứng thứ bảy thực lực không thể nào so bì với đội Thái Hồng, nhưng hôm nay họ là đội chủ nhà, vì vậy vận động viên cũng hết sức cố gắng. Khi trận đấu đến phút thứ 40 của hiệp 1, đội Thái Hồng nắm cơ hội phản kích thành công, vào một quả đầu tiên. Tả Quốc Trung lúc này rõ ràng đã vào cầu, lớn tiếng hét, hậu vệ làm trò gì thế hả? Ngố rồi à, gã tức đến độ đứng hẳn dậy mắng, Lâm Tú cười kéo tay áo gã, bảo gã ngồi xuống, để tránh việc cản trở người phía sau xem bóng đá. Tạ Quốc Trung nói, chẳng hiểu ông huấn luyện viên đội Bắc Nguyên sắp xếp thế trận thế nào nữa, hôm nay chúng ta là đội chủ nhà mà vừa lên đã chỉ phòng thủ thế kia, trình độ dẫn đội kiểu gì không biết nữa. Hai ông tiền vệ đứng như khúc gỗ vậy, lâu thế rồi mà chẳng chạm vào bóng được mấy lần, đổi người. Mau đổi người đi. Lâm Tú không chịu nổi liền cười, Trương Dương và Sở Yên Nhiên cũng cười, câu này của Tạ Quốc Trung là muốn để cho con trai mình thay thế đây mà mặc dù bình thường gã động chút là mắng con trai mình nhưng người quan tâm đến con trai nhất chính là gã trước khi nghỉ giữa hiệp thái hồng đã kéo giãn khoảng cách thành hai không nhìn thấy điểm này tả quốc trung tức đến độ dậm chân liên hồi lâm tú nói anh thức gì cơ chứ mới được một hiệp thôi mà tả quốc trung nói đã dẫn trước đến hai quả rồi anh thấy hôm nay thế là xong rồi sở yên nhiên nói đợi một chút nói không chừng sau khi hiếu quân ra sân sẽ có sự thay đổi kia. Tạ Quốc Trung nhìn chằm chằm, nhưng hiệp tiếp theo huấn luyện viên vẫn dùng đội hình như vậy, có lẽ là vì đã chấp nhận thua cuộc, nhưng may mà mấy cầu thủ dự bị của đội Long Dương đã bắt đầu hoạt động bên cạnh sân đấu, ít nhất có thể nhìn thấy bóng dáng của tạ hiểu quân rồi. Thời gian qua đi rất nhanh, chớp mắt, hiệp thứ hai đã qua đến 10 phút, cuối cùng huấn luyện viên đã quyết định đổi người, lần này đổi liền một lúc hai người, đổi hết hai tiền vệ, từ đó có thể thấy rằng Huấn luyện viên không hề hài lòng với đám tiền vệ của đội này. Tạ Hiểu Quân cuối cùng đã được ra sân, trước khi ra sân, cậu ta còn quay người nhìn lên trên khán đài, Tạ Quốc trung hét lớn, con trai, cố lên nhé. Trương Dương cười, xem ra hai cha con nhà này chỉ là do không hay nói chuyện với nhau mà thôi. Mặc dù Tạ Hiểu Quân chẳng có chút thiên bẩm học võ gì, nhưng khi đá bóng lại rất linh hoạt, lần đầu tiên ra sân đã tạo nên một cơ hội hiếm có, nhưng có điều lại bị phá vỡ cùng với trận đấu đang được diễn ra tạ hiểu quân rất nhanh chóng đã cảm thấy được lợi ích từ cách hô hấp mà trương dương dạy cho cậu ta dùng cách hô hấp này có thể điều chỉnh thể lực một cách rất tốt tạ hiểu quân chạy đi chạy lại trên sân rất hăng say vì biết rằng người nhà và bạn bè đều đang xem hôm nay thái độ của tạ hiểu quân rất cố gắng nếu như ở trước kia việc chạy qua chạy lại cao độ thế này nhất định sẽ làm cho thể lực của cậu ta giảm sút nhanh chóng nhưng hôm nay sau khi xông lên mấy lần liên tiếp không hề cảm thấy mệt mỏi gì, Trương Đại Quan mặc dù cách sân đấu khá xa, nhưng cũng có thể nhận ra điều đó, tiểu tử này có lẽ đã lĩnh ngộ được cách hô hấp mà hắn dạy cho, và có thể phân phối thể lực một cách rất hữu hiệu, tốc độ hồi phục thể lực biến đổi vượt bậc so với trước đó. Cơ hội chuyển đổi thế cục xuất hiện ở phút thứ 30 của hiệp đấu thứ hai, Tạ Hiểu Quân nắm được cơ hội dẫn bóng, rồi dùng một cú đánh đầu tuyệt đẹp công phá cung thành của đội Thái Hồng, sân bóng ngay lập tức nhiệt liệt hẳn lên, người xúc động nhất phải nói đến Tạ Quốc Trung, gã đã là người hơn 40 tuổi, nhưng lại nhảy lên như một con ếch vậy, gã xúc động gào lên, con trai tôi, người đá vào là con trai tôi đấy. Tình yêu dành cho con trai, và sự vinh dự khi con trai mang đến vinh quang cho mình, thể hiện rất rõ ràng trên người của tạ quốc trung. Con trai giành được thành tựu, còn vui mừng hơn khi cha giành được thành tựu. Sau khi tạ hiểu quân công phá cung thành thành công, ngọn lửa trên sân lại được thắp lên một lần nữa, những người hâm mộ đội nhà hô hào cố lên rất lớn, có đám người còn tạo thành làn sóng ở trên khán đài. Vì Tạ Hiểu Quân công phá cung thành, nên sự xâm phạm của đội Thái Hồng nhằm vào gã tiền vệ trẻ tuổi này cũng không ngừng gia tăng, thấy con trai nhiều lần bị đá ngã, Lâm Tú gần như không thể nhìn tiếp được nữa, Tạ Quốc trung tức đến độ không ngừng chửi, "Mẹ kiếp. Phạm Quy, thẻ đỏ, thẻ đỏ đâu? Nếu như gã là trọng tài trên sân, có lẽ tất cả những cầu thủ xâm phạm đến con trai gã đều bị lĩnh thẻ đỏ hết." Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi chỉ còn một phút nữa thì kết thúc trận đấu, Tạ Hiểu Quân nắm vững cơ hội đột ngột xông pha, hậu vệ của đội Thái Hồng không còn cách nào, chỉ đành một lần nữa đá ngã cậu ta và vì thế bị lĩnh thẻ đỏ, còn bị phạt một quả penalty. Quả penalty này do Tạ Hiểu Quân đích thân thực hiện. Trước khi đá, cậu ta hướng mắt nhìn lên khán đài, nhìn thấy cha đứng ở trên khán đài, không biết đã mượn được ở đâu một lá cờ đỏ và đang cố hết sức vung cờ muốn gây sự chú ý cho con trai. Tạ Hiểu Quân đột nhiên đỏ vành mặt, cậu ta hít dài một hơi, rồi bước chân nhẹ nhàng đặt xuống, rồi xông về phía quả bóng, quả bóng nhanh chóng đá về phía thủ môn đội bạn theo một hình parabol, tất cả sân vận động như vỡ ra sau khi quả bóng đá vào lưới, tiếng hò reo, tiếng hét vang lên dữ dội. Tạ Hiểu Quân chạy điên cuồng về phía vị trí khán đài có cha đang đứng, rồi giơ tay phải ra với gã, hai ngón tay thể hiện chiến thắng giơ lên cao, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ cậu ta tự tin như vậy cuối cùng cậu ta đã thực sự chứng minh được bản thân trước mặt cha mình. Trong trận đấu lần này, Tạ Hiểu Quân đã đá vào được hai quả, trở thành anh hùng cứu vãn cho đội tuyển Long Dương. Trận đấu vừa kết thúc, tất cả các cầu thủ đều nhấc bổng cậu ta lên, rồi tung lên không chung. Trương Đại Quan cũng cảm thấy xúc động, lần thành công này của Tạ Hiểu Quân ít nhiều cũng có một chút công lao của hắn, là hắn đã dạy cho Tạ Hiểu Quân cách hô hấp, để thể lực của cậu ta có thể hồi phục trong thời gian ngắn như vậy trương đại quan thầm nghĩ ông đây không những giỏi làm quan mà nếu làm huấn luyện viên cũng là hàng đầu sau khi trận đấu kết thúc tạ hiểu quân đến ngoài sân tạ quốc trung xúc động rảo bước về phía con trai để lại những người khác ở đằng sau gã đấm lên vai con trai một nhát rồi giơ ngón tay cái ra với cậu ta được lắm không làm mất mặt cha con tạ hiểu quân nói cha cha còn phản đối con đi đá bóng không tạ quốc trung nói trừ phi con đồng ý tiếp tục học còn nữa trong mùa bóng lần này nhất định phải trở thành đá chủ lực. Tạ Quốc Trung đã đồng ý, nhưng bên Lâm Tú thì lại muốn thôi, cô ta đã nhìn thấy con trai bị đá ngã nhiều lần trên sân cỏ, giờ đây vẫn còn thương, liền nhẹ nhàng nói thôi, đá bóng nguy hiểm lắm. Một trận đấu đã làm cho thái độ của hai vợ chồng Tạ Quốc Trung hoàn toàn thay đổi, Tạ Quốc Trung nói, đá bóng vốn là môn thể thao dành cho đàn ông, môn thể thao nào mà không có nguy hiểm chứ. Đúng là phụ nữ, Lâm Tú nói, anh Trương Dương bước đến giảng hòa, tôi thấy tiền đồ của Hiểu Quân mở rộng lắm, cứ như thế này trở thành cầu thủ nổi tiếng thế giới cũng có khả năng. Tạ Hiểu Quân cũng biết tự lượng sức mình, xấu hổ cười nói, tôi có thể đá chủ lực ở đội tỉnh là mãn nguyện lắm rồi. Lúc này cầu thủ trong đội gọi Tạ Hiểu Quân đến để tham dự buổi họp báo sau trận đấu, vì cậu ta đã đá chúng hai quả, vì vậy trở thành nhân vật của báo giới. Tạ Hiểu Quân rời đi không lâu, thấy một đám người bước về phía này. Trương Dương nhận ra mấy người đứng đầu là ông chủ tập đoàn Thái Hồng Triệu Vĩnh Phú, bên phải ông ta là giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng, Cao Dũng, vốn dĩ Triệu Vĩnh Phú đến đây để xem trận đấu này, là vì hy vọng có thể giành một trận thắng trên sân khách, không ngờ cuối cùng lại là một kết quả hòa. Lâm Tú trước kia đã từng biết Triệu Vĩnh Phú, thấy Triệu Vĩnh Phú bước đến, liền cười nói, Tổng Giám Đốc Triệu, không ngờ ông cũng đến Tịnh An để đích thân kiểm tra trận đấu. Cô ta giới thiệu Triệu Vĩnh Phú cho chồng là Tạ Quốc Trung biết. Triệu Vĩnh Phú bắt tay với Tạ Quốc Trung rất nhiệt tình, "Tạ cục, không ngờ con trai anh lại xuất sắc như vậy, trận đấu vừa rồi tôi đã xem từ đầu đến cuối, Tạ Hiểu Quân nhất định sẽ là một minh tinh xuất sắc trong nền bóng đá tương lai." Tạ Quốc Trung khiêm nhường đáp, "Làm gì lợi hại được thế, chỉ là hôm nay phát huy quá sức mà thôi." Triệu Vĩnh Phú nói, "Hai vị đừng ngại suy nghĩ, để cho con trai đến đá trong thái hồng chúng tôi, đãi ngộ của chúng tôi nhất định tốt hơn bên này nhiều." Trương Dương đứng ở một bên, Triệu Tổng, ông lại bắt đầu kéo người tài rồi. Triệu Vĩnh Phú nhìn Trương Dương rồi cười điềm đạm, gặp mặt Trương Dương ở đây là điều y không ngờ tới. Lần này thể hiện của Triệu Vĩnh Phú đã độ lượng hơn trước kia nhiều rồi, y chủ động giơ tay ra với Trương Dương, Trương Đại Quan cũng rất độ lượng với Triệu Vĩnh Phú, mặc dù trước kia Triệu Vĩnh Phú từng nhắm vào hắn, nhưng dù sao người ta cũng đã mất con trai, mặc dù Triệu Quốc Lương không phải là do Trương Dương hại chết, nhưng chiếc xe đâm chết gã lại là xe của Trương Dương. Trương Dương bắt tay với Triệu Vĩnh Phú, Triệu Vĩnh Phú nói chủ nhiệm Trương làm việc rất tốt ở Đông Giang, không ngờ anh lại cũng có hứng thú lớn đến vậy với bóng đá. Trương 1211, mong con trưởng thành ba. Trương Dương nói, tôi đến cho vui thôi, chứ không phải đến chỉ để xem bóng đá. Triệu Vĩnh Phúc gật gật đầu, ánh mắt nhìn sang sở yên nhiên, Lâm Tú giới thiệu, vị này là tổng giám tốc tập đoàn Bối Ninh ở Mỹ, sở tiểu thư. Sở yên nhiên mỉm cười giơ tay ra, rồi bắt tay với Triệu Vĩnh Phúc, đã nghe danh của Tổng Giám Đốc Triệu đã lao ao, Thái hông luôn là một tấm gương cho các doanh nghiệp. Triệu Vĩnh Phúc cười nói, tôi mới là đã nghe danh tập đoàn Bối Ninh đã lâu, hy vọng về sau chúng ta có cơ hội hợp tác. Sau khi hai bên chia tay, Sở Yên Nhiên nhận ra giữa Trương Dương và Triệu Vĩnh Phúc không được hòa hợp lắm, sau khi hỏi, mới biết rằng trước kia Trương Dương và Triệu Gia đã từng có hiểm khích với nhau. Sở Yên Nhiên nói, đã như vậy, thì em sẽ chẳng hợp tác với ông ta đâu. Trương Dương cười nói, chuyện giữa anh và ông ấy không liên quan gì đến việc làm ăn của em. Sở Yên Nhiên nói, em chẳng thèm, tóm lại là ai đắc tội với anh thì có nghĩa là đắc tội với Sở Yên Nhiên em. Trương Đại Quan nắm lấy tay của Sở Yên Nhiên, được một người vợ như vậy thì còn gì bằng. Trương Dương và Sở Yên Nhiên rời khỏi tỉnh Anh vào buổi sáng ngày thứ hai, Magare đã không muốn đến Đông Giang, thì hai người họ cũng thay đổi tuyến đường, họ đi qua hình sơn, từ núi Thanh Đài đến Xuân Dương, nhân tiện đến đó thăm mẹ của Trương Dương, rồi sau đó mới về Đông Giang. Trương Dương cũng thể hiện sự đồng tình với đó, thật ra trong lòng sở yên nhiên là muốn đến thăm núi Thanh Đài, để nhắc lại những ngày tháng cũ của họ. Hoàng hôn ngày hôm đó, Trương Đại Quan lái chiếc xe Hammer đã xuất hiện trên đường núi của núi Thanh Đài, trở lại trốn xưa, sở yên nhiên hát lên nhẹ nhẹ, Trương Dương đột nhiên đi chậm lại, nha đầu, em còn nhớ chỗ này không? Sở yên nhiên đương nhiên vẫn nhớ, ở đây là chỗ ngoặt gấp của Hắc Sơn Tử, trước kia vì cô lái xe nhanh ở chỗ này, không cẩn thận rơi xuống vách núi, vừa vặn đúng lúc Trương Dương đến đây cứu cô, những chuyện đã qua rõ ràng như vừa mới ngày hôm qua vậy, chớp mắt đã qua 4 năm, dần dần họ trở nên trưởng thành hơn, nhưng không thay đổi tình cảm giữa họ. Sở yên nhiên nắm lấy tay Trương Dương, dựa vào vai của hắn, rồi nhẹ nhàng nói, nếu như buổi tối hôm đó không gặp được anh, thì có lẽ em đã chết từ lâu rồi. Trương Dương nói, cũng còn một khả năng nữa là sẽ có một người trong núi đến cứu em, rồi em rơi vào tình yêu xét đánh với anh ta, giờ đây em đã trở thành bà vợ trong núi. Sở Yên Nhiên nói, anh chính là người miền núi, với em, anh luôn luôn là anh chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình của Hắc Sơn Tử. Trương Đại Quan chỉnh lại, chủ nhiệm tạm thời thôi. Nghĩ lại cảnh tượng lúc ban đầu, trong lòng hai người đột nhiên trở nên ấm áp lạ kỳ, sở yên nhiên nói thật là muốn đến nơi anh đã từng chiến đấu với cuộc sống trước kia trương dương cười nói được thôi hắn lái xe đến hương hắc sơn tử giờ đây hương hắc sơn tử đã vì mở rộng ngành khai thác du lịch mà trở thành một trong những hương có trình độ kinh tế cao nhất con đường gập gành trước kia giờ đã được sửa thành con đường nhựa bằng phẳng hai bên đường không ít những tòa nhà cao tầng hầu như tất cả số đó đều là khách sạn vì là mùa đông đang không đúng mùa du lịch nên du khách đến đây không nhiều trên đường khá vắng vẻ, cánh cửa lớn của Hương phủ cũng đã được sửa chữa lại, tòa nhà Hương phủ xấu xí trước đó giờ đây đã được xây dựng lại, hiện tại, Hắc Sơn Tử đã trở nên xa lạ với họ rồi. Chiếc xe Hummer này của Trương Dương rất thu hút ánh nhìn, nên đã hấp dẫn không ít sự chú ý của người dân nơi đây, có người còn đứng ra ngoài đường vẫy vẫy tay với họ, đây không phải là vì có người nhận ra Trương Dương, mà là họ muốn gọi khách mà thôi. Thấy Hắc Sơn Tử phát triển như vậy, Trương Đại Quan mặc dù rất vui mừng nhưng cũng lộ ra một chút thất vọng. Hai người không ở lại chơi hát sơn tử, mà là đi thẳng về Xuân Dương. Vì Trương Dương không gọi điện cho người nhà tước, vì vậy sự xuất hiện của hắn và sở yên nhiên đã làm cho người nhà vô cùng ngạc nhiên vui mừng. Từ lập hoa cũng mới từ Đông Giang về không được bao lâu, gần đây đang bận rộn chăm con cho hai vợ chồng Triệu Lập Quân và Du Mỹ Liên. Triệu Lập Quân và Du Mỹ Liên từ sau khi sinh xong con, đã dọn nhà đến đây ở, đó chính là cái gọi là ăn không ngồi rồi. Khi Trương Dương và Sở Yên Nhiên đến đây, từ lập hoa đang ở đó dỗ cháu, thấy Trương Dương và Sở Yên Nhiên bước vào, cảm động đến nỗi vội vàng bế đứa bé nhét vào trong tay triệu thiết sinh. Từ lập hoa không phải xúc động vì con trai, mấy ngày trước họ còn gặp mặt ở Đông Giang, còn chưa nhớ đến mức độ đó, bà là vì Sở Yên Nhiên đã về, con dâu tương lai đã từ Mỹ về rồi, Sở Yên Nhiên ngọt ngào gọi một tiếng gì, từ lập hoa nắm lấy tay của Sở Yên Nhiên, càng nhìn càng cảm thấy thích, thật ra trước kia bà không thích Sở Yên Nhiên đến mức độ này, thậm chí có thể nói, trong lòng bà còn thích Hà Hâm Nhan xuất thân vi hàn hơn một chút, nhưng từ khi bà và Triệu Thiết Sinh đến Đông Giang gặp mặt cha mẹ Đinh Triệu Dũng, rồi vừa vặn gặp Tống Hoài Minh, vì sự hiền hòa của Tống Hoài Minh, đã sinh ra thiện cảm với Sở Yên Nhiên, Từ Lập Hoa nắm lấy tay Sở Yên Nhiên và nói: "Yên Nhiên, cháu về từ khi nào thế?" Cháu cũng chẳng nói một tiếng. "Mau lên, bên ngoài lạnh lắm." mau vào nhà ngồi đi. Trương Dương cầm một chiếc túi bước vào trong. Triệu Lập Quân và Du Mỹ Liên cũng đã xuất hiện, Du Mỹ Liên ngay lập tức đã để ý đến chiếc túi trong tay Trương Dương, đang nghĩ xem trong đó rốt cuộc là có quả gì. Triệu Lập Quân thấy em về, cũng rất vui, mở miệng cười. Triệu Thiết Sinh ôm đứa trẻ bước đến, sở so yên nhiên biết rằng đây là con trai của anh cả chị dâu cả, nên đã chuẩn bị hồng bao từ trước, cô rất hào phóng, trong hồng bao này có 2.000 đô la Mỹ, Thật ra cô còn muốn cho nhiều hơn một chút, nhưng Trương Dương khăng khăng không nên cho quá nhiều, để đỡ làm hư hai vợ chồng Triệu Lập Quân, người chị dâu Du Mỹ Liên kia đã để lại ấn tượng không tốt cho Trương Dương, quá hám của. Mặc dù Hồng bao cho đứa trẻ, nhưng cuối cùng vẫn là đưa cho Du Mỹ Liên cất đi, sự hám của của Du Mỹ Liên ngay lập tức đã được biểu lộ ra, cô ta đã mở ngay hồng bao trước mặt Sở Yên Nhiên, nhìn 20 tờ 100 đô la Mỹ, cô ta hơi ngớ người, dù sao thì cũng chưa từng nhìn thấy thế giới Cô ta hy vọng rằng ở bên trọng sẽ có nhân dân tệ, nhưng loại tiền này cô ta lại không biết. Trương Dương sợ rằng cô ta lại gây ra trò cười, liền vội vàng nói với cô ta, "Chị dâu, đây là quà gặp mặt yên nhiên cho cháu, là USD đó, chị đừng tưởng đó là nhân dân tệ." "Đô la à?" Mắt Du Mỹ liền chớp chớp, ngay lập tức đã chuyển thái độ, "Yên nhiên à, em xem em khách sáo quá, em đến đây, chị nên tặng em quà gặp mặt mới đúng, sao em lại khách sáo vậy chứ?" sở yên nhiên cười nói, chị à, lần đầu tiên em gặp cháu, đương nhiên phải tặng quà gặp mặt rồi. Dù Mỹ liên gật đầu lia lịa cũng phải, em là cô ruột của Long Long chúng ta mà. Vậy thì chị không khách sáo nữa, chị thay mặt Long Long nhận nhé. Sở yên nhiên nghe cô ta nói vậy, mặt hơi đỏ. Dù Mỹ liên thật sự ngưỡng mộ với cô em tương lai này, biết rằng sở yên nhiên đang kinh doanh một công ty ở nước ngoài, cha còn là tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải, với một người thân như vậy, cô ta không dám đắc tội, ngoài miệng cũng nói vô cùng ngọt ngào, yên nhiên à, em vẫn chưa ăn cơm đúng không? Để chị đi nấu cơm cho em nhé. Cha chồng Triệu Thiết Sinh liền nói vào một câu, cơm của cô nấu mà cũng ăn được ấy à? Một câu nói đã làm cho Du Mỹ liên tức đến độ đỏ mặt, nếu không phải trong nhà có khách quý, thì cô ta nhất định phải cãi lại mấy câu. Triệu Thiết Sinh giao đứa trẻ cho cô ta rồi nói, cô chăm cháu đi, để tôi và mẹ cô đi nấu cơm sở yên nhiên nói chú triệu chú đừng làm nữa để cháu dùng gì đi nấu cơm triệu thiết sinh cũng rất thân thiết với sở yên nhiên yên nhiên cháu là khách quý của nhà ta làm sao để cháu nấu cơm được chứ cháu và trương dương ngồi nghỉ đi ta và mẹ con đi nấu cơm triệu thiết sinh nói nhầm mất rồi sở yên nhiên ngày càng đỏ mặt từ lập hoa trừng mắt với y trách y nói năng linh tinh mặc dù sở yên nhiên và trương dương đã đính hôn nhưng dù sao thì vẫn chưa kết hôn chưa thay đổi cách xưng hô Trương Dương cười nói, mẹ, vậy thì con ngồi nghỉ nhé. Du Mỹ Liên kéo Sở yên nhiên ngồi xuống ghế sofa, thật là sự nhiệt tình khó thấy, hỏi này hỏi nọ, thật ra thứ cô ta để ý đến không phải là Sở yên nhiên, mà là những món quà mà cô ấy mang về từ Mỹ. Lúc này, đứa trẻ lại khóc lên, Triệu Lập Quân gọi Du Mỹ Liên về phòng cho cháu ăn, Du Mỹ Liên chỉ có thể trở về, hai vợ chồng vào phòng, Du Mỹ Liên trừng mắt với Triệu Lập Quân, gọi, gọi gọi, cái gì anh cũng phải gọi em làm anh không tự làm được à? Triệu lập quân cười đau khổ nói, cho con ăn cơm mà, anh đâu có thứ đó chứ. Du Mỹ quân mở áo vừa cho con bú vừa nói, lập quân, 2.000 đô la Mỹ là bao nhiêu nhân dân tệ? Triệu lập quân nói, hơn 10.000. Hơn 10.000, mặt Xu Mỹ liên liền trở nên vui vẻ, lập quân à, cô ấy thật là có tiền, anh nói xem, lần đầu gặp mặt đã cho con chúng ta nhiều như vậy, liệu có mang chút quà gì cho chúng ta không? Triệu thiết sinh nghe thấy vậy liền trao trao mày nói, này, em ăn nói kiểu gì vậy chứ? Em trai anh dẫn vợ chưa cưới đến thăm nhà chính thức, em đừng có chỉ nghĩ đến đồ đạc của người ta. Hừ, anh còn giả vờ giả vịt, em để ý đến đồ của người ta, ai bảo anh không có bản lĩnh cơ chứ? Nếu như anh có bản lĩnh, thì anh đi kiếm chút tiền về đây đi. Triệu lập quân trừng mắt với cô ta, chán chẳng muốn để ý đến em. Trường 1212, làm ấm giường một triệu lập vũ nghe em trai về cũng vội vàng về nhà gần đây gã đã tự mở một khách sạn việc làm ăn cũng không tồi còn dùng được cả điện thoại di động nữa người cùng về với gã là một cô gái son phấn sặc sỡ là bạn gái mới của gã thiệu vĩnh hồng trương dương càng nhìn càng thấy cô gái này phong trần từ lập hoa nhìn thấy triệu lập vũ lại dấp thiệu vĩnh hồng đến trong lòng cảm thấy không vui nhưng hôm nay sở yên nhiên đến bà cũng không tiện nói gì triệu gia khó có cơ hội tụ tập đầy đủ như vậy tối nay chỉ có triệu tĩnh là không đế, cả nhà ngồi vào phòng khách, từ lập vũ giới thiệu thiện vĩnh hồng cho Trương Dương và sở yên nhiên. Triệu thiết sinh đều không hài lòng lắm về chuyện tình cảm của hai người con ruột, sau khi mọi người ngồi vào bàn, y vẫn tỏ ra phong thái của người đứng đầu, cầm cốc rượu lên rồi nói, hôm nay con trai bà đã dẫn yên nhiên về đây, đầu tiên chúng ta biểu thị sự hoan nghênh đối với yên nhiên, đến đây rồi thì đây chính là nhà của cháu, cháu đừng khách sáo. Sở yên nhiên cười gật đầu, du mỹ liên phụ họa theo nào chúng ta cùng cạn ly hoan nghênh thành viên mới của triệu gia chúng ta trương dương cười nói chị dâu à chị đúng là biết dùng từ du Dù mỹ liên đắc ý cười nói còn gì nữa tôi làm công việc tuyên truyền ở đơn vị kia mà trương dương cũng uống hết cốc rượu rồi thuận miệng hỏi một câu đơn vị nào thế du mỹ liên nói xưởng bình bảo ôn em ba tôi còn đang muốn nói với cậu kia, cậu xem có thể giúp tôi nói với huyện một chút không để điều tôi đến bộ tuyên truyền huyện ủy có được không? Trương Đại quan thầm nói, chị đúng là không biết trời cao đất dày gì, tố chất của chị mà cũng muốn làm quan sao? Trương Dương chưa kịp trả lời, Triệu Thiết Sinh đã giành nói trước, con ba vừa mới về, sao cô đã lắm chuyện vậy nhỉ? Cô tưởng rằng làm cán bộ dễ như vậy à? Đừng để cho con trai ba phạm lỗi lầm. Dù Mỹ liên khá phản cảm với ông bố chồng này, liền trợn mắt xì. Con chẳng qua chỉ là thuận miệng thì hỏi thế thôi, ai mà không biết em ba làm quan to trên tỉnh, còn cha của Yên Nhiên lại là tỉnh trường tỉnh Bình Hải chúng ta. Từ lập hoa nói, thì có liên quan gì đến con chứ? Bình thường bà rất ít khi nói, nên vừa nói câu này đã làm cho Du Mỹ liên ngậm tâm. Trương đại quan hơi ngần ngại nhìn sang sở Yên Nhiên, sở Yên Nhiên mỉm cười nhìn hắn, bàn tay dưới bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Dương, an ủi hắn đừng lo. Sở Yên Nhiên không cảm thấy mấy phản cảm với sự hám của của Du Mỹ Liên, từ nhỏ cô đã lớn lên bên cạnh ông ngoại, mặc dù ông ngoại làm rất tốt, nhưng vẫn chưa từng sống trong không khí gia đình thế này, thấy một gia đình cãi nhau thế này cô cảm thấy rất thân thiết. Triệu Lập Vũ và Thiệu Vĩnh Hồng cầm cốc rượu lên kính Trương Dương và sợ yên nhiên. Từ Lập Vũ nói, yên nhiên, lần này đến Xuân Dương rồi thì ở lại chơi thêm mấy ngày đi, chị Vĩnh Hồng của em mở một trung tâm thẩm mỹ, muốn làm tóc hay bất cứ cái gì, cứ đến mà hỏi chị ấy. Trương Đại Quan thầm cười trong bụng, có đánh chết Sở Yên Nhiên, cô ấy cũng sẽ không đến đó để làm đẹp. Sở Yên Nhiên lại cười rất ôn hòa, "Được thôi, có điều, ngày mai chúng em còn phải về Đông Giang ngay, em đã bảo với cha rồi." Cả gia đình nói chuyện rất rôm rả, Triệu Thiết Sinh và Từ Lập Hoa rõ ràng là rất yêu quý Sở Yên Nhiên, sau khi ăn cơm tối xong, Từ Lập Hoa đã đưa một hồng bao cho Sở Yên Nhiên, mắt của Du Mỹ Liên khá tinh, nhìn từ độ dày của hồng bao đã đoán được bên trong có lẽ phải có 10.000 tệ. Triệu Thiết Sinh và Từ Lập Hoa chẳng có bao nhiêu tiền, số tiền này cũng đều là bình thường Trương Dương gửi cho họ, mà hai người họ không nỡ tiêu, thầm tích góp lại. Sở Yên Nhiên lần đầu tiên đến chơi, mặc dù Sở Yên Nhiên có tiền, nhưng là cha mẹ của Trương Dương, họ không thể nào kiệt sỉ, càng không thể nào để gia đình thông ra coi thường. Sở Yên Nhiên nói: "Dì ơi, không cần đâu, cháu thật sự không cần mà." Từ Lập Hoa kiên quyết nói: "Yên Nhiên, cháu phải cầm lấy, đây là quà gặp mặt." Du Mỹ Liên cũng xông đến, vội vàng rúi hồng bao cho sở yên nhiên, thật ra là Du Mỹ Liên đến để nắm vào hồng bao, để chắc chắn xem bên trong có phải là 10.000 tệ thật hay không. Du Mỹ Liên nói, yên nhiên à, mẹ quý em như vậy, em nhất định phải nhận lấy, đây là quà gặp mặt mà. Trong lòng cô ta đương nhiên chẳng vui vẻ gì, cô ta nghĩ đến lần đầu mình tới triệu gia, quà gặp mặt cho cô ta mới 1.000 tệ, nhưng khi đến lượt trương dương, giá trị đã tăng gấp 10 lần, cô ta nghĩ đều là con dâu triệu gia, mà sao đối xử lại khác biệt đến vậy. Thật ra, nếu nói tuổi thân, thì Thiệu Vĩnh Hồng càng tuổi thân hơn mới phải, đây cũng là lần đầu tiên cô ta đến đây chơi, sở yên nhiên đã có được một hồng bao dày, nhưng nhìn bản thân cô ta xem, hai vợ chồng triệu thiết sinh còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt cô ta nữa. Đây không phải là vì triệu thiết sinh và từ lập hoa su nịnh, nguyên nhân đều là do cô ta cả, cô ta cũng là con cháu trong xưởng máy nông nghiệp, bình thường thanh danh không tốt lắm, khi còn trẻ đã xông pha xã hội, trong mắt nhiều người, cô ta không phải là một cô gái tử tế. Có điều, thái độ khó chịu của Du Mỹ Liên và Từ Lập Hoa rất nhanh đã bay biến mất, vì Sở Yên Nhiên lấy quà ra tặng cho mọi người, gần như mỗi người đều có phần cả, có đồng hồ, túi hàng hiệu, đồ mỹ phẩm, mỗi người đều có phần hết. Thiệu Vĩnh Hồng cũng đã có một bộ đồ mỹ phẩm hàng hiệu. Du Mỹ Liên và Thiệu Vĩnh Hồng thấy Sở Yên Nhiên hào phóng vây, chút ghen tị vừa rồi ngay lập tức biến đi đâu mất họ thật sự không thể nào so sánh được với sở yên nhiên, người ta xinh xắn, ra thế lại tốt, bản thân còn có nhiều tiền như vậy, người con dâu thế này, ai mà không thích chứ. Hôm nay dù Mỹ liên thu hoạch được rất lớn, không những có được 2.000 đô la, còn có được một chiếc đồng hồ thụy sĩ, một chiếc túi sách hàng hiệu, vì vậy thái độ của cô ta với sở yên nhiên cũng rất thân thiết, vội vàng chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho sở yên nhiên và Trương Dương. Mặc dù Trương Dương không ở nhà, nhưng phòng của hắn vẫn ở đó, Triệu tính thì không được may mắn như vậy, sau khi Du Mỹ Liên và Từ Lập Quân chuyển đến, đã trưng dụng phòng của cô ấy rồi, Du Mỹ Liên khá kỵ Trương Dương, không những vì chức quan của Trương Dương, mà còn vì trước kia Trương Dương đã thẳng tay tát vào mặt cô ta một nhát. Khi Từ Lập Hoa đi chuẩn bị phòng nghỉ, bà hơi do dự, liền nói với Du Mỹ Liên, Mỹ Liên, con thu dọn như vậy, buổi tối, con ba và Yên Nhiên cùng ngủ với nhau sao? Chúng nó còn chưa chính thức kết hôn kia mà. Dù Mỹ liên nói, mẹ ơi, sao mẹ lại phong kiến thế? Giờ đã là thời đại nào rồi? Họ chẳng phải đã đính hôn rồi sao? Lâu lắm với về nhà, mẹ còn chuẩn bị để họ ngủ ở hai phòng riêng à? Từ lập hoa nói, nhưng... Dù Mỹ liên nói, không có gì mà nhưng nhị cả đâu mẹ, thanh niên bây giờ phóng khoáng lắm. Từ lập hoa thầm nói, con nghĩ ai cũng như con sao, nhưng câu này bà không dám nói ra, sợ đắc tội với cô con dâu khó tính của mình. Du Mỹ Liên nói, hơn nữa, nhà ta cũng chẳng còn phòng thừa rồi, mẹ không để cho hai đứa ngủ với nhau, thì chỉ có thể ra ngoài ngủ khách sạn thôi, vậy chẳng phải là càng không lịch sự hơn hay sao?" Từ Lập Hoa nghĩ một lát, đúng là chỉ có thể như vậy thật. Có điều việc này chẳng ai nhắc đến, đến khi buổi tối đi nghỉ ngơi, Sở Yên Nhiên mới biết rằng, cô và Trương Dương tối nay ngủ cùng một phòng với nhau, nếu như là ở ngoài, cô nhất định không cảm thấy gì, nhưng đây là ở nhà Trương Dương sở yên nhiên đương nhiên cảm thấy khó xử cô nói nhỏ với trương dương này thế này không hay lắm nhỉ chúng ta vẫn chưa kết hôn mà trương đại quan cười nói có gì mà không hay chứ nhà anh cũng chẳng còn phòng nào nữa rồi trời lạnh thế này em bảo anh đi đâu mà ngủ một mình bây giờ sở yên nhiên đỏ mặt nói chúng ta ngủ cùng với nhau mọi người liệu có cảm thấy tự do quá không trương dương nói làm gì mà phải nghĩ nhiều đến thế chứ nhà đầu bốn năm trước chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi mà sở yên nhiên ngại ngùng nói anh chỉ biết nói vớ vẩn thôi trương đại quan nói không thừa nhận rồi sao lúc đầu ai ngủ cùng với anh cả đêm ở trong chuồng ngựa thế nghĩ đến chuyện đã qua sở yên nhiên liền cười khúc khích trong lòng cảm thấy rất ấm áp hai người nói chuyện một lúc trong phòng khác thấy những phòng khác đều đã tắt đèn trương dương nói nếu như em thật sự cảm thấy không tiện thì để anh ngủ ở phòng khách một đêm Sở yên nhiên cắn cắn môi nói, ngủ cùng với nhau thì được, nhưng anh không được ức hiếp em. Trương đại quan hùng hồn thề, anh yêu em còn không kịp nữa là, làm sao nỡ ức hiếp em chứ? Sở yên nhiên cuối cùng đã khắc phục được trở ngại tâm lý, cùng Trương Dương vào phòng của hắn. Cuối tháng 12, Xuân Dương đã rất lạnh, điều hòa trong phòng đã bật, nhiệt độ trong phòng cũng tạm tạm. Hai người tắm rửa xong, ngồi lên mạn giường, em nhìn anh, anh nhìn em, đột nhiên cùng cười lên, sở yên nhiên ngước đầu nhìn trương dương rồi nói anh ấy à bao nhiêu năm nay rồi mà hình như anh chẳng thay đổi gì cả trương dương nói em thay đổi rồi em đã ngày càng nữ tính hơn và cũng dịu dàng hơn rồi sở yên nhiên nói còn miệng anh thì ngày càng ngọt hơn ngày càng biết dỗ dành người khác hơn rồi em coi như là đã bị anh lừa thê thảm trương dương nói chúng ta lên giường nói chuyện nhé sở yên nhiên gật đầu rồi nói anh đi tắt đèn đi trương dương đứng dậy đi tắt đèn cùng lúc đó sở yên nhiên đã chui tọt vào chăn rồi trương đại quan cởi quần áo chỉ còn lại một bộ áo may ô rồi chui vào trong thì phát hiện ra sở yên nhiên vẫn ăn mặc đàng hoàng trương dương liền cười sở yên nhiên nói anh cười cái gì trương dương nói em mặc nhiều quần áo thế này làm gì sở yên nhiên nói đề phòng thôi với anh em càng phải đề phòng anh là chồng chưa cưới của em em đề phòng anh làm gì chứ nhà đầu những việc anh đã hứa với em nhất định sẽ không hối hận đâu trời lạnh thế này em nói xem chúng ta có nên làm ấm cho nhau một chút bằng nhiệt độ cơ thể của mình không trương đại quan dần xích lại gần cơ thể cô ấy sở yên nhiên trốn vào trong cuộn người vào trong chăn rồi nói nhỏ anh tránh xa em ra nhé đừng tưởng em không biết anh định làm gì nhà đầu à em rốt cuộc coi anh là chồng chưa cưới hay coi anh là một tên lưu manh vậy sở yên nhiên chịu không nổi liền cười cô nhẹ nhàng nói cả hai đều đúng cả anh vừa là một người chồng chưa cưới vừa là một tên đại lưu manh trương đại quan nói làm gì có ai như em chứ ít nhất thì anh cũng là một cán bộ quốc gia em đang vu oan giá họa đang hạ thấp giá trị bản thân anh trong bóng đêm nghe thấy tiếng thì thầm sở yên nhiên đã cởi áo ngoài và vẫn cuộn mình ở đó tay trương dương thử đặt lên vai cô ấy cảm thấy cơ thể cô ấy rất nóng trương dương nói đến mùa đông mới phát hiện ra có người giúp anh làm ấp giường thật là hạnh phúc quá. Sở Yên Nhiên nằm lên tay Trương Dương, cô cảm thấy lòng mình ấm áp thanh thản lạ kỳ. Cô nói nhỏ đừng nghịch nữa, anh ngủ ngoan đi. Trương Đại Quan gật gật đầu, rồi dựa về đằng trước, cơ thể hai người càng sát lại gần nhau hơn. Hắn hôn lên tai của Sở Yên Nhiên, cái đó hai chúng ta có nên. Người như anh lúc nào cũng muốn được voi đòi tiên, khi Sở Yên Nhiên nói câu này cô đã cảm nhận được một chỗ nào đó trên cơ thể Trương Dương đã đang gây áp lực ngày càng lớn lên người cô. Cô hơi căng thẳng cuộn cơ thể thành một đám, Trương Dương nói nhỏ, nha đầu, cái đó. Trương 1213, làm ấm giường 2. Hắn nghe thấy tiếng thở đều đều trầm chậm, chậm, của sở yên nhiên, giả vờ ngủ ư. Đối diện với sở yên nhiên, đối diện với vị vợ chưa cưới này của mình, Trương Đại Quan chợt cảm thấy do dự, tay hắn nhẹ nhàng cho vào trong áo lót của sở yên nhiên, Sờ vào da thịt mềm mại của cô ấy, hai tay của Trương Dương cuối cùng đã chạm đến chỗ cao nhất trên ngực cô ấy, Sở Yên Nhiên đang ngủ giờ đây cũng thở gấp hơn rõ rệt. Cô tóm lấy tay Trương Dương qua lớp áo, rồi nói nhỏ, "Không được động đậy linh tinh." Trương Dương nắm lấy hai quả mềm mại ấm áp, rồi thấp giọng nói, "Em nói xem, chúng ta có nên?" Sở Yên Nhiên ngáp một hơi rồi nói, "Em mệt rồi, ngoan đi nào, đừng nghịch nữa, em thật sự phải ngủ rồi, anh đã nói anh sẽ không ức hiếp em, em tin anh." vậy thì em bảo anh làm gì giúp em làm ấm giường sở yên nhiên quay người vùi đầu vào ngực trương dương và ngủ thật trương đại quan ôm lấy cơ thể của sở yên nhiên thấp giọng tự nói với mình giúp em làm ấm giường ngay cả bản thân anh còn không tin tưởng chính anh nhìn sở yên nhiên đang ngủ say bờ môi trương dương nở ra một nụ cười mãn nguyện lúc này cảnh giới của trương đại quan đột ngột dâng cao hắn đã bỏ qua suy nghĩ lúc đầu nhà đầu này rõ ràng là đang thử thách hắn Trương đại quan rất tỉnh táo, nếu như hắn đòi, thì Yên Nhiên nhất định sẽ không từ chối, nhưng hắn đã đợi đến 4 năm, thì hà tất gì phải để ý đến buổi tối hôm nay. Buổi sáng, Sở Yên Nhiên dậy rất sớm, nghe thấy tiếng ngáy ngọt ngọt của Trương Dương, có thể cô hơi động đậy, thì chạm vào đúng bộ phận đang ngóc lên của tên này, mặt cô hơi đỏ, cô bỏ dậy, mặc quần áo cẩn thận, rồi đi ra ngoài. Trương đại quan mắt nhắm mắt mở, thấy cơ thể yêu kiều của Sở Yên Nhiên, liền thầm nghĩ, thử thách anh sao? Anh đây là một đảng viên, ý chí cách mạng còn bền hơn vàng. Từ Lập Hoa là người dậy sớm nhất, đang chuẩn bị nấu bữa sáng trong bếp, sau khi Sở Yên Nhiên đánh răng rửa mặt xong, cô bước đến rồi gọi một tiếng dì ơi. Từ Lập Hoa mỉm cười nhìn Yên Nhiên, "Yên Nhiên, sao cháu dậy sớm vậy?" Một câu nói tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại làm cho Sở Yên Nhiên càng đỏ mặt hơn. Sở Yên Nhiên nói, "Dì ơi, để cháu giúp dì làm cơm." Từ lập hoa mỉm cười gật đầu, bà bắt đầu làm bánh chẻo, sở yên nhiên đứng một bên giúp đỡ. Từ lập hoa vừa nấu cơm vừa kể những chuyện của Trương Dương hồi còn nhỏ cho cô ấy nghe, sở yên nhiên nghe rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại cười khanh khách. Từ lập hoa nói đầy cảm thán, con trai ba từ nhỏ đã mệnh khổ rồi, có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào sự nỗ lực của chính bản thân nó, người làm mẹ như gì chẳng có bản lĩnh gì, chẳng giúp gì được cho nó hết. Sở yên nhiên lắc lắc đầu nói, dì ơi, dì đừng nói vậy nếu như không có gì yêu thương chăm sóc anh ấy nhiều năm như vậy thì anh ấy cũng sẽ không có được những thành tích đến thế từ nhỏ cháu đã mất mẹ cháu biết rằng mùi vị của việc thiếu tình mẹ là thế nào từ lập hoa đau lòng nhìn sở yên nhiên rồi nhẹ nhàng nói yên nhiên về sau cháu cứ coi ta là mẹ của cháu sở yên nhiên vì câu này của từ lập hoa mà vành mắt hơi đỏ cô nhẹ nhàng gật gật đầu một lúc sau mới nói nhỏ mẹ ơi ừm uhm. Từ lập hoa xúc động nắm lấy tay của sở yên nhiên. Ôi cha, mới không gặp một lúc mà đã gọi cả là mẹ rồi. Dù Mỹ Liên không biết đi vào từ bao giờ, sở yên nhiên xấu hổ đến độ mặt đỏ bừng. Từ lập hoa trừng mắt nhìn Du Mỹ Liên, Mỹ Liên, con đừng nói linh tinh. Du Mỹ Liên cười khanh khách, vốn dĩ đã nên gọi là mẹ rồi, tối qua chẳng phải mẹ đã cho cô ấy tiền để thay đổi xưng hô rồi sao. Câu này nói đầy chua chát, nghĩ đến 10.000 tệ đó, đây không phải là thứ mà cô ta được hưởng. Từ lập hoa nói với sở yên nhiên, yên nhiên, cháu kể chị ấy, bà chị này của cháu, nghĩ gì nói nấy, miệng chẳng giữ được chuyện gì. Sở yên nhiên cười. Du Mỹ liên nói, yên nhiên, mẹ chúng ta yêu em nhất đấy, về sau sau khi đã chính thức vào nhà này, chắc chắn chị bị ra rìa rồi. Sở yên nhiên nói, chị à, sao lại thế được, vừa nãy mẹ còn khen chị với em rằng chị nhanh nhẹn tháo vát, rất tốt bụng hiền thục nữa kìa. Từ lập hoa không nói như vậy, câu này của sở yên nhiên rõ ràng đã thể hiện rằng cô ấy rất biết cách ăn nói. Từ lập hoa ngày càng thích người con dâu này, dù Mỹ liên nghe thấy sở yên nhiên nói vậy, liền cười khanh khách, yên nhiên, em đừng lừa chị, mẹ không bao giờ khen chị như vậy đâu. Từ lập hoa nói, vừa sáng ra đã đến đây ăn nói lung tung rồi, Mỹ liên, mau giúp mẹ hấp cơm, gọi mọi người dậy ăn sáng đi. Trương Dương vốn tưởng rằng, sở yên nhiên sẽ không thích ứng được với gia đình này của hắn, nhưng thấy sở yên nhiên sống rất hài hòa với tất cả mọi người. Hắn rõ ràng cảm thấy rằng trong thời gian sở yên nhiên rời đi này, cô đã trở nên trưởng thành rất nhiều, không tùy tiện như trước kia nữa, cô đã biết cách làm thế nào để giữ được đại cục, biết cách suy nghĩ cho người khác. Dù là ăn cơm, nhưng cái miệng của Du Mỹ Liên vẫn hoạt động đủ công suất, đúng rồi, yên nhiên, bao giờ thì em và Trương Dương định kết hôn chính thức vậy. Một miếng cơm Trương Dương vừa nuốt vào miệng, ngay lập tức bị câu này làm cho suýt nghẹn sở yên nhiên nói em không biết em nghe theo anh ấy thôi hay rồi một câu nói đổ hết mọi việc lên đầu trương dương trương đại quan nói đang suy nghĩ về việc này lần này chúng em đến đông giang rồi sẽ thương lượng từ lập hoa nói còn thương lượng gì nữa các con đã quen nhau nhiều năm vậy rồi hai đứa không còn nhỏ nữa đã đến lúc phải cưới hỏi rồi hay là thế này đợi đến trước tết năm nay mẹ và chú triệu của con sẽ đến đông giang một chuyện rồi nói chuyện này với cha của Yên Nhiên. Giờ đây Từ Lập Hoa rất hài lòng với cô con dâu này, vì vậy, bà rất chủ động về việc kết hôn, giờ đây bà không còn suy nghĩ gì về vấn đề địa vị nữa. Mặc dù Sở Yên Nhiên là con nhà quan, nhưng trên người cô chẳng có vẻ gì là kiêu ngạo cả, cô rất hiền thục, thông tình đạt lý, cô gái như thế này biết tìm ở đâu chứ? Trương Dương cười nói, "Mẹ à, mẹ đừng vội, hay là thế này, để con đến Đông Giang hỏi ý kiến của chú Tống xem thế nào?" sở yên nhiên thấy trương dương nói vậy ánh mắt tỏ ra thất vọng trên đường đến đông giang sở yên nhiên nói rất ít trương dương cảm thấy sự khác thường này của cô ấy liền nhẹ nhàng nói sao thế em không vui à sở yên nhiên lắc đầu không em khỏe lắm vừa mới ra khỏi xuân dương không lâu trời đã bắt đầu có tuyết tuyết rất nhanh nhuộm con đường thành màu trắng xóa che mất tầm nhìn của họ họ vốn định hôm nay đi thẳng đến đông giang nhưng thấy tuyết lớn như vậy chỉ có thể bỏ ý định đến trong ngay hôm nay, Trương Dương lái xe thẳng đến Giang Thành, dẫn sở yên nhiên đến biệt thự gỗ, từ khi Trương Dương rời khỏi Giang Thành, tòa biệt thự này hầu như chẳng ai dùng, về sau, mặc dù Hồ Nhân Như đến Giang Thành để xây xưởng chế tạo thuốc, nhưng cô vẫn không đến đây ở. Vì không thích tòa biệt thự quá lớn thế này, hơn nữa, chỗ này cách xưởng thuốc khá xa, không tiện đi làm, vì vậy, cô đã tìm một căn hộ ở gần xưởng thuốc, có điều cách một thời gian lại mời người đến để dọn dẹp, đẩy cửa, Trương Dương và Sở Yên Nhiên rũ rũ tuyết trên người rồi bước vào trong, trong phòng rất lạnh, Trương Dương kéo cầu trì, mở điều hòa, thấy Sở Yên Nhiên vẫn không vui, liền bước đến, ôm lấy cô ấy từ đằng sau, dí sát mặt vào mặt cô ấy, nhà đầu, em giận anh sao? Sở Yên Nhiên lắc đầu nói, không, thật sự là không. Trương Dương vòng đến trước mặt cô ấy, thì thấy Sở Yên Nhiên cúi thấp đầu. Trương Dương lấy tay ôm mặt cô lên, Thấy ở vành mắt của Sở Yên Nhiên đã lấp lánh một giọt lệ, Trương Dương nói: "Yên Nhiên." Sở Yên Nhiên hòa vào ngực hắn, rồi khóc. Trương đại quan nói: "Tại sao phải khóc? Có phải vì anh đã làm sai gì rồi không?" Sở Yên Nhiên nói: "Có phải là anh không muốn em nữa rồi không?" "Không, anh muốn, nhưng..." Trương đại quan đột nhiên hiểu rằng, Sở Yên Nhiên thương tâm như vậy, có lẽ là vì chuyện của buổi sáng, hắn thấp giọng nói: "Yên Nhiên, anh muốn lấy em, nhưng sở yên nhiên ngước mắt cắn cắn môi rồi nói thật ra em biết trong lòng anh đang nghĩ gì trương dương cười đau khổ nói em không biết đâu em biết sở yên nhiên đột nhiên trở nên xúc động bất cứ việc gì của anh anh thà nói cho người khác biết cũng không đồng ý nói với em trong lòng anh em không hề quan trọng trương đại quan thở dài một hơi rồi nói thật ra chẳng ai biết cả chỉ có anh là khổ tâm thôi sở yên nhiên nói anh có gì khổ tâm tại sao anh không nói ra chứ Trương đại quan bỏ sở yên nhiên ra, lặng lẽ bước đến trước cửa sổ, nhìn tuyết bay đầy ngoài trời, rồi thấp giọng nói yên nhiên, trừ trước đến giờ, trong lòng anh đều rất mâu thuẫn, anh thừa nhận, anh không phải là một người trung thủy về chuyện tình cảm nhưng với anh, anh không hề bị bó buộc bởi một tiêu chuẩn đạo đức nào cả, tiêu chuẩn đạo đức của anh không hề giống với của các em. Sở yên nhiên nhìn lưng của Trương Dương, thầm lau đi dòng nước mắt, rồi nhẹ nhàng nói anh muốn nói với em điều gì. Anh cứ nói đi, giờ đây em đã đủ kiên cường bất cứ việc gì em cũng đều chấp nhận được sở yên nhiên rất hiểu về đời sống tình cảm của trương dương những năm gần đây không lúc nào cô thôi chú ý những chuyện của trương dương dù là khi cô ở mỹ thậm chí cô đã từng nghĩ trên thế gian này thứ làm cho họ chia tay chỉ có một đó là khi cô không còn yêu trương dương nữa hoặc trương dương không còn yêu cô nữa trương dương nói yên nhiên em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau anh đã xuống vách núi để cứu em Em có bao giờ nghĩ rằng, dù là vận động viên leo núi giỏi nhất trên thế gian này, cũng không thể nào làm việc đó dễ dàng như anh, không cần sự trợ giúp của bất cứ công cụ nào, tay không mà đã có thể cõng em từ vách núi lên." Sở Yên Nhiên nói, "Phó công của anh thật sự lợi hại hơn rất nhiều người." Trương Dương nói, "Anh có thể một bước nhảy qua sông, anh có thể đạp trên mặt nước, anh nắm vững rất nhiều y thuật thất truyền, anh có thể làm cho người đã được chuyên gia y học phán cái chết sống dậy, chẳng lẽ em không cảm thấy kỳ lạ sao?" chương 1214, một cắt là xong một. Hai mắt sở yên nhiên mở to, anh là người ngoài hành tinh. Trương đại quan lắc lắc đầu, mỗi bộ phận trên cơ thể anh đều là của người trái đất, làm sao anh là người ngoài hành tinh được? Sở yên nhiên nói, vậy anh? Anh là người cổ đại. Thái độ của trương đại quan rất nặng nề khi nói ra câu này, hắn ý thức được đã đến lúc phải nói sự thật với sở yên nhiên, hắn đã không còn đường lùi nữa. Sở yên nhiên yên lặng nhìn hắn, một lúc sau cô cắn môi nói được rồi anh lại có thể bịa ra lý do này để lừa em anh thật là chán đấy trương dương nói anh không lừa em chỉ cần em nghĩ lại cẩn thận em sẽ phát hiện ra anh có quá nhiều điểm kỳ lạ trên người anh có quá nhiều chỗ bất thường hơn nữa anh thiếu đi giá trị đạo đức của xã hội hiện đại vì anh không hề thuộc về xã hội này không thuộc về thời đại này sở yên nhiên nói nhưng anh rõ ràng có cha có mẹ có cả bạn bè có cả tất cả trên hồ sơ của anh đều ghi rõ ràng. Trương Dương nói, 4 năm trước, anh cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên lại đến thời đại kỳ lạ này, vốn di anh là bác sĩ ở thời đại Tùy, Tùy Dương Đế đã bẫy anh, bảo người bắn tên làm anh chết ở ngoài ngọ môn, anh tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng khi anh mở hai mắt thì phát hiện ra mình đã đến những năm 90 của thế kỷ 20, mới phát hiện ra mình đã đến Xuân Dương. Nghe đến đây, Sở Yên Nhiên cười lạnh lùng, "Trương Dương à, Trương Dương." anh thật là hết chuyện anh không muốn cưới em thì thôi hà tất phải bịa ra lý do như vậy chứ anh nghĩ gì anh cứ nói ra đi về sau em sẽ không lẽo đẽo theo anh nữa trương đại quan thật sự là muốn khóc mà không khóc được hắn phát hiện thường khi hắn nói thật thì không có ai tin sở yên nhiên cũng vậy đã nói ra thì trương đại quan cũng không sợ nói hết tất cả mọi chuyện ra em thật sự không cảm thấy anh có vấn đề sao anh rất lăng nhăng trong chuyện tình cảm đó là vì trong đầu anh không bao giờ có khái niệm một vợ một chồng, ở thời chiều của anh, người hơi có thân phận một chút ai mà không có năm thê bảy thiếp. Nếu không có giam bảy cô hồng nhan chi kỷ, thì ra ngoài đường còn chẳng dám chào người khác. Em nói anh không thấy đó là nhục nhà mà còn coi đó là vinh dự cũng được, em nói anh đạo đức bại hoại cũng được, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình sai, hơn nữa điều hoang đường hơn nữa là, với mỗi người, anh đều rất thật lòng, có phải điều đó là không thể tưởng tượng được không? sở yên nhiên yên lặng không nói gì trương dương lớn tiếng nói mặc dù anh đã cố gắng để hòa nhập vào thế giới này nhưng anh không làm tốt được thế giới tình cảm của anh là một mớ hỗn độn trong thế giới này anh là một quái thai anh muốn chịu trách nhiệm chăm sóc em nhưng anh lại sợ rằng mình không làm tốt được đây chính là lý do từ trước đến nay anh thích em nhưng lại không dám đường đường chính chính cầu hôn em anh muốn chịu trách nhiệm nhưng anh lại không biết làm thế nào để chịu trách nhiệm anh chỉ muốn có một quả bom bắn anh về thời đại cũ về lại quá khứ, dù là để tùy dương đế bắn chết anh cũng được, còn hơn ở lại trên thế giới này để làm tổn thương em, làm tổn thương người khác. Sở yên nhiên yên lặng nhìn Trương Dương. Trương Đại Quan vì xúc động, nên máu dồn lên mặt, mặt trở nên đỏ ao. Sở yên nhiên nói, anh đang nói với em rằng, anh là một người cổ đại, anh không bao giờ cảm thấy năm thê bảy thiếp là sai, anh rất tham lam, anh muốn có được em, còn muốn có được những người khác nữa, anh chỉ có một trái tim anh lại muốn phân nó thành rất nhiều rất nhiều phần ư trương đại quan quyết định hôm nay chẳng cần thể diện nữa hắn gật gật đầu sở yên nhiên nói chuyện giữa anh và tần thanh em đã phát hiện ra từ lâu rồi tình cảm giữa anh và cố giai đồng càng được nhiều người biết hơn ngoài ra anh còn rất nhiều rất nhiều người khác nữa anh đến đâu là để lại tình cảm đến đó trương dương thở dài nói thật ra còn rất nhiều anh biết rằng em coi thường anh nếu là người khác cũng sẽ coi thường anh thôi, ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy anh chẳng ra gì cả. Ha ha. Sở Yên Nhiên khóc, giờ đây anh nói với em những lời này chẳng phải rất tàn nhẫn sao? Trương đại quan nói, thật sự rất tàn nhẫn, ngay cả anh cũng ghét chính bản thân anh, nhưng anh không nói ra, sớm muộn gì anh cũng làm cho chính anh nghẹn mà chết. Yên Nhiên, giờ đây em đã biết tất cả mọi việc, em muốn lựa chọn thế nào cũng được, đây là điều anh tự làm tự chịu. Sở Yên Nhiên lắc đầu, Đột nhiên kéo cánh cửa chạy ra ngoài. Một luồng gió lạnh thổi vào trong căn phòng, Trương Đại Quan chợt cảm thấy lạnh run người. Lúc này hắn mới tỉnh lại, vội vàng chạy đuổi theo Sở Yên Nhiên ra ngoài, Sở Yên Nhiên vừa khóc vừa chạy về phía bờ hồ, dường như biết rằng Trương Dương nhất định sẽ đuổi theo, cô quay đầu lại, chỉ Trương Dương và nói, anh không được lại đây. Trương Đại Quan đứng ở giữa bãi tuyết, đau lòng nhìn Sở Yên Nhiên khóc không ngớt, nếu sớm biết sự thật làm cho cô ấy đau lòng đến vậy. Hắn dù gì cũng sẽ không nói ra, nhưng chân tướng thường là tàn nhẫn, chỉ có những lời nói dối mới khoác bên ngoài bộ cánh ngọt ngào. Những chỗ Trương Đại Quan chạy qua, không để lại một chút dấu vết gì trên tuyết, đây là công phu đạp tuyết không để lại dấu vết, trong thế giới này, người làm được điều này chẳng có mấy ai, nếu như là trước kia, Trương Đại Quan nhất định sẽ nói, ngoài hắn ra chẳng còn ai nữa, nhưng sự xuất hiện của Văn Linh đã làm hắn ý thức được trên thế giới này ngoài hắn ra vẫn còn cao thủ. Sở Yên Nhiên đứng trên bờ hồ, khóc một cách thương tâm, Trương Đại Quan không dám lại gần, đứng ở cách xa cô nhìn về phía cô, hắn vốn lo lắng rằng Sở Yên Nhiên sẽ nhảy xuống, nhưng nhìn một lúc lâu không thấy Sở Yên Nhiên có hành động muốn nhảy, lúc này hắn mới yên tâm hơn. Trương Dương sợ nhất là thấy con gái khóc, đặc biệt là những người con gái mà hắn yêu mến, thời tiết giá lạnh làm cho đầu óc của hắn trở nên tỉnh táo hơn, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao vừa rồi lại nói ra những lời đó nói ra xuất thân của mình với sở yên nhiên rồi, nhưng cái lý do người cổ đại đâu có thể trở thành lý do bao biện cho sự lăng nhăng của mình chứ. Trương đại quan vô cùng hối hận, sớm biết sở yên nhiên phản ứng thế này, chẳng bằng cứ thế lừa cô, nhưng Trương Dương cũng biết rằng, chẳng có việc gì có thể lừa lọc được mãi mãi, thiên hạ này đâu có bức tường nào không có chỗ trông chứ. Bản thân hắn thế nào, sở yên nhiên đương nhiên biết, giờ đây tuổi của họ cũng không nhỏ nữa, nói đến chuyện lập gia đình không còn là việc gì lạ lùng, lần này đến đông giang dù là tống hoài minh không nhắc đến liễu bảo doanh cũng chắc chắn sẽ nói đến chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt sở yên nhiên khóc một lúc lâu rồi đứng dậy sau đó cô đột nhiên chạy về phía mặt hồ trương dương đứng khá xa thấy hành động này của sở yên nhiên lúc này muốn ngăn cô ấy đã không còn kịp nữa mặc dù trên mặt hồ có đóng băng nhưng chỉ có một lớp mỏng không thể chịu được trọng lượng của sở yên nhiên vì vậy sở yên nhiên đã rơi xuống nước Trương Đại Quan bay mấy bước đã đến bờ hồ vừa rồi sợ yên nhiên đứng, sau đó nhảy xuống dưới hồ nước. Đây không phải là lần đầu tiên sợ yên nhiên nhảy xuống nước, Trương Đại Quan cũng không phải là lần đầu tiên cứu người, dù là người nhảy hay là người cứu đều có kinh nghiệm cả. Càng huống hồ, phản ứng của Trương Đại Quan rất nhanh chóng, sau khi nhảy xuống nước, hắn phát hiện rằng nước hồ không hề sâu, rất dễ dàng đã ôm được lấy sợ yên nhiên, Trương Dương ôm sợ yên nhiên trèo lên trên bờ hồ sở yên nhiên không có vấn đề gì hết nước quá nông thậm chí cô còn không uống phải một ngụm nước nào cô ôm lấy cổ trương dương mặt vùi vào trong lòng hắn thấp giọng khóc trương dương ôm lấy sở yên nhiên về biệt thự gỗ dùng chân quấn quanh người sở yên nhiên rồi vội vàng vào nhà tắm bật bình nóng lạnh sở yên nhiên không ngừng hắt xì giờ đây cô đã hơi cảm lạnh thấy trương dương vội vàng chạy đi chạy lại vì mình cuối cùng tình cảm của sở yên nhiên đã ổn định lại cô đột nhiên nói anh có biết vừa rồi khi em nhảy xuống em đã nghĩ gì không trương dương nói em nghĩ gì em muốn kéo anh cùng chết trương đại quan nói thật ra có thể sống được cũng chẳng dễ dàng gì làm sao mà phải đi tìm cái chết cơ chứ anh biết anh có lỗi với em sớm biết thế này anh đã không nói ra sự thật hắn nhẹ nhàng nói anh đã lấy xong nước rồi em mau đi tắm đi nếu như bị ốm thì phiền lắm sở yên nhiên im lặng đi về phía nhà tắm Trương đại quan đi theo cô đến tận cửa, sở yên nhiên không chịu nổi liền hỏi hắn, anh đi theo em làm gì? Trương Dương nói, cái đó, em đừng khóa cửa nhé. Anh sợ em tự sát à? Trương Dương không nói gì, nhưng trên mặt đầy vẻ ưu tư. Sở yên nhiên nói, anh yên tâm đi, em không hề muốn chết, em chỉ là muốn trừng phạt anh mà thôi. Trương đại quan thầm nói, chưa bao giờ thấy ai trừng phạt người khác như em thế này, vì trừng phạt người khác mà mình cũng bị liên lụy vời. Trời thì lạnh mà lại nhảy xuống nước, đây chẳng phải tự tìm cái khổ sao? Sở Yên Nhiên vào nhà tắm, Trương Đại Quan ngồi ở ngoài cửa, rất buồn bã và cũng rất lo lắng, hắn nghe thấy tiếng nước, liền nhẹ nhàng nói, "Nhà đầu, em đừng làm chuyện ngốc nghếch, anh ở ngoài đấy, em làm gì anh cũng nghe thấy." Lúc này nội tâm Sở Yên Nhiên rất hỗn loạn, thật ra thế giới tình cảm phong lưu của Trương Dương cô đã biết từ lâu, từ trước đến nay, cô đều tự lừa dối bản thân mình cô đã từng có thời gian nghĩ về việc chia tay với trương dương nhưng tất cả đã thay đổi sau chuyện của cố giai đồng trương dương vì cố giai đồng mà đến mỹ cô phát hiện rằng mình không thể nào rũ bỏ được hình bóng của hắn yêu là một sự đau khổ nhưng không yêu còn đau khổ hơn yêu hôm nay trương dương đã nói thật với cô mọi việc ngoài chuyện hoang đường là hắn là người cổ đại những chuyện khác sở yên nhiên đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước sở yên nhiên và trương dương sau khi tắm xong đều đã thay quần áo khô hai người mặt đối mặt ngồi trong phòng khách giữa hai người giữ một chút khoảng cách lúc này trương dương giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó vậy hắn cúi đầu ngồi ở đó nghịch ngón tay mình một cách ngán ngầm sở yên nhiên đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh và lý trí sự yếu đuối và lo lắng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất trương dương liền nói em mắng anh một vài câu đi sở yên nhiên chẳng thèm để ý đến hắn trương dương đặt con dao gọt hoa quả lên bàn sở yên nhiên nói anh làm gì vậy trương đại quan nói anh đã nghĩ kỹ rồi nếu như anh sống mà làm cho tất cả mọi người đều đau khổ thì chẳng bằng sở yên nhiên nói anh định lấy cái chết hóa giải tất cả chuyện này à trương dương nói sống quỳ còn hơn chết đứng hay là anh cắt của anh đi vậy giờ đây y học phát triển vậy anh đi chuyển đổi giới tính cho rồi không thể làm vợ chồng thì về sau chúng ta làm chị em tốt em cũng không cần đau khổ như vậy nữa về sau anh nhất định sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em anh sẽ kết thúc tất cả sở yên nhiên cầm lấy con dao gọt hoa quả ánh mắt lộ ra tia sáng trương đại quan vốn chỉ định giả vờ không ngờ rằng sở yên nhiên lại muốn làm thật nhìn con dao lạnh như băng trong lòng hắn run lên gì đấy em định làm gì sở yên nhiên nói chẳng phải là anh muốn biến thành phụ nữ sao được thôi em đồng ý với anh trương đại quan nuốt nước bọt rồi nói hay là để cho anh tự làm vậy. Sở Yên Nhiên nói, "Để em giúp anh, dù sao chúng ta cũng đã từng quen nhau, tình cảm có cả, chuyện tàn nhẫn như thế này, làm sao em nhẫn tâm để anh tự làm rồi." Trương đại quan nói, "Vậy, vậy, để anh đi chuẩn bị một chút." Sở Yên Nhiên cầm con dao gọt hoa quả, bước lên trước một bước. Chương 1215, một cắt là xong hai. Trương đại quan nói, "Đợi chút, con dao này hình như không đủ sắc." sở yên nhiên gật đầu quay người đi vào nhà bếp một lúc sau đã lấy ra một con dao chặt thịt cỡ lớn rồi cô nói con dao này thì đủ sắc rồi đảm bảo rằng sau khi chặt một nhát sẽ chẳng còn phiền phức gì nữa sở đại tiểu thưa tay cầm dao cả người toát ra sát khí từ trước đến giờ chưa từng có trương đại quan cảm thấy hơi sợ yên nhiên hình như hình như không cần phải làm như vậy đâu đúng không sở yên nhiên nói anh sợ à trương dương đứng dậy nói anh chưa từng sợ điều gì hết hắn đến trước mặt sở yên nhiên rồi sau đó đưa ra một quyết định dũng cảm cởi hết sạch sẽ tất cả quần áo trên cơ thể kẻ vô sỉ không biết sợ trương đại quan đúng là có cả hai yếu tố đó cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra giữa hắn và sở yên nhiên sớm muộn gì cũng phải đối mặt với một cuộc nói chuyện thẳng thắn sở yên nhiên cầm dao không phải thật sự muốn chém của hắn mặc dù cô rất tức trương dương nhưng thật sự nếu muốn cô cắt hết của Trương Dương để giải quyết tất cả thì cô không nhẫn tâm được đến như vậy. Cô và Trương Dương đã yêu nhau đến 4 năm và cũng đã từng có những trải nghiệm khó quên bên cạnh nhau, nhưng giữa họ vẫn chưa đi đến chuyện cuối cùng đó. Sở Yên Nhiên chưa từng nhìn thấy cơ thể trần truồng của Trương Dương, thấy bộ phận thẳng đứng ở dưới của Trương Dương, Sở Yên Nhiên sợ đến độ kêu lên một tiếng, con dao trong tay rơi xuống mặt đất, hai tay cô ôm lấy mắt của mình. Khi cô đã tỉnh lại từ trong sự hoảng sợ, việc đầu tiên cô nghĩ đến là muốn chạy trốn nhưng gần như cùng lúc đó cô đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của trương dương mở hai mắt cô thấy trương dương đang ôm lấy chỗ phía dưới đau khổ ngồi sụp xuống sở yên nhiên nhìn con dao trên mặt đất lưỡi dao còn dính không ít vệt máu sở yên nhiên run rẩy nói anh anh bị thương ở đâu rồi trương đại quan mặt đau khổ nói xong rồi xong rồi quả nhiên đã bị em cắt rồi cũng được về sau sẽ không còn phiền phức gì nữa tên này giả vờ rất giống sở yên nhiên vừa sợ vừa căng thẳng lúc này một chút hận thù với trương dương đã biến đi đâu mất cô run rẩy trương dương em đưa anh đi bệnh viện em thật sự không phải cố ý trương đại quan nói không đi anh không chịu nổi việc mất mặt thế này sở yên nhiên nói đi đi em xin anh đấy em đã từng đọc báo về vấn đề này chỉ cần làm phẫu thuật kịp thời là vẫn có thể nối lại được trương đại quan mặt dầu dĩ nối lại cái gì đều là do thứ này gây hỏa cả đây là tội của anh anh phải chịu cắt một nhát chấm dứt tất cả tất cả chấm dứt rồi nhưng sở yên nhiên nhìn thấy chỗ tay trương dương ôm lấy không ngừng nhỏ máu cô sợ đến độ khóc lên trương dương mặc dù em trách anh nhưng em không thể nào rời xa anh được em chưa từng nghĩ đến việc chia tay với anh anh không thể nào xảy ra chuyện anh không thể xảy ra chuyện trương đại quan nói em thật sự không trách anh nữa sao sở yên nhiên nói chỉ cần anh khỏe bình an chỉ cần anh đối tốt với em, em chẳng nề hà gì cả." Trương Dương nói, "Em không ghét rằng anh là người cổ đại sao?" Sở Yên Nhiên lắc đầu nói, "Anh là người ngoài hành tinh em cũng cần anh." Trương đại quan nói, "Em không ghét anh lang nhăng vớ vẩn sao?" Sở Yên Nhiên nói, "Em kệ, em kệ hết, chỉ cần anh đối tốt với em, chỉ cần anh sống cho cẩn thận." Trương đại quan thở dài rồi nói, "Anh thấy, anh làm một người phụ nữ vẫn hơn." đời này kiếp này chúng ta sẽ là chị em em không muốn anh làm phụ nữ em cũng không muốn làm chị em với anh em muốn anh làm chồng em làm người đàn ông của em sở yên nhiên ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của trương dương trương đại quan bị tấm chân tình của sở yên nhiên làm cảm động hắn ôm lấy sở yên nhiên vẫn quan tâm đến vết thương của hắn vết thương của anh người có thể giúp anh chị thương chỉ có em thôi lúc quan trọng những lời đường mật của trương đại quan làm lay động lòng người sở yên nhiên bị hắn ôm vào trong lòng không nhìn thấy rốt cuộc hắn bị thương ở đâu vừa rồi cô chỉ mải quan tâm nhưng sau khi bình tĩnh lại cô ý thức được rằng trương dương có võ công mạnh như thế này không đến nỗi bị mình rớt đau bị thương cô ý thức được dục vọng trong mắt của trương dương rồi xấu hổ quay mặt sang một bên không dám nhìn hắn trương dương ôm sở yên nhiên đi vào trong phòng ngủ đặt cô lên giường cởi áo khoác ngoài của cô ra nhẹ nhàng sờ lấy bộ ngực của cô cơ thể nhỏ bé của sở yên nhiên không ngừng run rẩy dưới bàn tay của hắn sở yên nhiên đang cố gắng chịu đựng cảm giác này những phần da trắng nõn dưới bàn tay trương dương trở nên màu hồng nhàn nhạt, nhạt bên ngoài tuyết ngày càng rơi lớn nhưng bên trong phòng lại ấm áp như mùa xuân cơ thể của sở yên nhiên dưới ánh sáng mông lung càng trở nên say đắm lòng người trương dương hôn lên môi cô nhẹ nhàng cọ sát ra thịt cô sở yên nhiên hoàn mỹ như vậy mái tóc dài óng ngượt con mắt xinh xắn như nước hồ mùa xuân sống mũi cao bờ môi nhỏ nhắn da thịt trắng nõn nà tất cả làm cho trương dương say đắm hắn chìm vào trong sự mê hoặc đó hắn hôn lên từng chỗ da thịt của sở yên nhiên trương dương làm như vậy mặt của sở yên nhiên ngày càng đỏ thêm làm cho cô càng có sức hấp dấp cô nhắm mắt giơ tay ra ôm lấy bộ phận đang dựng lên của trương dương một cách rất cẩn thận vừa rồi chiếc dao rơi xuống không hề cắt thứ đó của hắn sở yên nhiên giờ đây thái độ rất phức tạp có thể thấy rằng lòng cô đầy mâu thuẫn và do dự Trương Dương hôn cô, muốn hòa vào cùng cô, Sở Yên Nhiên phát hiện ra rằng mình mất đi dũng khí phản kháng, cô mở hai mắt, nhìn thấy bộ phận cô nắm trong tay không ngừng chuyển động, cô ngại đến độ cổ cũng đỏ bừng lên, nhìn thấy Trương Dương không chú ý, cô liền nhìn vào đó, chắc chắn rằng trên đó không hề có bất cứ vết thương nào. Tay Trương Dương sờ vào đôi chân dài mềm mại của cô, cơ thể hắn đè lên người cô, sờ lên người cô và hôn nồng nhiệt. Sở Yên Nhiên cố gắng chịu đựng sự xâm phạm của hắn điều làm cho cô cảm thấy xấu hổ nhất là bộ phận vừa rồi cô nắm lấy đã bắt đầu đặt vào vị trí ở giữa hai chân cô thỉnh thoảng động vào nơi bí ẩn nhất trên người cô sở yên nhiên cắn cắn mơi cơ thể không ngừng động đậy muốn chặn hành động tiếp theo của trương dương lại hai chân của cô kẹp chặt lấy bộ phận mà trương dương muốn đột phá trương dương cảm thấy cô không cho phép liền dừng động tác lại sở yên nhiên cảm thấy hắn ngừng lại mới thở phào một hơi họ giữ tư thế này nhẹ nhàng đè lấy nhau hai người bốn mắt nhìn nhau Sở Yên Nhiên bắt gặp ánh mắt rực lửa của Trương Dương, thái độ ngày càng xấu hổ dữ dội, cô nói một cách rất khó khăn, tên lừa đảo, chẳng phải anh nói, đã bị em cắt mất rồi sao? Cô cảm thấy được bộ phận hai chân mình kẹp lấy dường như lại phồng lên rất nhiều, hơn nữa ngày càng nóng, hai mắt cô nửa nhắm hờ, không biết rằng thái độ này càng làm cho Trương Đại Quan thích thú. Trương Dương cắn lấy tai cô, rồi nói thầm bên tai cô rằng, yên nhiên, anh muốn em. Sở yên nhiên nhẹ nhàng ừm một tiếng, Hai chân cô cuối cùng đã mở ra, Trương Đại Quan không thể nào khống chế được bản thân mình nữa, hắn nắm lấy bờ ngực của Sở Yên Nhiên, dũng cảm xông lên. A, à, Sở Yên Nhiên kêu lên một tiếng, một cảm giác đau đớn như bị kéo rách vậy, làm cho cô muốn phản kháng, nhưng hai bàn tay của Trương Dương đã đè chặt lấy cơ thể của cô, cô chỉ có thể hơi co cơ thể mình, muốn ngăn sự xâm phạm của Trương Dương, nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ là vô ích, Trương Dương đã thành công thâm nhập vào người cô một cảm giác vui vẻ cực độ cuốn lấy toàn thân. Cùng với động tác của Trương Dương, Sở Yên Nhiên rên lên nhè nhẹ, trong sự đau khổ có một chút vui vẻ, đây là một loại cảm giác kỳ diệu chưa từng có, cô không biết rằng tiếng rên nhè nhẹ của mình đã làm cho Trương Dương càng muốn chinh phục, động tác của Trương Dương ngày càng ác liệt. Sở Yên Nhiên cũng không ngừng run rẩy cơ thể mình, cô không biết làm thế nào để phối hợp với Trương Dương, chỉ nhắm chặt hai mắt. Cảm giác của cô ngày càng trở nên mẫn cảm tiếng rên cũng ngày càng trở nên lớn hơn, gấp gáp hơn, bụng cô hơi dướn lên trên, thấy phản ứng của sở yên nhiên, trương dương càng sung kích cơ thể cô mạnh mẽ hơn, làm cho cảm giác ào ào trùng đến, từng đợt từng đợt bao vây lấy sở yên nhiên, cơ thể của sở yên nhiên ở dưới cơ thể của hắn, hai cánh tay trắng ôm chặt lấy người hắn. Trương dương ngày càng mạnh mẽ, làm cho họ đều cảm thấy nự nồng nhiệt. Cuối cùng trong tiếng kêu không thể kiềm chế của sở yên nhiên, từng luồng từng luồng xung kích vào chỗ sâu thẳm nhất trong cơ thể của cô. Thế giới đã bắt đầu thay đổi từ đó đối với sở yên nhiên, cô yên lặng nằm ở đó, dịu dàng sờ vào mái tóc của Trương Dương, trên mặt đỏ như cánh hoa đào tháng ba vậy. Trương Dương nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi cô, sở yên nhiên chủ động, Trương Đại Quan dịu dàng nói em có đau không? Sở yên nhiên lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô đẩy người Trương Dương ra kéo chăn trùm lên người mình, Trương Dương chui vào trong chăn, lại lao lên người cô một lần nữa trong bóng tối hai người nhẹ nhàng hôn nhau sở yên nhiên nói nhỏ kẻ lừa đảo trương dương nói vậy thì anh sẽ lừa em cả đời sở yên nhiên đột nhiên ôm chặt lấy trương dương trương dương em không muốn anh lừa em em muốn anh phải nói thật với em em muốn anh phải yêu em em không thể rời xa anh trương đại quan nói rất hùng hồn anh thề anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa anh sẽ mãi mãi không nói dối audio điện tử võ tấn bền hết chương 1215